Lệ Khuynh Thành rất bất mãn với hành động của Tần Lạc. Nàng hờn dỗi vỗ tay vào lưng hắn nói, để cho em nghịch. Khi Lệ Khuynh Thành nói câu đó, thái độ nàng giống như một cô bé con đang nhõng nhẽo đòi món đồ chơi yêu thích. Thái độ tự nhiên tùy ý nhưng lại khiến người ta trào máu mũi. Trong số những người phụ nữ của Tần Lạc, chỉ có mình Lệ Khuynh Thành có thể dùng một câu nói bất bình thường với một giọng nói thản nhiên như vậy. Cũng chỉ có mình nàng mới có thể chỉ một câu nói khiến người ta chìm trong bể dục vọng chết đi sống lại. Nàng là yêu tinh. Vì vậy tiểu Tần Lạc phản bội chủ nhân của nó một cách đáng xấu hổ. Anh xem, nó cũng tình nguyện để cho em nghịch này. Lệ Khuynh Thành cười hì hì chỉ vào tiểu Tần Lạc nói. Nàng rút bàn tay thoát khỏi tay Tần Lạc, lại nhẹ nhàng khiêu khích hắn, là ai nói nhỉ? Đàn ông như một con gà trống. Thứ nhất thích khoe khoang thành tích, thứ hai vào thời khắc quan trọng vẫn có thể chống đỡ được. Thứ ba có thể bồi dưỡng ra người nối nghiệp xuất chúng. Thứ tư là giỏi công kích người khác khiến cho đối phương cảm thấy sung sướng. Thứ năm khi tiếp xúc có thể tạo nên ma sát khiến mọi người cùng sung sướng. Thứ sáu sau khi thắng lợi thì lập tức thu nhỏ mình lại một chút. Nơi có người sống thì có giang hồ thì có cạnh tranh thì có thù oán giết chóc. Đối với chính khách mà nói không có gì có thể so với việc lên chức của bọn họ. Thế nhưng vì vị trí có hạn hiển nhiên phải cạnh tranh công kích lẫn nhau. Lúc này vị trí của Thái Bộ trưởng ổn định, chiếm thượng phong. Nếu như không có bất ngờ xảy ra khả năng thăng chức của ông cực cao. Có người thắng lợi, đương nhiên sẽ có người thất bại. Thất bại đó thêm vào vài câu tán dóc, tô điểm thêm chút thủ đoạn là không thể tránh được. Vậy ý của em là, chúng ta hẳn phải hiểu hành vi đó, không cần làm cái gì sao? Mới rồi em còn nói chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn, chịu chết sao? Động tác tay của Lệ Khuynh Thành càng gia tăng, hơi thở Tần Lạc càng lúc càng dồn dập. Một khi Lệ Khuynh Thành đã to gan lớn mật như này, chứng minh không một ai dám tùy tiện đi vào phòng làm việc của nàng. Nàng đã không kiêng nể, mình cần gì phải giả bộ quân tử. Mặc dù hắn chưa từng làm như vậy. Tần Lạc kéo Lệ Khuynh Thành vào sát mình, bàn tay hắn cởi từng nút áo của nàng. Sau đó bàn tay hắn luồn qua cổ đi xuống, tham lam chiếm lĩnh ngọn núi đầy đặn. Cảm giác chân thực này tốt hơn nhiều so với không được cầm nắm. Quả thật chỉ muốn vùi đầu vào đó. Có nhỏ đi không? Lệ Khuynh Thành hỏi. Không, Tần Lạc lắc đầu nói. Không là tốt, Lệ Khuynh Thành nói. Khi không có ai sờ, em tự sờ, nắn. Em chỉ sợ nhỏ đi anh không thích. Nhìn thái độ nghiêm trang của Lệ Khuynh Thành, Tần Lạc không nhẫn nhịn được nữa, hắn quay người ôm nàng đặt bên dưới mình, bắt đầu chiến dịch phản công. Mưa tạnh gió hòa. Lệ Khuynh Thành mệt mỏi nằm yên một chỗ, đôi mắt ngây thơ vô tội mở to chớp chớp, nói, anh kích động là gì hà? Em nói mình sờ nắn cũng không phải là tự làm, em chỉ là massage cho ngực mình thôi mà. Anh đừng có quên trước kia em mở thẩm mỹ viện, tất cả nhân viên nữ trong thẩm mỹ viện đều là chuyên gia chăm sóc ngực và buồng trứng đó. Em đúng là yêu tinh, Tần Lạc ôm người Lệ Khuynh Thành, điên cuồng cắn vào cô nàng. Ôi, không được, Lệ Khuynh Thành kinh hãi nói. Đồng nghiệp sẽ nhìn thấy. Em còn sợ cái đó sao? Lệ Khuynh Thành cười khúc khích nói, thật ra cũng không có gì đáng sợ. Anh đã công khai nói với giới truyền thông là thích em. Bây giờ không phải tất cả đều biết mối quan hệ của chúng mình sao? Em bảo với thư ký chúng mình có việc cần thương thảo, anh nghĩ cô ấy sẽ tin sao? Thế giới này là như vậy đó, anh lừa gạt em gạt anh. Tất cả mọi người đều không nói thật, vấn đề là có người bị vạch trần trước mặt người khác, có người bị lén vạch trần mà thôi. Hôm nay em có chuyện gì vậy? Tần Lạc ngẩng đầu nhìn Lệ Khuynh Thành hỏi. Luôn nói lời sáo rỗng. Em muốn nói gì sao? Em chỉ cảm thấy bùi ngùi, Lệ Khuynh Thành nói. Trước đó còn có người dám theo đuôi em. Sau khi chuyện của chúng mình bị bộc lộ, không còn ai dám theo đuôi em nữa. Tần Lạc tươi cười hỏi, hối hận rồi hả? Bàn tay Lệ Khuynh Thành nhẹ nhàng vuốt ve chòm râu của Tần Lạc. Giống như nàng đang dùng đầu ngón tay phác một bức họa. Anh cười hơi lạnh nhạt, tức giận sao? Không, Tần Lạc nói, anh vẫn không hiểu lắm nên rốt cuộc không biết em thật sự nghĩ thế nào, cũng không biết em muốn làm gì. Nếu như em muốn, bất kỳ lúc nào cũng có thể đi, hay chúng ta hoàn toàn có thể khôi phục mối quan hệ hợp tác trước kia. Hai đầu ngón tay Lệ Khuynh Thành nhẹ nhàng nắm môi Tần Lạc nói, sau này anh không được nói như vậy. Em rất khó chịu. Anh chỉ sợ em khó chịu, Tần Lạc cười nói. Lần này nụ cười ấm áp như ánh mặt trời hơn trước nhiều. Tâm tính con người khác nhau, sức cuốn hút của nụ cười cũng khác nhau. Nụ cười dễ dàng thể hiện thế giới nội tâm của con người. Anh có gì còn không hiểu rõ?
anh còn tưởng em vẫn còn là Lệ Khuynh Thành trước kia, đúng không? Anh có biết Lệ Khuynh Thành đó đã sớm chết rồi không? Bị Cừu Gia giết chết rồi, chết trong trận lửa trên núi rồi. Bây giờ em là một Lệ Khuynh Thành hoàn toàn khác. Lệ Khuynh Thành làm việc cho anh, kiếm tiền cho anh, lên giường với anh, sinh con cho anh. Nghĩ tới anh, nhớ anh, yêu anh. Bây giờ Lệ Khuynh Thành không có bản thân mình, chỉ thuộc về mình anh. Anh có thể coi em như người phụ nữ của anh, tình nhân của anh, thậm chí anh có thể mua em về làm một quản gia. Anh có thể làm bất kỳ chuyện gì với em. Tần Lạc không nói bởi vì hắn đang bận làm chuyện gì đó với Lệ Khuynh Thành. Tiêu Biệt Thắng tân hôn, có lẽ vì hai người lâu ngày không gặp nhau, cũng có khả năng vì lời nói thiêu đốt tình cảm mãnh liệt. Cảm xúc hai người bộc phát cực kỳ mãnh liệt, kéo dài rất lâu. Trận chiến xảy ra tới lần thứ ba mới chấm dứt, vì bọn họ liên tục chiến đấu nên mệt mỏi tới mức không cả muốn động đậy đầu ngón tay. Anh có biết tại sao em không cho anh tham dự vào chuyện tranh đấu của Thái Bộ trưởng không? Lệ Khuynh Thành dịu dàng hỏi. Hiểu một chút, hai mắt Tần Lạc nhắm chặt, mơ màng buồn ngủ. Chuyện xảy ra lần này rõ ràng nhắm vào Thái Bộ trưởng, ông ấy sẽ biết cần phải phản kích thế nào một cách tốt nhất. Người như ông ấy có thể lên tới vị trí hiện nay, há chỉ dựa vào nguyên nỗ lực của bản thân mà thành sao? Lệ Khuynh Thành uể oải phân tích, giọng nói nàng ngập tràn mùi vị hấp dẫn. Chính ông ấy ra tay thì đó là cạnh tranh bên trong. Chính anh ra tay thì còn danh chính ngôn thuận không? Còn nữa, anh có nghĩ tới không? Những kẻ đó ra tay với Thái Bộ trưởng, chứng minh bọn họ cho rằng Thái Bộ trưởng cản trở con đường tiến chức của mình. Một khi người đó dám làm như thế, chứng minh không ý kỵ quyền hành của Thái Bộ trưởng. Thái Bộ trưởng đã cao tuổi, nhiều khả năng hết khóa này sẽ lui về. Anh tuổi còn rất trẻ, sau này khi nhân vật hùng mạnh kia lên đài, kẻ đó sẽ trả thù anh như thế nào? Em bảo anh đi làm bạn với sói sao? Tần Lạc hỏi ngược lại. Anh không phải cũng là một con sói sao? Lệ Khuynh Thành trừng mắt liếc nhìn Tần Lạc một cái. Đương nhiên là có hai loại sói khác nhau. Tần Lạc nói sói là chỉ người xấu. Lệ Khuynh Thành nói sói là chỉ sắc lang. Tần Lạc cười, không phản bác câu nói của nàng, nếu không chủ đề sẽ chuyển tới tận Thái Bình Dương. Cho dù bây giờ anh không giúp Thái Bộ trưởng ra tay, đối thủ của ông ấy cũng sẽ tuyệt đối không mang ơn anh. Bây giờ chúng ta đã không phải là bạn bè, sau này cũng sẽ không bao giờ là bạn bè, Tần Lạc cười nói. Hơn nữa vào thời điểm anh gặp khó khăn, Thái Bộ trưởng vẫn đứng bên anh. Nếu như vào thời điểm Thái Bộ trưởng gặp khó khăn anh không làm gì, đó chính là vong ân phụ nghĩa. Bây giờ anh cứ làm việc cần làm, còn về chuyện sau này, ai biết được, có lẽ kẻ kia sẽ bị bắt gì tham ô. Có lẽ hắn sẽ rút lui vì thiếu trách nhiệm trong công tác, hay có thể bị tai nạn xe cộ, hay vì áp lực công việc quá nặng nề mà bị chảy máu não. Có rất nhiều khả năng, anh tuyệt đối không thể vì sợ hãi nguy hiểm sau này mà lúc này chỉ đứng nhìn không làm gì cả. Khi khi, Lệ Khuynh Thành tươi cười nói, em biết anh sẽ nói như vậy. Quả nhiên em đã lựa chọn đúng người đàn ông của mình. Tần Lạc nghi ngờ nhìn Lệ Khuynh Thành, hắn không biết rốt cuộc trong hồ lô của nàng bán thuốc gì nữa đây. Em nói anh không nên ra ta là em muốn nói cho anh biết tất cả nguy hiểm, Lệ Khuynh Thành cười nói. Nếu như bây giờ anh vẫn kiên trì đứng bên cạnh Thái Bộ trưởng, trong cặp em có một tập tài liệu, nhất định anh sẽ cảm thấy hứng thú. Tại sao em không trực tiếp nói cho anh biết là em có tài liệu này? Tần Lạc hỏi. Bởi vì em không muốn anh nghĩ em là một người xấu chỉ biết chơi âm mưu quỷ kế, Lệ Khuynh Thành nói. Tần Lạc tươi cười hỏi, có phải em cho người vạch trần chuyện mấy chuyên gia, giáo sư nhận tiền của người ta tuyên truyền sai sự thật không? Khi tin tức Tần Lạc điều trị bệnh cho lão phu nhân Marie thất bại truyền về nước, một nhóm các chuyên gia, giáo sư đột nhiên nhảy ra công kích, nhục mạ hắn. Ngày hôm sau những chuyên gia này đột nhiên bị báo ứng. Có người bị tố cáo thu tiền của nhà sản xuất thuốc tuyên truyền sai sự thật. Có người bị phát tán băng ghi hình quan hệ với nghiên cứu sinh của mình, nữ 20, nam 58. Có người bị tố cáo dùng tiền nghiên cứu mua xe, mua nhà cao cấp. Vì vậy bọn họ đồng loạt câm miệng. Đương nhiên cho dù bọn họ có thanh minh thế nào đi nữa cũng không còn ai tin, bởi vì bọn họ nào có nhân phẩm, ngược lại Tần Lạc bị bọn họ mắng lại đoạt được tiếng tốt. Quả nhiên Lệ Khuynh Thành rất am hiểu cách giải quyết tận gốc vấn đề. Mỗi một nhát đao đâm ra ngoài cực kỳ chính xác, tuyệt đối không thể thất bại. Trong con mắt anh, em quả nhiên chỉ là một người phụ nữ xấu, Lệ Khuynh Thành gượng gạo nói. Phụ nữ không xấu, đàn ông không thích, Tần Lạc ôm chặt nàng, giống như báu vật. Chương 1328, con sâu làm dầu nồi canh. Lệ Khuynh Thành cười khúc khích khi nghe Tần Lạc an ủi mình.
cười càng lúc càng to, giống như gãi đúng chỗ ngứa vậy. Em cười gì vậy? Tần Lạc ngạc nhiên hỏi. Cười anh. Cười gì anh? Cười anh càng ngày càng biết nói dối. Lệ Khuynh Thành nói. Anh còn nhớ lần đầu tiên anh tới thẩm mỹ viện không? Khi nói chuyện với một cô gái anh cũng đỏ mặt, khi nhìn thấy dáng vẻ đó của anh, cô gái đó càng thích trêu chọc anh. Một thời gian sau anh đã trở thành một hoa hoa đại thiếu nói không biết xấu hổ. Không phải em nói anh là hoa hoa đại thiếu mà là gã phóng viên kia nói đó. Sao lại bảo anh nói dối? Tần Lạc buồn bực hỏi lại. Bây giờ anh không chỉ học xong cách nói dối mà còn học xong cách chết cũng không chịu nhận. Lệ Khuynh Thành nói. Nói dối chính là dấu hiệu của người đàn ông lão luyện. Xem ra tiểu tử năm xưa đã trở thành một đại nam nhân rồi. Tóm lại em không thể vô cớ hất bát nước bẩn vào người anh, Tần Lạc nói. Cái đó và hành vi của gã phóng viên kia có gì khác nhau không? Cái gì mà vô cớ? Vậy em hỏi anh, lúc nãy anh nói phụ nữ không xấu. Đàn ông không thích, đúng không? Đúng vậy, Tần Lạc gật đầu. Hắn mới nói nên đương nhiên không quên. Bà cả có xấu không? Tần Lạc biết ý tứ của Lệ Khuynh Thành. Quả thật câu nói đó rất sơ hở. Anh không yêu cô ấy hả? Không phải anh đã trả lời vấn đề này rồi sao? Tần Lạc nói. Đúng vậy, cô ấy là người tốt, anh yêu cô ấy, vậy sao anh còn nói phụ nữ không xấu, đàn ông không yêu? Là anh nói sai được chưa? Tần Lạc nói, quả thật phụ nữ khiến người ta rất đau đầu. Câu đó dường như đúng với trường hợp của em, anh biết em làm chuyện đó chỉ vì muốn tốt cho anh. Anh không cho em làm người phụ nữ tốt nữa hả? Lệ Khuynh Thành hỏi, sau này em sẽ thường xuyên mặc váy, tóc tết bím, nói năng nhỏ nhẹ, ăn chậm. Không đánh nhau, không chửi mắng người ta cũng không nghĩ âm mưu quỷ kế này nọ, em chỉ muốn làm một thục nữ. Rất khủng khiếp, Tần Lạc nói. Hai người phá lên cười. Tâm trạng cô ấy không tốt, anh phải ở nhà nhiều cùng với cô ấy, Lệ Khuynh Thành nói. Em biết chuyện gì? Chuyện mẹ cô ấy. Sao em lại biết? Tần Lạc thầm nghĩ, hắn không nói cho Lệ Khuynh Thành biết chuyện của Lâm Tử. Hắn bị bệnh sao mà nói cho Lệ Khuynh Thành biết chuyện của Lâm Hoán Khê. Tất cả chuyện của anh em đều biết, Lệ Khuynh Thành trả lời qua quýt. Hiển nhiên nàng không muốn trả lời câu hỏi của Tần Lạc. Trước kia em nghĩ mình là người phụ nữ đáng thương nhất trên thế giới này. Bây giờ em mới biết thì ra em và cô ấy chính là những người đông bệnh tương liên. Trước kia em đã không muốn tranh giành với cô ấy, bây giờ càng không thể tranh. Anh tuyển chọn phụ nữ sao vậy? Toàn là người gia đình không hoàn hảo. Cố tình chọn, Tần Lạc nói. Anh là một người đàn ông bản tính hiền lành. Anh muốn thay người nhà bọn em chăm sóc cho bọn em. Nếu như mẹ em biết em trở thành tình nhân của người tạ, mẹ sẽ tức giận tới mức không thể nhấc chân được, Lệ Khuynh Thành nói. Hoàng đế kia lợi hại thật sao? Đúng vậy, Tần Lạc gật đầu. Nếu không bọn anh đã không phải nhập cư trái phép quay về nhà. Em đã nói mà, Lệ Khuynh Thành quả quyết nói. Với phong cách làm việc của anh, một khi giải phẫu thành công, nhất định anh sẽ vinh quang quay về nước với cảnh tượng ít nhất 10 vạn người gia sản bay đón. Cũng là em hiểu rõ anh, Tần Lạc cười nói. Lệ Khuynh Thành nắm chặt tay Tần Lạc, nghiêm túc nói, cho dù thế nào đi nữa, anh nhất định phải sống. Không chết được, Tần Lạc cười nói. Đúng lúc này chuông điện thoại di động của Lệ Khuynh Thành ở trên bang vang lên. Sau khi Lệ Khuynh Thành liếc mắt nhìn dãy số trên màn hình, sắc mặt nàng vô cùng tức giận. Nàng bấm nút gọi, hỏi, chuyện gì? Lệ chủ tịch, chị đã xong việc chưa? Từ trong điện thoại vang lên tiếng nói của thư ký Lệ Khuynh Thành. Chị làm xong việc chưa? Câu hỏi này khiến Lệ Khuynh Thành á khẩu không biết trả lời thế nào. Lệ Khuynh Thành liếc mắt nhìn thấy Tần Lạc đang nheo mắt cười mình, hiển nhiên hắn cũng nghe được câu nói trong điện thoại. Có chuyện gì vậy? Lệ Khuynh Thành hỏi. Lý tiên sinh của tập đoàn Hoa Bang đang chờ chủ tịch ở phòng khách. Hai người đã ước định thời gian gặp mặt, ông ấy đang rất sốt ruột. Biết rồi, Lệ Khuynh Thành nói. Đợi sau khi Lệ Khuynh Thành nói chuyện điện thoại xong, Tần Lạc cười hỏi, em không vì thế mà đuổi việc cô ấy chứ? Em là người lòng dạ hẹp hỏi vậy sao? Lệ Khuynh Thành phản kích, thế nhưng cô ta đã chứng minh không phải là một thư ký đủ tư cách. Em sẽ điều cô ta tới phòng kinh doanh. Tần Lạc gật đầu. Hắn biết Lệ Khuynh Thành làm vậy không phải vì cô thư ký hiểu rõ chuyện của nàng mà vì sơ hở trong câu nói. Sai lầm trước mặt người nhà thì còn sửa được, nếu như trong khi đàm phán làm ăn mà phạm sai lầm, đó chính là sai lầm chí mạng. Lệ Khuynh Thành ngồi dậy, nàng sửa sang lại quần áo trên người, nói, em đi tắm. Anh cũng đi tắm một chút, Tần Lạc nói.
Không được, anh về nhà mà tắm. Lệ Khuynh Thành từ chối. Hai người cùng tắm, người ngốc cũng hiểu hai người đã làm gì trong phòng làm việc. Tần Lạc mỉm cười nhưng không miễn cưỡng. Lệ Khuynh Thành đi tới trước bàn làm việc, nàng kéo ngăn kéo, lấy ra một tập tài liệu màu vàng đất ở trong góc. Anh hãy cầm cái này xem cho kỹ, Lệ Khuynh Thành nói. Nếu như giao cho Thái Bộ trưởng, có lẽ có tác dụng đó. Được Tần Lạc cầm lấy, hắn quay người đi ra ngoài phòng. Sau khi xe chạy ra khỏi Khuynh Thành quốc tế, Tần Lạc rút tập tài liệu trong kẹp ra đọc, ngay lập tức hai mắt hắn sáng rực. Quả thật rất lợi hại, Tần Lạc than thở, ngay cả tài liệu này cũng lấy được. Thứ hai, hội nghị nội bộ bộ trưởng. Trong phòng làm việc yên tĩnh tới mức một cây kim rơi xuống cũng nghe được. Bốn phó bộ trưởng và một trợ lý bộ trưởng phân chia nhau ngồi theo thứ tự. Thái Công Dân ngồi thứ nhất bên tay trái, trong khi đó vị trí thứ nhất bên tay phải chính là phó bộ trưởng Hoàng Cường. Vị trí bộ trưởng còn trống, vị lãnh đạo nắm giữ chức vụ cao nhất còn chưa có mặt. Dựa theo thói quen quan trường, chức quan càng to, thời gian đi làm càng muộn, Bộ Y tế cũng không ngoại lệ. Khi thời gian họp chỉ còn 5 phút, một ông già dáng vẻ trông không tệ lắm đi nhanh vào. Thư ký ở phía sau kéo ghế giúp, sau khi đặt chén trà dành riêng cho ông ta, viên thư ký lặng lẽ lui xuống. Quách Long Thanh làm bộ trưởng Bộ Y tế đã hai khóa, cực kỳ uy nghiêm, ông ta đưa mắt nhìn những người đối diện với mình rồi nói, họp. Hôm nay không có vấn đề gì khác, chủ có một vấn đề duy nhất là chuyển giao công tác. Mọi người cũng biết nhiệm kỳ của tôi sắp hết, còn hai tháng nữa thì tôi sẽ về nghỉ, vì để đảm bảo công tác của Bộ Y tế vẫn tiến triển tốt. Chúng ta phải chuẩn bị trước. Một lần nữa ông ta đưa mắt nhìn những người đối diện. Khi nhìn thấy sắc mặt thản nhiên của bọn họ, lòng ông ta thầm nhẹ nhõm. Tất cả những người ở đây đều lão luyện trong chốn quan trường, bọn họ tuyệt đối không vì cấp trên của mình rút lui mà vui mừng hay lộ ra vẻ mặt không thể nhẫn nại được nữa. Nếu như ông ta nhìn thấy biểu hiện đó từ ai, dù thế nào đi nữa ông ta nhất định sẽ đi tới đá cho người đó mấy cái. Còn về phần ai tiếp nhận vị trí bộ trưởng, đương nhiên cấp trên sẽ sắp xếp. Việc phân chia các ngành sẽ do bộ trưởng và các vị trực tiếp phối họp. Lúc này sắp xếp của tôi chỉ là tạm thời khi bộ trưởng mới chưa tới. Bộ trưởng Hoàng Cường mở đôi mắt đang khẽ nhắm lại, ngẩng đầu nhìn Quách Long Thanh nói, mới rồi bộ trưởng đã nói hôm nay chỉ có một chủ đề, chính là thảo luận vấn đề chuyên giao công tác, nhưng có một chuyện ảnh hưởng rất nghiêm trọng tới hệ thống của chúng ta. Tôi nghĩ cần phải báo cáo với bộ trưởng. Hoàng Cường nói cực kỳ khách khi, Quách Long Thanh cảm thấy rất dễ chịu. Quách Long Thanh gật đầu nói, Hoàng Phó Bộ trưởng cứ nói, vấn đề hình tượng của hệ thống là một chuyện lớn. Bất kỳ khi nào cũng tuyệt đối không được buông lỏng. Cảm ơn Bộ trưởng, Hoàng Cường cười nói. Là thế này, nhân viên bên dưới báo cáo với tôi nói hệ thống Bộ Y tế chúng ta có người lợi dụng việc Trấn Hưng Trung Y điên cuồng vơ vét tiền bạc. Danh tiếng của người đó rất lớn, lượng tiền vơ vét được khổng lồ. Điều quan trọng là lúc này giới truyền thông đã tìm hiểu được thông tin về người này. Nếu như chuyện đẩy ra ngoài cho công chúng biết, công việc trong hệ thống của chúng ta sẽ rất bị động. Ồ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Quách Long Thanh nhìn Hoàng Cường, sắc mặt ông ta nghiêm túc hẳn lên. Bây giờ là thời đại Internet, chỉ cần bắt cân một chút là sẽ thành chủ đề đàm tiếu trên Internet. Quách Long Thanh không muốn trước khi mình rút lui lại xảy ra chuyện bê bối lớn. Bộ trưởng, tôi có một số tài liệu thu được ở bên điều tra kỷ luật. Tôi đã xem qua, số liệu bên trong liệt kê rất chi tiết, khiến tôi rất lo lắng nếu là thật. Vì vậy tôi đã cho thư ký sao thành mấy bản, các vị cũng xem đi. Vừa nói Hoàng Cường vừa phản phát tài liệu theo thứ tự cho Quách Long Thanh và mấy vị phó bộ trưởng cùng với trợ lý bộ trưởng. Quách Long Thanh mở tập tài liệu, ngay sau khi nhìn trang đầu. Sắc mặt ông ta vô cùng nghiêm trọng. Tần Lạc, ông ta nhìn chằm chằm vào Hoàng Cường hỏi. Chính là anh ta, Hoàng Cường quả quyết gật đầu. Anh ta chính là đối tượng nâng đỡ của bộ chúng ta, là anh hùng của toàn thể dân chúng. Cũng vì nguyên nhân này chúng ta không thể không cẩn thận. Hoàng Cường liếc nhìn Thái Công Dân nói, nếu như toàn bộ thông tin trong tài liệu điều tra này là thật như vậy chúng ta phải lập tức đôi loại con sâu làm dầu nồi canh này ra khỏi đội ngũ thầy thuốc. Không thể để cho người ta bôi đen hệ thống Bộ Y tế chúng ta được. Chương 1329, một đao chí mạng. Sau khi Hoàng Cường nói xong, không một ai lên tiếng, ánh mắt của tất cả đều tập trung vào Thái Công Dân. Bởi vì bọn họ hiểu rõ rằng Tần Lạc do chính Thái Công Dân đề bạt, cũng là cây cột chống mạnh mẽ cho Tần Lạc gây dựng lại Trung Y. Hoàng Cường hoàn toàn có dụng ý khác, ông ta muốn mượn cơ hội này đánh hạ Tần Lạc,
một là hạ thấp uy tín của Thái Công Dân, bôi đen hình tượng của ông. Nếu như điều tra được Thái Công Dân có liên quan tới giao dịch tiền với Tần Lạc, tốt rồi Thái Công Dân còn có thể chính thức tiếp nhận vị trí lãnh đạo cao nhất không? Nằm mơ. Đây là trận quyết đấu của hai người có lực cạnh tranh mạnh mẽ. Đương nhiên những người khác không cần quan tâm. Hai hổ tranh chấp tất có một bị thương. Nếu như cả hai cùng bị thương thì tốt nhất. Một khi như vậy, những người như bọn họ sẽ có cơ hội không ngờ tới sao. Ánh mắt Thái Công Dán thản nhiên, ông vẫn ung dung ngồi uống trà. Không hiểu ông không sợ hãi hay cố tính gây thanh thế. Hơn nữa ông vẫn im lặng, hình như hoàn toàn không có ý định lên tiếng giải thích thay cho Tần Lạc. Đương nhiên Quách Long Thanh biết trong này có huyền cơ. Sau mấy tháng nữa ông ta sẽ rút lui, ông ta không muốn dính dáng tới cuộc quyết đấu của hai người này. Cho dù người nào chiến thắng cũng đều ghi nợ lên người ông ta. Quách Long Thanh nhìn Hoàng Cường hỏi, những thông tin này có bao nhiêu độ tin cậy? Nếu như không đủ độ tin cậy, chúng ta nhất định phải cẩn thận xử lý. Tần Lạc không giống với những người khác, anh ta chính là thầy thuốc nổi tiếng cả nước, lại mới chữa khỏi chứng chảy máu não cho lão phu nhân Marie ở Mỹ. Nếu như chúng ta đối đãi với công thần như vậy sẽ khiến lòng người nguội lạnh. Sau này còn ai tình nguyện làm việc cho quốc gia nữa không? Quách Bộ trưởng nói rất đúng. Tôi cũng hiểu rõ đạo lý này, Hoàng Cường nói. Thế nhưng đất nước chúng ta có pháp luật, có công thì thưởng, làm sai nhất định phải chịu trừng phạt. Chúng ta không thể vì anh ta làm được vài chuyện cho đất nước mà có thể dễ dàng tha thứ cho bất kỳ sai trái nào của anh ta. Nếu như chúng ta làm vậy, sau này những chí yến sĩ có công cũng đều hành động như vậy thì sao? Nếu như pháp luật không thể trấn áp bọn họ thì chúng ta dùng cái gì trấn áp bọn họ? Hơn nữa chuyện này đã truyền tới giới truyền thông. Chúng ta không điều tra, tin tức bên ngoài càng lan truyền nhanh chóng. Tốt nhất chúng ta phải điều tra. Nếu như thật sự là không có chuyện gì, tới khi đó chúng ta có thể quang minh chính đại đứng ra lên tiếng thay anh ta. Quách Long Thanh biết Hoàng Cường thế mạnh. Ông ta không muốn điều tra Tần Lạc nhưng lại không muốn vì một Tần Lạc mà đắc tội với Hoàng Cường. Không phải còn Thái Công Dân ở đây sao? Quách Long Thanh quay sang nhìn Thái Công Dân hỏi, lão Thái ông hãy nói suy nghĩ của mình đi. Cha Thái Công Dân nói như đinh đóng cột, nhất định phải điều tra nghiêm túc. Nếu như toàn bộ thông tin trong tài liệu này là thật, quả thật là coi trời bằng vung, nhìn thấy mà rất mình. Cho dù dính dáng tới người nào cũng nhất định phải truy tố pháp luật. Mọi người ngạc nhiên. Thái Công Dân có ý gì? Cho dù ông ta không lên tiếng nói giúp ái tướng của mình thì cũng không thể làm chuyện bỏ đá xuống giếng. Qua cầu rút ván đúng không? Hay là quả thật Tần Lạc có vấn đề rất lớn, ông ta vì muốn rửa sạch sự nghi ngờ với mình nên quyết định tráng sĩ chặt cổ tay? Thế nhưng đây có phải là trò đùa không? Nếu như Tần Lạc kia thật sự có chuyện, Thái Công Dân có thể thoát khỏi nghi ngờ không? Cho dù ông ta có thoát thản được thì chỉ e vị trí kia ngày càng cách xa ông ta. Thế nhưng ánh mắt nhìn Thái Công Dân của bọn họ lại bắt đầu thay đổi. Tâm địa tàn nhẫn, làm việc quyết đoán người bình thường không thể làm được. Quả nhiên Tần Lạc kia làm sai rất nhiều chuyện. Không phải Tần Lạc, không phải vì Trung Y một lần nữa khởi sắc, không phải ánh mắt thế giới tập trung tới Trung Y Trung Quốc, nào tới lượt một ông già sắp về hưu như Thái Công Dân ngôi lên vị trí bộ trưởng không. Hoàng Cường cũng rất ngơ ngác trước phản ứng của Thái Công Dân. Hai người bọn họ là đối thủ nhiều năm. Coi như Hoàng Cường hiểu rất rõ tính cách của Thái Công Dân. Hoàng Cường vốn nghĩ rằng Thái Công Dân sẽ tranh chấp với mình hơn nữa còn cố gắng ngăn cản điều tra Tần Lạc. Nhất định ông ta còn nói cái gì nào là không thể làm nhục danh tiếng của một anh hùng dân tộc vân vân. Thế nhưng kết quả cuối cùng là nhất định phải điều tra Tần Lạc vì chỉ có như vậy mới thành chuyện lớn. Cũng chỉ có như vậy mới có thể ngăn cản Thái Công Dân tiến thêm một bước nữa. Mình không chiếm được vị trí đó, ông ta cũng không thể chiếm được. Nếu không cuộc sống sau này của Hoàng Cường ông ta trong bộ sẽ rất khó khăn. Đây chính là mục đích của Hoàng Cường, cam lòng bị lóc xương xẻo thịt, cũng kéo Thái Công Dân xuống ngựa. Hoàng Cường tươi cười nhìn Thái Công Dân nói, đức độ của Thái Bộ trưởng khiến người khác phải bội phục. Tôi chỉ làm việc mà tôi nên làm, Thái Công Dân thản nhiên nói. Đúng vậy, cán bộ chúng ta nên có giác ngộ, không dung nạp, không bao che, có công thì được thưởng, làm sai phải chịu phạt. Chúng ta làm việc càng ngày càng tốt đất nước chúng ta mới phồn vinh, hưng thịnh, nếu không dán chúng sẽ đám vào lưng chúng ta nói quan chức chúng ta bao che cho nhau, danh tiếng sẽ bị hủy hoại. Hoàng Phó Bộ trưởng nói rất đúng, chí công vô tư là gốc rễ của chúng ta. Nếu như nền móng lung lay, con người sẽ sai lệch, Thái Công Dân cũng mạnh mẽ phụ họa với Hoàng Cường khiến cho mấy người còn lại tròn mắt ngạc nhiên.
Rốt cuộc bọn họ đang đâm dao vào nhau hay đang là bạn bè thân thiết trợ giúp nhau? Tại sao cách nói của bọn họ lại mập mờ không rõ ràng như vậy? Chẳng lẽ bọn họ đã bí mật thương lượng với nhau? Nếu như là như vậy thì vì sao Hoàng Cường lại muốn giải quyết vấn đề Tần Lạc? Hay là giữa Tần Lạc và Thái Công Dân xảy ra xung đột? Thái Công Dân muốn mượn tay Hoàng Cường diệt trừ Tần Lạc. Nghĩ như vậy ánh mắt mọi người nhìn hai người kia lại bắt đầu thay đổi. Quách Long Thanh cũng không hiểu nên ông ta dứt khoát không thể hiện thái độ. Ông ta nói, Lão Hoàng và Lão Thái đồng ý điều tra việc này. Các vị khác có ý kiến gì không? Không một ai có ý kiến. Mọi người đồng ý thông qua. Chỉ có người ngu ngốc mới đứng lên phản đối chuyện này. Dù gì đi nữa Tần Lạc không? Phải là người của bọn họ. Được, vậy cứ quyết định như vậy, Quách Long Thanh nói. Việc này do Trần trưởng phòng của bên kiểm tra kỷ luật chỉ huy điều tra. Nhất định phải điều tra ra manh mối. Cuối cùng Hoàng Cường cũng chút được gánh nặng. Chỉ cần trong bộ thống nhất ý kiến, mục đích điều tổ điều tra đi điều tra của ông ta đã đạt được, khi tra xét nhất định sẽ tìm ra vấn đề. Tần Lạc không phải thánh sống, liên quan tới chuyện tiền bạc lớn như vậy. Hắn không có bất kỳ nhược điểm nào sao? Đối với mức độ lớn nhỏ của vấn đề, với năng lực của ông ta, vấn đề lớn có thể biến thành cực lớn, vấn đề nhỏ có thể biến thành lớn hơn. Để xem lần này chúng làm thế nào thoát thân. Thế nhưng Thái Công Dân không vì thế mà im lặng. Ông bỏ chiếc chén trà xuống nhìn Quách Long Thanh nói, Bộ trưởng, bên tôi cũng có một tập tài liệu, có thể giao cho bên kiểm tra kỷ luật điều tra. Nếu như tài liệu không đúng thì cũng để cho đồng nghiệp bên dưới lấy lại danh dự, yên tâm công tác. Các đồng chí bên dưới làm việc không dễ dàng gì, chúng ta không thể tùy tiện để người ta bôi đen, làm nhục. Khi nhìn thấy Thái Công Dân lấy ra một tập văn kiện màu vàng, mí mắt Quách Long Thanh giật mạnh một cái. Sắc mặt những người khác rất khác nhau nhưng đa phần là sắc mặt vui vẻ ngồi xem kịch. Vui! Thái Công Dân phản kích. Hoàng Cường cực kỳ căng thẳng, ông ta biết tính cách của Thái Công Dân. Không lên tiếng thì thôi, một khi đã lên tiếng chỉ có đả thương người. Vào thời điểm quan trọng này, mình đâm vào lưng ông ta một đao, có thể nói đã trở thành kẻ thù sống chết. Không có chuyện nào khiến cho người ta căm hận hơn chuyện này. Trong khi đó Thái Công Dân hoàn toàn không tức giận, chỉ thờ ơ ngồi xem, ông ta để cho mình dễ dàng thắng như vậy sao? Sắc mặt Hoàng Cường bình tĩnh, ông ta cúi đầu uống trà, giống như chuyện này hoàn toàn không có liên quan tới mình. Quách Long Thanh nhận tập tài liệu, mở dây buộc sau đó rút tài liệu ra đọc. Sau khi đọc xong mấy lần sắc mặt ông ta đại biến. Quách Long Thanh liếc nhìn Thái Công Dân rồi đưa tài liệu cho Hoàng Cường nói, Hoàng Bộ trưởng, ông cũng xem một chút đi. Việc này có liên quan tới thư ký Kim. Kim Lâm là thư ký của Hoàng Cường, nghe nói có quan hệ rất thân thiết với con trai Hoàng Cường. Vì đi đường thẳng nên được chọn làm thư ký của Hoàng Cường. Một đao này của Thái Công Dân chém vào người Kim Lâm, coi như cực độc. Bởi vì chỉ cần là người trong hệ thống chính phủ là có thể hiểu rõ. Thư ký chính là người phát ngôn của lãnh đạo. Những điều lãnh đạo không tiện nói thư ký nói. Những điều lãnh đạo không tiện làm, thư ký làm. Thư ký gặp chuyện không may chính là bôi xấu lãnh đạo. Hoàng Cường nhận tập tài liệu, mở ra đọc. Lòng ông ta chấn động tới mức có thể dùng từ, sóng to gió lớn. Phần tài liệu này chính là dự án đấu thầu của Bộ Y tế. Khi đó người phụ trách dự án này chính là Hoàng Cường ông ta, còn người phụ trách làm việc chính là Kim Lâm. Lần đấu thầu đó không được coi là thành công vì có một công ty thắng thầu với một giá rất thấp. Vốn Hoàng Cường cực kỳ tức giận, cuối cùng Kim Lâm nói cho ông ta biết ông chủ đứng sau công ty đó chính là con trai ông ta mới lờ việc này đi, hơn nữa còn nghĩ cách che giấu sự việc. Lần này Thái Công Dân không chỉ một đao chém người bên cạnh ông ta mà còn chém vào con trai duy nhất của ông ta. Lão bất tử này ra tay độc quá. Hoàng Cường không thể để điều tra việc này vì ông ta biết đây chính là sự thật. Hoàng Cường nhìn Quách Long Thanh nói, sự việc nặng nhẹ khác nhau. Chuyện của Tần Lạc cần phải điều tra. Chuyện của thư ký Kim cũng phải điều tra. Thế nhưng Tần Lạc là người nổi tiếng, nếu như chuyện này lộ ra ngoài sự ảnh hưởng cũng lớn hơn nhiều. Tôi thấy hay là để bên kiểm tra kỷ luật điều tra chuyện Tần Lạc trước, sau đó tiếp tục điều tra chuyện của thư ký Kim. Thái Công Dân cười nhạt nói, Hoàng Phó Bộ trưởng, là ông mới nói cán bộ chúng ta phải có giác ngộ. Không dung nạp, không bao che, có công thì thưởng, có tội thì phạt, có thể công việc của chúng ta mới ngày càng tốt hơn, quốc gia chúng ta mới phồn vinh hưng thịnh. Nếu không dân chúng đâm vào lưng chúng ta thì sao? Bây giờ ông cũng sợ người khác đám dao vào lưng mình, đúng không? Chương 1330,
tôi bị chính tôi làm cảm động. Cái này có gì khó? Thái công dân cười nói, bên kiểm tra kỹ thuật có nhiều người, không thể đồng thời điều tra hai vụ án sao? Trước kia điều tra đồng thời mười mấy vụ án còn không có vấn đề gì. Sao bây giờ không điều tra được? Hay là Hoàng bộ trưởng chột dạ? Ông, Hoàng Cường bị Thái công dân dồn vào góc tường, sượng mặt quát, tôi làm gì có ý đồ khác? Kim Lâm đúng là thư ký của tôi nhưng anh ta làm những chuyện gì bên dưới, tôi sao có thể biết hết được? Sao Hoàng phó bộ trưởng lại bỏ quên? Thái công dân khinh thường nói, vừa mới xem tài liệu xong, Hoàng Cường đã lập tức nghĩ tới chuyện vứt bỏ thư ký tâm phúc của mình. Lòng người quả thật rất lạnh. Thấy phó bộ trưởng, xin chú ý thân phận của ông. Xin chú ý lời nói của ông. Hoàng Cường đập tay xuống bàn quát to. Thôi được rồi, Quách Long Thanh nói, nếu như ông ta không lên tiếng, có lẽ hai viên phó bộ trưởng này sẽ đánh nhau trên hội nghị thường ủy của bộ. Việc này không chỉ liên quan tới hai vị, mà còn liên quan tới thể diện của Bộ Y tế. Tần Lạc là thầy thuốc nổi tiếng cả nước, là nhân vật đứng đầu giới trung y, Kim Lâm là thư ký của Hoàng phó bộ trưởng, thân phận cũng khá mẫn cảm. Nếu như hai chuyện này bị tiết lộ ra ngoài, sợ rằng người bên ngoài sẽ nghi ngờ với công tác của bộ. Hai người có nghĩ tới hậu quả không vậy? Đứng ở lập trường của Quách Long Thanh, ông ta không hy vọng làm lớn chuyện. Nếu như có thể yên ổn rút lui, đó chính là hạ cánh an toàn. Thế nhưng ông ta lại không thể không quan tâm tới suy nghĩ của hai viên phó quan trọng này. Dù gì đi nữa chuyện này là do hai người bọn họ đập bàn làm ra. Cho dù ông ta có muốn dẹp yên cũng không dẹp được. Bộ trưởng, mới rồi Hoàng phó bộ trưởng đã nói đất nước chúng ta là một nước có luật pháp, có công được thường, là sai nhất định phải trừng phạt. Bây giờ điều tra chân tướng sự việc chính là giúp bọn họ lấy lại danh dự. Hơn nữa lúc này chuyện đã truyền ra ngoài. Bọn họ có thể gửi tài liệu cho Hoàng phó bộ trưởng, gửi tài liệu cho tôi, bọn họ không thể gửi tài liệu cho giới truyền thông sao? Một khi có người đây nó lên Internet, chúng ta lại không có bất kỳ sự chuẩn bị nào. Không phải chúng ta rất bị động sao? Thái công dân nhìn lướt qua Hoàng Cường nói, vì vậy tôi nhất trí với ý kiến của Hoàng phó bộ trưởng. Chúng ta phải điều tra nghiêm túc sự việc, hơn nữa phải điều tra đồng thời hai việc này. Chúng ta tuyệt đối không đổ oan cho người tốt nhưng cũng không thể buông tha cho kẻ xấu. Nghe Thái công dân nói vậy, suýt chút nữa Hoàng Cường phun máu tươi. Cái gì mà tôi nhất trí ý kiến với Hoàng phó bộ trưởng? Đúng vậy, trước đó ông ta đã đồng ý điều tra nhưng khi đó đối tượng điều tra chỉ có mình Tần Lạc. Mới rồi Quách Long Thanh muốn dàn xếp ổn thỏa, Hoàng Cường liền đồng ý, vì dù sao ông ta biết đó là sự thật, có thể ông ta sẽ gánh chịu nhiều thiệt hại. Nên nhớ rằng người có liên quan tới vụ việc này chính là con trai quý tử của ông ta. Điều không ngờ là Thái công dân lại nói tán thành ý kiến của ông ta. Ông ta sao có thể phản bác đây? Nếu như bây giờ ông ta đôi giọng vậy không phải tự tát vào mặt mình sao? Quất vào mặt cũng chưa phải là điều quan trọng nhất, mà ngược lại còn khiến người ta càng nghi ngờ chính thư ký của ông ta có chuyện. Chính vì vậy mặc dù Hoàng Cường cực kỳ hận Thái công dân nhưng chỉ còn biết cách phụ họa. Vẫn là tra từng cái một nhưng hành động kín đáo một chút. Không nên để cho giới truyền thông biết, bọn họ viết loạn lên cả thế giới đều biết. Các đồng chí khác có đồng ý không? Quách Long Thanh hỏi. Tất cả âm thanh hòa chung một nhịp. Ước nguyện của mọi người đã thành. Hiển nhiên hai hồ tranh đấu lần này, cả đôi đều chết. Vậy quyết định, Quách Long Thanh nói, bên kiểm tra kỷ luật chia làm hai đồng thời điều tra hai vụ việc này. Trường phòng Trần phụ trách điều tra Tần Lạc. Phó phòng Phương Hữu Đức phụ trách điều tra Kim Lâm. Các đồng chí khác phụ trách việc kiểm tra đôn đốc. Biến cố bất ngờ ở buổi lễ ra mắt của thiếu niên Y Vương có thể nói chỉ là một sự việc nhỏ xen vào cuộc sống hàng ngày của hắn. Với tính cách làm người của hắn, với những chuyện hắn làm đắc tội với người ta khắp nơi, không một ai nhảy ra nhắm vào hắn mới là chuyện kỳ quái nhất trên đời này. Từ khi Tần Lạc có được tập tài liệu ở chỗ Lệ Khuynh Thành, hắn biết bản thân mình không cần quan tâm tới chuyện này nữa. Chỉ cần hắn giao tập tài liệu cho Thái công dân, Thái bộ trưởng có thể khiến nó phát huy tác dụng quan trọng nhất. Tần Lạc đang xem phim, chính là thiếu niên Y Vương. Người làm bạn bên cạnh hắn không phải Lâm Hoán Khê, cũng không phải Lệ Khuynh Thành, mà là Tô Tử. Hôm nay Tần Lạc không mặc trường bào màu xanh quen thuộc mà mặc một bộ quần áo thể thao, đi giày vải đầu đội một chiếc mũ lưỡi chai. Tô Tử mặc một chiếc váy dài chân đi một đôi giày vải màu xanh da trời vô cùng duyên dáng. Hai người ngồi trong góc rạp chiếu phim, không muốn người khác chú ý. Nói một cách chính xác thì Tô Tử vẫn thu hút sự chú ý của người khác, thế nhưng chỉ một số ít đàn ông nhìn lén nàng mà thôi. Người tới rạp xem phim đa số đều có quan hệ tình cảm.
Có nhiều người đàn ông dám ngắm nhìn người con gái khác trước mặt bạn gái của mình không? Ánh mắt Tô Tử vẫn nhìn lên màn ảnh dáng vẻ vô cùng say sưa, trên gương mặt là nụ cười vui vẻ động lòng người. Tần Lạc cũng như vậy, thế nhưng hai bàn tay bọn họ vẫn nắm chặt lấy nhau. Loại cảm giác này rất hay. Tô Tử rất thích, Tần Lạc thích gì nàng cũng thích cái đó. Nói thật, tình tiết và tiết tấu của bộ phim được thực hiện rất tốt. Phùng Đại Cương là một đạo diễn phim nổi tiếng trong nước, tuyệt đối không thể coi thường năng lực của ông. Đây là một bộ phim thuộc thể loại truyện ký, bởi vì muốn bớt đi lời giới thiệu buôn tẻ. Tất cả đều chỉ dùng các câu chuyện để thể hiện tính cách nhân vật Tân Lạc. Hắn còn nhiều khuyết điểm, hắn không hoàn toàn cao lớn, hắn chỉ được cái giàu có. Hơn nữa hắn tham tiền, háo sắc sợ chết, hơn nữa lại còn xấu. Thế nhưng cũng bởi vì con người ta có thể bất kỳ lúc nào cũng nhận thấy những khuyết điểm này trong cuộc sống nên ngược lại hắn càng được người khác yêu mến. Lý Thu Bạch trong vai diễn Tần Lạc đang đứng trên đài hăng say diễn thuyết, tôi là giáo viên, tôi tới truyền thụ tri thức. Tôi không mắc nợ các bạn nên không cần phải năn nỉ các bạn đi theo tôi học tập. Ngược lại các bạn phải tới cầu tôi. Trong phim các sinh viên vỗ tay như sấm. Trong rạp chiếu phim, các khán giả cũng vỗ tay như sấm. Tô Tử quay nhìn Tần Lạc. Ánh mắt nàng như hai ánh sao sáng ngời. Nói rất hay, Tô Tử tán dương. Anh cũng không nghĩ mình có thể nói hay như vậy, Tần Lạc ngượng ngùng nói. Ngồi ở trong rạp chiếu phim, được vô số người khen ngợi, cảm giác này quả thật rất kỳ quái. Thật đáng tiếc, Tô Tử nói. Khi đó em không có mặt. Cho nên lúc này em mới cảm thấy vừa vui mừng vừa kinh ngạc, Tần Lạc nắm chặt bàn tay Tô Tử. Hơn nữa trong câu chuyện về sau em cũng là một diễn viên. Tô Tử cười khúc khích nói, em sẽ cố gắng hơn, nếu không sẽ không có phần diễn trong bộ phim. Có thể để biên kịch Liễu Hạ Huy biên giúp em, Tần Lạc nói. Tô Tử lắc đầu nói, bộ phim này là tả thật. Chúng ta phải để cho anh ta viết thật, cho dù là bây giờ hay tương lai nó đều là tiên phong. Em không muốn chỉ vì em mà kịch bản của bộ phim thay đổi hẳn bản chất. Tự bản thân em sẽ cố gắng giành được lời thoại và vai diễn của mình. Khi xảy ra trong hiện thực, vai diễn mới càng có cảm giác. Tùy em, Tần Lạc cười gật đầu. Hắn hiểu rõ Tô Tử, hiểu rằng bề ngoài nàng là một người ôn hòa nhưng bản tính cực kỳ mạnh mẽ. Nếu không một người với hai chân bị liệt sao có thể phá vỡ tư tưởng bảo thủ của các đời trưởng môn khác, cho tất cả các nữ đệ tử của Bồ Tát môn ra ngoài học tập. Hơn nữa còn để bọn họ tham gia vào thương trường. Tô Tử gật đầu, ánh mắt nàng lại chuyển tới màn ảnh lớn. Hiển nhiên nàng cho rằng bộ phim Thiếu Niên Y Vương này hấp dẫn hơn Tần Lạc. Bộ phim chấm dứt sau khi Tần Lạc giải quyết xong nạn mũi mặt người ở ván điền quay về. Rất nhiều fan hâm mộ hoan hô nhảy múa, vô số tờ báo đăng tin nói hắn là người anh hùng trung y đầu tiên của thời đại. Khi bộ phim chấm dứt, ánh đèn sáng lên, toàn bộ người xem đứng dậy. Tiếng vỗ tay nồng nhiệt của bọn họ có thể đại diện cho tâm tình của bọn họ. Bộ phim khiến bọn họ khóc cũng khiến bọn họ cười, tặng cho người đàn ông đáng yêu. Khả kính kia. Mắt Tô Tử long lanh, ngay cả hai mắt Tần Lạc cũng đỏ hoe. Vì sao anh khóc? Tô Tử hỏi. Anh không biết mình lại vĩ đại như vậy, Tần Lạc lau khóe mắt nói. Anh bị chính mình làm cảm động. Khi bọn họ đi ra ngoài rạp chiếu phim, nhìn thấy một đám thanh niên đang cuồn cuộn đi vào rạp xem phim. Thiếu Niên Y Vương xếp hạng nhất trên bảng bán vé, gần như vào tất cả giờ vàng. Chỉ có một vài bộ phim bom tấn của Hollywood mới có được đãi ngộ đó. Đương nhiên rạp chiếu phim cũng đẩy mạnh chiếu và tiêu thụ phim. Ngày chiếu thứ hai của Thiếu Niên Y Vương trên cả nước, tổng lượng vé bán ra đã đạt trên 2 triệu nhân dân tệ. Tháng 8, nó hoàn toàn không có đối thủ cạnh tranh ở phòng bán vé. Chương 1331, anh xem mình là Avatar à? Hai ngày, 200 triệu vé. Ở Trung Quốc, cũng chỉ có mấy bộ Hollywood nổi tiếng như Titanic, Transformer với Avatar mới làm được. Mỗi ngày dùng tốc độ 100 triệu vé gia tăng, không thể không nói, đây là một kỳ tích. Kỳ tích thêm chính là, đây là một bộ phim thể truyện ký. Thiếu Niên Y Vương đánh bại cả Tam Quốc. Thiếu Niên Y Vương vô cùng hot, hư hư thực thực khiến nhân viên công vụ chịu mua. Mùa xuân của phim truyện ký đến rồi. Đầu đề tất cả sách giải trí của truyền thông đều dùng loại tiêu đề đập vào mắt nhắc tới chuyện này, bọn họ cũng không che giấu sự khiếp sợ của mình tí nào. Thiếu Niên Y Vương lúc mới ra, cũng không được mọi người khen hay. Thứ nhất, nó là phim thể truyện ký. Thứ hai, nó không có ngôi sao nổi tiếng đóng. Thứ ba, diễn viên của nó còn sống. Không chỉ là người bình luận điện ảnh chả để ý, mà ngay cả quản lý các rạp chiếu phim cũng không coi trọng.
Vốn xếp lịch chiếu phim Thiếu Niên Y Vương là 3 thời gian vàng 8 giờ, 8 giờ 40, với 10 giờ. Mấy phim khác thời gian đều xếp vào ban ngày. Sở dĩ có thể chiếu phim ở 3 khung giờ vàng này, một là vì danh tiếng của Phùng Đại Cương, còn một nguyên nhân nữa là lần đầu chiếu Thái Công Dân đứng trên bục. Với quản lý chiếu phim mà nói, đây là một loại vinh dự. Nếu biểu hiện của Thiếu Niên Y Vương không tốt, vậy, bọn họ tùy thời đều có thể hạ bộ phim này xuống. Phải biết rằng, mỗi một bộ phim trong rạp đều là gà đẻ trứng vàng của bọn họ. Bọn họ không thể lãng phí được. Nhưng mà, khi vô số thanh niên tràn vào, nói bọn họ muốn mua vé Thiếu Niên Y Vương, bọn họ chỉ cần vé phim Thiếu Niên Y Vương, quản lý rạp chiếu phim lập tức bắt đầu tăng mạnh lịch chiếu. Thêm 5 phòng chiếu, không đủ. Thêm 10 phòng chiếu, không đủ. Thêm 15 phòng. Tất cả mọi người đều bàn Thiếu Niên Y Vương. Giống như nếu không bàn về Thiếu Niên Y Vương thì sẽ bị người ta khinh bỉ. Tần Lạc không chỉ là thần tượng lĩnh vực trung y, không biết bắt đầu từ lúc nào, hắn đã thành thần tượng toàn dân. Hắn không chỉ là ngôi sao lĩnh vực bác sĩ, hắn còn là ngôi sao các lĩnh vực. Nhân vật đề tài hàng năm không phải là hắn thì còn là ai? Người dân Trung Quốc, trong xương bọn họ là thiện lương. Bọn họ nhớ mãi không quên với những người từng giúp bọn họ, mang đến vinh dự cho bọn họ. Tần Lạc đi Vân Điền, đấu Hàn Quốc, dạo đảo kho báu, tiến thẳng Paris, nổi danh Thụy Điển, còn cả hành trình đất Mỹ cực kỳ hí kịch hóa lần này, đồng thời vào lúc đẩy danh tiếng của hắn lên tới đỉnh, cũng là lúc lan trung y đủ ngóc ngách của thế giới. Lần này, là lúc nhân khí của Tần Lạc tổng bùng nổ. Tất cả người ủng hộ hắn, tất cả người yêu quý hắn, tất cả người thưởng thức hắn. Bọn họ đều vào rạp chiếu phim. Bọn họ muốn nhìn thử là hoàn cảnh dạng gì tạo ra được một nhân vật khác người thường như vậy. Các fan của đoàn hậu viên toàn vũ trụ của Tần Lạc cũng rất bắt mắt trong biểu hiện lần này, bọn họ không chỉ mua vé cho mình, còn phát động bạn bè mua vé xem thử. Người mua vé có tiền mời bạn học cả lớp cùng đi xem phim, người mua vé không có tiền mời bạn gái mình đi xem. Còn có cô gái vì ủng hộ Tần Lạc, mang cả vật cưng của nàng vào rạp chiếu phim. Cũng mua cho chú cún của nàng một tấm vé xem phim. Kỳ tích sở dĩ được gọi là kỳ tích, cũng là bởi vì nó sinh ra ở trong lúc lơ đãng. Trải qua nhân tố các phương diện trộn lẫn, liền có Thiếu Niên Y Vương hoành không xuất thế. Thành tích như vậy là Phùng Đại Cương không ngờ, là Cao Hy Vọng không ngờ, cũng là Tần Lạc không nghĩ tới. Phùng Đại Cương cười đến độ không ngậm miệng được, gặp người liền cười hắc hắc. Trước kia luôn là bản mặt thấy ai cũng đều hầm hầm, Phùng Đại Pháo biến thành Phùng Đại Ngốc. Bởi vì doanh thu rất tốt. Giá trị con người Phùng Đại Cương cũng theo đó mà lên. Anh quay đề tài to tát như lịch sử, quân sự, khoa học viễn tưởng có doanh thu cao có gì tốt mà khoe, có bản lĩnh anh quay một bộ phim truyện ký cũng có thể một ngày thu 100 triệu thì anh mới trâu. Vì thế, Phùng Đại Cương tự móc tiền túi mời nhân viên tổ kịch ăn cơm. Nhân viên ngoài biên chế như Tần Lạc cũng được hắn đặc biệt mời tới. Địa điểm mời khách ở Tam Niên Nhất Ban, chính là chỗ tổ kịch tụ hội lần trước. Chúng ta cạn một chén. Chúc Thiếu Niên Y Vương bán đắt, Phùng Đại Cương dẫn đầu nâng ly rượu lên, hô với mọi người. Phùng Đạo, Thiếu Niên Y Vương đã bán đắt rồi, có nhân viên làm việc giỏi trêu chọc cười lớn nói. Đúng vậy, 2 ngày 200 triệu vé, cho dù Thiếu Niên Y Vương bây giờ có hạ giá, hoặc là sau này không thu thêm được một phân tiền nào nữa, doanh thu cũng không tính là thấp. Phùng Đại Cương cũng không tức giận, nói, 200 triệu liền tính là bán đắt. Lần này chúng ta không bán 800 triệu, 1 tỷ sẽ không lo cao. Mọi người ngạc nhiên, không biết nói tiếp thế nào mới tốt. Bọn họ cũng biết, thành tích bộ phim này xác thực rất tốt. Thậm chí 500 triệu, 600 triệu cũng có thể đạt được. Nhưng mà, thành tích 800 triệu, 1 tỷ thì không dám tưởng tượng. Anh xem mình là Avatar à? Tổng cộng Avatar cuốn đi mấy trăm triệu vé ở Trung Quốc. Thấy tất cả mọi người không đáp lời. Phùng Đại Cương có chút xấu hổ. Hắn thường lúc hăng thích nổ, sau khi nổ cũng không biết mình có thể làm được hay không. Bây giờ tất cả mọi người không nói lời nào, hiển nhiên, bọn họ cho là mình đang nổ. 800 triệu, 1 tỷ hẳn không thành vấn đề. Tần Lạc cười phụ họa nói 2 ngày 200 triệu, kiên trì 10 ngày, 8 ngày, thì có thể đạt được. Chu kỳ chiếu một bộ phim là thời gian bao lâu? Cách nói thường dân này của Tần Lạc khiến phần đông nhân sĩ chuyên nghiệp ngậm ngùi. Phải biết rằng, cho dù bộ phim nào thì ngày đầu cùng ngày kế bán vé đều cao, bởi vì người xem đều có tâm lý muốn tới những nơi náo nhiệt trước. 2 ngày sau đó, doanh số bán vé sẽ từ từ giảm xuống. Có bộ rơi chậm một chút,
vậy còn có thể kiếm được thêm một chút. Có phim giảm xuống tương đối, thậm chí sẽ giảm xuống 40% đến 50%. Một ngày 100 triệu, liên tục 7-8 ngày, nằm mơ đi. Có điều, hai người nổ này một là đạo diễn, một là diễn viên còn mạnh hơn đạo diễn. Không ai đứng ra phản bác bọn họ, mà ngay cả Cao Hy Vọng cũng cười ha hả nói, đúng đúng. Không phải là không có hy vọng, chỉ cần chúng ta cố gắng, tuyên truyền thêm, vẫn có thể tạo ra kỳ tích. Đứng ở trên lập trường Cao Hy Vọng, có thể có thành tích như vậy hắn đã che miệng cười trộm rồi. Phải biết rằng, lúc trước hắn dự định doanh thu bán vé cả bộ phim là chừng 400.000 đến 500.000 thôi. Nếu thấp hơn, hắn cũng không có cách gì báo với văn nhân Mục Nguyệt. Mà nói cao hơn, hắn lại không dám hy vọng xa vời. Mãi đến bây giờ hắn vẫn chóng mặt vô cùng, không biết kỳ tích bán vé này là thực hiện ra sao. Lý Thu Bạch là một người tỉnh táo, hắn rót đầy rượu vang vào ly rượu thủy tinh của mình, bưng ly đi tới trước mặt Tần Lạc, nói, Tần tiên sinh, rất vinh hạnh được biết anh, cũng rất vinh hạnh anh có thể cho tôi cơ hội lần này. Lần này có thể có thu hoạch lớn như vậy, anh có công lớn nhất. Tôi mời anh một ly, tôi uống rồi, anh tùy ý. Nói xong, hắn liền nâng ly uống cạn rượu vang trong ly. Tửu lượng của hắn cũng không được khá lắm, uống hết một ly rượu lớn, màu da trắng trẻo liền biến thành hơi đỏ. Hắn thật cao hứng. Không có lý do gì mất hứng. Lấy thân phận một diễn viên hạng 2 được Tần Lạc nhìn chúng, sau đó đảm nhiệm nam chính bộ phim này, vốn đã khiến hắn mừng như điên. Chỉ cần đảm nhiệm qua nam chính, vậy cũng là kinh nghiệm của mình, sau này tiếp nhận mấy bộ phim khác, đạo diễn cùng công ty cũng sẽ thận trọng suy nghĩ. Không ngờ chính là, thiếu niên Y Vương có thể hot đến độ đó. Giai đoạn đầu còn không có tiếng tăm gì, gió êm sóng lặng, buổi tối đầu tiên chiếu thiếu niên Y Vương, sau khi phòng bán vé thống kê sơ bộ ra, có không ít công ty gọi điện thoại muốn mời Lý Thu Bạch đảm nhiệm nam diễn viên trong phim của công ty bọn họ. Có thể đoán trước, một ngôi sao siêu cấp sắp nổi lên. Anh chờ sau khi thiếu niên Y Vương lo cao lại tìm tới cửa, chỉ sợ ngay cả canh cũng không được uống. Có điều, những lời mời này đều bị Cao Hy Vọng từ chối. Nói Lý Thu Bạch tạm thời không có thời gian để ý mấy chuyện này, hắn còn phải vội vã tuyên truyền thiếu niên Y Vương. Cao Hy Vọng căn bản là không sợ Lý Thu Bạch không có phim quay. Bọn họ chính là công ty làm điện ảnh và truyền hình, còn cần đẩy nghệ nhân dưới trướng công ty mình tới những công ty khác sao? Thấy Lý Thu Bạch mời rượu trước, khiến trong lòng Phùng Đại Cương thầm tiếc. Chuyện vuốt mông ngựa này sao có thể rơi vào người khác chứ? Vì vậy, hắn cũng học Lý Thu Bạch rót cho mình một ly rượu ngũ lương dịch 52 độ. Hắn đi đến trước mặt Tần Lạc, nói, Thu Bạch nói rất đúng. Thiếu niên Y Vương bán đắt, Tần Lạc là công đầu. Tôi cũng mời anh một ly, tôi uống xong, anh tùy ý. Vì vậy, hắn uống ly rượu đế độ cao kia ửng ực. Tần Lạc cũng đành phải bồi uống thêm ly nữa. Thấy Cao Hy Vọng Liễu Hạ Huy còn có mấy nữ diễn viên cũng đều có vẻ muốn mời rượu, Tần Lạc lập tức bưng ly rượu lên, vừa cười vừa nói, các người nói ngược rồi. Tôi đều không làm gì cả, sao có thể nói tôi có công đầu. Các người là bảo đảm thiếu niên Y Vương có thể bán đắt, không có mấy người, cũng không có bộ phim này. Một ly này, tôi mời các vị đang ngồi. Nói xong, Tần Lạc liền ngửa cổ uống cạn ly mình. Ở cùng Lệ Khuynh Thành đã lâu, tửu lượng của bạn Tần Lạc cũng dần cao lên. Trước kia một ly đã gục, bây giờ ít nhất, được 3 ly. Dựa theo quy luật, doanh thu ngày thứ 3 nên giảm xuống. Nhưng mà, biểu hiện của thiếu niên Y Vương lần nữa làm cho người ta cười tâu toét. Chương 1332, lưỡng bại câu thương. Ngày thứ 3, doanh thu cả ngày của thiếu niên Y Vương đạt đến 150 triệu vé. Đây là một con số kinh người, không chỉ chấn kinh cả đám Phùng Đại Cương, Cao Hy Vọng, còn chấn kinh cả giới công nghiệp. Chuyện gì xảy ra thế? Chẳng lẽ luật sắt về doanh thu không chính xác sao? Không phải nói bất cứ một bộ phim gì đến ngày thứ 3 doanh thu đều sẽ giảm xuống sao? Sao thiếu niên Y Vương không chỉ không giảm xuống, còn tăng thêm 50%? Phùng Đại Cương nghĩ mãi mà không rõ, Cao Hy Vọng nghĩ mãi mà không rõ, Tần Lạc nhận được tin mừng của Phùng Đại Cương cũng nghĩ mãi mà không rõ. Có lẽ mọi người cảm thấy hay đó, Tần Lạc vừa cười vừa nói. Nghe được tin tức doanh thu bán đắt hắn vẫn phi thường vui vẻ, dù sao vẫn tốt hơn không người nào hỏi thăm. Hơn nữa, hắn và điện ảnh và truyền hình hoàn mỹ ký chính là phần trăm doanh thu. Hắn có thể đạt được nguồn thu 8% từ phim, số tiền với hắn mà nói không phải là quá nhiều, nhưng cũng ý nghĩa phi phàm. Điều kiện này với Tần Lạc mà nói là rất không tệ,
nhưng với điện ảnh và truyền hình hoàn mỹ lại tương đối hà khắc. Nhưng, đại phú bà văn nhân Mục Nguyệt này đồng ý tặng tiền, Tần Lạc cũng không có lý do cự tuyệt. Phải đó, bên Cao Tổng đang làm điều tra nghiên cứu, xem thử là nguyên nhân gì làm cho doanh thu lại cao hơn nữa. Phùng Đại Cương ở bên kia điện thoại cười ha ha, mặc dù không thấy mặt, cũng có thể tưởng tượng mặt hắn thành cái dạng gì rồi. Có điều, khả năng anh nói cũng rất lớn. Đây thuộc về dạng danh tiếng tiêu thụ. Hai ngày trước doanh thu quá cao, truyền thông náo nhiệt, người xem đều nghĩ đến xem thử bộ phim này rốt cuộc tại sao lại hot như thế. Vì vậy, doanh thu tăng cao là không thể tránh được. Hy vọng có thể giữ thế như vậy, Tần Lạc nói. Yên tâm đi, nhất định có thể giữ được. Ở giai đoạn cuối công ty còn có thể làm một số hoạt động tiêu thụ. Phùng Đại Cương nói. Các ngươi là chuyên gia phương diện này. Tôi tin tưởng các người. Vẫn phải cảm ơn Tần Lạc đó. Phùng Đại Cương vô hạn cảm thán nói. Nói thật, lúc ban đầu tôi còn rất lo lắng. Lo lắng bộ phim này sẽ hỏng. Không ngờ ở trong 3 ngày ngắn ngủi lại đạt được doanh thu cao như vậy. Tôi có dự cảm, đây có lẽ là đỉnh phong trong cuộc đời chúng ta. Phùng Đạo không cần khách khí như vậy, tôi quả thật không có làm gì. Tần Lạc khiêm tốn nói. Bây giờ tất cả mọi người quy công lao lên đầu hắn, khiến hắn rất ngại. Hắn xác thực không làm gì cả, chuyện duy nhất tham dự chính là đổi nam nữ diễn viên. Phùng Đại Cương cười cười, hỏi, Tần Lạc, anh có xem Tuần San Giải Trí hôm nay chưa? Còn chưa xem, Tần Lạc nói, trong nhà không đặt tập báo này. Tuần San Giải Trí tiên đoán bộ phim thể truyện ký này có thể vượt qua Avatar, nói thật, tôi rất bất an. Avatar, Tần Lạc từng nghe về Avatar, biết rõ đây là một bộ phim 3D vô cùng hot, doanh thu ở trong Trung Quốc rất cao. Nhưng hắn cũng chưa từng đi dạp coi. Ừ, doanh thu Avatar ở trong nước là 200 triệu đô la, đổi tệ Trung Quốc là 1 tỷ 320 triệu. Đây là một ngọn núi cao khó có thể vượt qua, đến nay vẫn không có bất cứ bộ phim tiếng Trung nào có thể vượt qua. Có điều, cũng chính bởi vì nó cao, cho nên mỗi đạo diễn đều xem nó là mục tiêu để vượt qua. Tần Lạc suy nghĩ một chút, nói, làm hết sức mà thôi. Có lẽ thực sự có thể đấy. Chỉ mong vậy. Phùng Đại Cương cười khổ, hắn không có giải thích cho Tần Lạc lo lắng của mình. Nếu vượt qua, chính mình sẽ thành người có địa vị nhất trong phim Trung Quốc, thậm chí trong phạm vi phim cả thế giới. Nhưng, nếu không vượt qua được, hơn nữa chênh lệch quá lớn, hắn sẽ trở thành trò cười của vô số người. Không có biện pháp, ai bảo anh khoác lác, mặc dù cửa này không phải mình khen, là người khác khen thay hắn. Nhưng, mọi người sẽ ghi khoản này lên đầu anh. Cúp điện thoại. Tần Lạc cười nói với Lâm Hoán Khê, doanh thu cũng không tệ lắm. Cảm xúc mọi người đều rất cao. Em biết sẽ hot mà. Lâm Hoán Khê giơ camera sau khi chụp hộ Bối Bối và Khổng Tước, lên tiếng nói. Vì sao? Tần Lạc nghi hoặc hỏi. Bởi vì bọn họ cần một người như anh. Lâm Hoán Khê nói. Cần một người như anh. Tần Lạc lâm vào trầm tư. Đúng vậy, chính vì biết Trung Quốc cần một người như vậy, cho nên, hắn liền thành một người như vậy. Mẹ, mẹ, con muốn cùng ba với gấu trúc cùng chụp ảnh. Bối Bối nhảy lên trước mặt gấu mèo Phán Phán hô. Tần Lạc cười đi tới, bế Bối Bối từ dưới đất lên, sau đó đứng ở cạnh gấu mèo trong lồng, tùy ý Lâm Hoán Khê ấn nút camera. Hôm nay là chủ nhật, Lâm Hoán Khê đáp ứng dẫn Bối Bối đi vườn bách thú chơi. Tần Lạc hôm nay không có việc gì, cũng đi theo. Bối Bối đã lâu không ra ngoài chơi, vui vẻ là tất nhiên. Thấy Bối Bối cao hứng như vậy. Tâm tình Tần Lạc cùng Lâm Hoán Khê cũng không kìm nổi mà tốt lên. Lâm Hoán Khê vẫn luôn đắm chìm ở trong tử vong của Lâm không thoát ra được, một mặt là bi thương, một mặt khác là áy náy, cho nên khôi phục tương đối chậm. Tần Lạc cũng tận khả năng mà bồi ở bên cạnh nàng, đi ra ngoài ăn cơm, đi dạo phố, bảo quán hoa tặng hoa. Lại thêm có cục cưng vui vẻ Bối Bối, tâm tình của nàng cũng dần dần tốt lên. Ba, con đói bụng, Bối Bối che bụng nhỏ của mình nói. Tần Lạc lấy điện thoại ra xem giờ, nói, được rồi. Ba mời con đi ăn tiệc lớn. Đi mau, ăn tiệc lớn thôi, Bối Bối chạy ở phía trước. Ra khỏi vườn bách thú, lúc đang đi tới chỗ bọn họ đỗ xe, một người đàn ông còn trẻ đi về phía này. Nam nhân thoạt nhìn chưa tới 30 tuổi, tướng mạo bình thường, quần áo bất phàm, đeo một cái kính không gọng, thoạt nhìn không khiến người ta ghét, ngược lại còn có vẻ nho nhã. Đầu to rất nhạy bén, người hơi nghiêng. Thân thể liền chắn trước mặt nam nhân trẻ tuổi. Tôi tìm Tần Lạc, nam nhân trẻ tuổi bất mãn mà nhìn đầu to một cái, nói. Anh là ai?
giọng đầu to nặng nề hỏi. Hơi không cẩn thận, hắn sẽ quăng người này xuống đất. Hoàng Long. Hoàng Long là ai? Anh. Đầu to, để hắn tới đi. Tần Lạc vừa cười vừa nói. Đầu to nghiêng người tránh ra, Hoàng Long lúc này đi tới trước mặt Tần Lạc. Làm quen một chút, Hoàng Long. Hoàng Long vươn tay về phía Tần Lạc. Tần Lạc không đưa tay bắt, nói, có chuyện gì không? Hung cơ trong mắt Hoàng Long hiện ra, có điều rất nhanh liền khôi phục bình thường, thu tay mình lại, nói, có chuyện muốn nói với anh một chút. Tần Lạc dứt khoát không nói gì, chỉ dùng ánh mắt hờ hững mà nhìn hắn. Hắn biết gã là ai, cũng biết gã vì sao mà tới. Hoàng Long thấy Tần Lạc không tiếp lời, hận ý đối với hắn càng sâu. Người này thật đúng là không biết làm người. Chẳng lẽ hắn cho là có thái công dân che chở hắn liền có thể ngang ngược càn rỡ? Anh biết tôi là ai chứ? Hoàng Long hỏi. Không biết, Tần Lạc nói, anh tới chính là để hỏi tôi chuyện này. Tôi là con của Hoàng Cường. Hoàng Long nói, trên mặt có hơi đắc ý. Cho dù ở chỗ nào, lúc hắn nói tên ba mình, người bên cạnh ít nhiều gì cũng sẽ lộ ra vẻ kinh sợ hoặc là kinh hỉ. Không phải là Lý Cương. Anh là cố ý, Hoàng Long nổi giận. Hắn biết Lý Cương là ai, người này xếp ba mình với Lý Cương chung, chứng tỏ là đang vũ nhục mình. Tần Lạc cười cười, nói, vẫn nói chuyện chính đi. Anh cũng thấy đó, tôi bận nhiều việc. Hôm nay tâm tình của hắn vẫn luôn rất tốt, Bối Bối cùng Lâm Hoán Khê còn đang ở cạnh chờ hắn, hắn không muốn vì một số người không quan trọng mà làm hỏng tâm tình. Chỗ kiểm tra kỷ luật bộ vệ sinh muốn kiểm tra anh. Hoàng Long đè cơn tức trong lòng xuống, nói. Tần Lạc nở nụ cười, nói, tôi cũng không phải là quan viên bộ vệ sinh, bọn họ tra tôi làm cái gì? Chẳng lẽ anh cho là mình đi được đến hôm nay không có chút quan hệ gì với bộ vệ sinh? Hơn nữa, bọn họ hoài nghi anh có giao dịch tiền tài với quan viên bộ vệ sinh. Tài liệu cử báo tôi đã xem qua, cũng rất tỉ mỉ xác thực. Hoàng Long nói, chúng ta không quen nhỉ? Tần Lạc hỏi, không quen, Hoàng Long nói, trước hôm nay thôi. Chúng ta vốn không quen biết, anh chạy tới nói cho tôi biết tin này làm gì. Tần Lạc nhìn chiếc xe Mercedes, ben đỗ không xa, nói, cho dù không lãng phí thời gian, cũng rất lãng phí mỡ nhỉ. Bởi vì tôi cũng bị điều tra, Hoàng Long cũng thẳng thắn. Sau đó thì sao? Làm giao dịch, Hoàng Long nói, chúng ta cùng dùng sức, để chỗ kiểm tra kỷ luật rút về. Chuyện lần này là ba của Hoàng Long Hoàng Cường làm ra trước. Nhưng hắn không ngờ chính là thái công dân trở tay đâm một đao. Sau khi hai bên đồng thời rơi xuống nước, hai người đều sẽ bị chỗ kiểm tra kỷ luật điều tra. Hoàng Cường sau khi trở về liền nói chuyện này cho Hoàng Long, cho nên Hoàng Long hôm nay tới tìm Tần Lạc. Hắn biết, chỉ cần Hoàng Cường cùng thái công dân đồng thời ra tay, là có thể đè xuống chuyện này. Một bên ra tay, bên còn lại sẽ không chịu bỏ qua, sẽ rất khó dừng lại kiểm tra kỷ luật điều tra. Vì sao? Tần Lạc hỏi. Vì sao để tổ điều tra rút về? Hoàng Long nhìn Tần Lạc giống như nhìn kẻ ngốc, nói, chẳng lẽ anh không biết như vậy sẽ lưỡng bại câu thương sao? Chương 1333, ngôi sao nổi tiếng không phải là không muốn làm diễn viên. Không nên dùng ánh mắt này nhìn tôi. Tần Lạc rất bất mãn với nét mặt của hắn. Chẳng lẽ những người này đều cho mình là người thông minh nhất thiên hạ? Mình cũng rất thông minh có phải không? Như vậy khiến tôi cảm thấy anh rất ngu ngốc. Vì vậy mất đi hứng thú đàm phán với anh. Họ Tần kia, anh nói chuyện với người khác khách khí một chút đi. Hoàng Long quát lên, gã đúng là chịu không nổi người này. Tại sao có thể có người đáng ghét như vậy chứ? Anh tới cầu tôi, không khách khí với tôi, còn muốn tôi khách khí với anh. Tôi không phải là tới cầu anh, tôi là tới thương lượng với anh. Hoàng Long lạnh giọng nói, tôi bị điều tra, anh cũng bị điều tra. Mông của tôi có cứt, anh tưởng mông mình sẽ sạch sao? Mông của tôi quả thật rất sạch, Tần Lạc vừa cười vừa nói. Tôi ôm thành ý mà đến, xem ra anh không có hứng thú, Hoàng Long híp mắt nói. Phát triển của sự việc vượt ngoài dự liệu của hắn, hắn vốn cho là, đã cầm được nhược điểm của hắn, bọn họ bắt được nhược điểm của mình, để an toàn, mình tới đánh tiếng với hắn, chuyện này liền xong rồi. Hai bên cùng thu tay lại, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Không ngờ chính là, Tần Lạc căn bản không hề có ý buông tay. Xem ra, hắn định truy cứu đến cùng. Chẳng lẽ hắn thật sạch sẽ như vậy? Điều đó không có khả năng. Xã hội như vậy, nếu như không có giao dịch tiền tài, thái công dân tại sao phải ủng hộ hắn như vậy? Hắn làm chuyện nhiều như vậy, chẳng lẽ không có chỗ nào phạm quy? Hay là nói,
hắn cho là tội danh của mình sẽ nặng hơn một chút. Tình nguyện bản thân chịu trừng phạt, cũng phải đẩy mình vào tù. Nghĩ đến khả năng này, trong lòng Hoàng Long lại có chút sốt ruột. Cuộc đời không làm chuyện thẹn với lòng, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Tôi có lòng tin đối với mình, tổ kiểm tra kỷ luật tới điều tra cũng tốt, vừa vặn có thể chứng minh thanh danh của ta. Anh cũng biết, tôi là người không thích tiền, sắc, chỉ thích chút mỹ danh. Thích mọi người trên thế giới khen tôi ca ngợi tôi. Nếu lần này tổ kiểm tra kỷ luật tới, lại không tra được vấn đề gì. Nhân phẩm của ta có phải là được kiểm chứng lần nữa hay không? Hoàng Long hít thở sâu một hơi, nói, mở điều kiện đi. Anh muốn mua chuộc tôi. Không cần nói, Hoàng Long nói, tôi biết anh không thiếu tiền xài. Nhưng mà, có ai lại ngại tiền mình nhiều đâu. Nói thật, tôi không biết thân gia tôi bây giờ có 10 tỷ hay là 20 tỷ. Trong 10 tỷ hay 20 tỷ này, tôi có thể sử dụng chưa tới 100 ngàn. Tôi cần chút tiền của anh làm gì? Hoàng Long cắn răng, vẻ mặt cứng ngắc nói, ba tôi cũng nói, nếu lần này thu tay lại, ông ấy sẽ tích cực phối hợp làm việc với Thái Bộ trưởng. Những lời này đương nhiên không phải là Hoàng Cường nói. Hoàng Cường không thể nào nói những lời này với con hắn. Vấn đề là, ngoại trừ điều này, Hoàng Long thật sự tìm không ra điều kiện khác có thể mang ra được. Tiền, Tần Lạc còn nhiều hơn mình. Nữ nhân, Tần Lạc còn nhiều hơn mình. Thứ hắn không có, mình cũng không có. Chỉ có thể mượn vị trí dưới mông ba để dùng. Tần Lạc nhìn Hoàng Long cười tủm tỉm, nói, anh tin không? Tin gì? Tin trên thế giới này có người tốt. Hoàng Long muốn chửi người. Anh người tốt hay người xấu liên quan gì tôi? Tôi chỉ để ý người của tôi cùng người của người khác. Tin thiện hữu thiện báo, cũng tin ác hữu ác báo. Tôi là tới bàn giao dịch với anh. Tôi hiểu, Tần Lạc nói, cho nên, giao dịch giữa chúng ta không thành công. Tôi không làm ăn với người xấu. Mặt Hoàng Long tối sầm. Anh muốn tống tôi vào tù. Là tự anh tống anh vào tù. Tần Lạc cảm thấy tư duy những người này thật buồn cười. Chính hắn đã làm sai chuyện, lại đổ trách nhiệm lên thân người khác. Giống như là người vạch trần tố giác kia là đầu sỏ chân chính. Anh không để tôi chết tử tế, tôi cũng khiến anh không chết tử tế được. Giọng Hoàng Long âm trầm. Tần Lạc khoát tay áo rất tùy ý, giống như là đuổi một con ruồi, nói, mỗi đối thủ của tôi đều từng nói lời này với tôi. Tần Lạc khẽ cười với hắn, nói, sau đó toàn bộ bọn họ đều chết. Tần Lạc không để ý tới tên nhãi tự cho mình là tốt nữa, xoay người đi ra. Đầu to hung ác liếc hắn một cái, nói, nếu anh biết thân phận của tôi, thì mau tìm mấy người lợi hại tới. Cái gì gọi là hết cách, có lẽ là đây. Tiểu thư, xin hỏi cô sao chọn đến xem bộ phim Thiếu Niên Y Vương này? Bởi vì tôi thích Tần Lạc. Vậy bạn trai cô sao cũng chọn đến xem bộ phim Thiếu Niên Y Vương chứ không phải Tam Quốc Mảng Chiến Tranh? Bởi vì tôi thích Tần Lạc. Tiên sinh, xin hỏi anh sao chọn xem Thiếu Niên Y Vương? Là vì anh cũng thích bác sĩ Tần Lạc sao? Không phải. Vậy sao anh lại tới ủng hộ phim của hắn? Thấy người khác đều xem, tôi liền tới xem thử. Dì à, dì cũng là fan của Tần Lạc sao? Đúng vậy, cả nhà tôi đều là fan của hắn. Đúng rồi, phỏng vấn lần này có phát trên TV không? Có hả, thật tốt quá, cả nhà chúng cùng hô to. Tần Lạc, tôi yêu cậu. Thiếu Niên Y Vương phá vỡ kỷ lục doanh thu hơn 100 triệu, phá vỡ doanh thu 300 triệu, phá vỡ kỷ lục 500 triệu, còn phá vỡ kỷ lục nhân số xem phim lại. Bởi vì độ hot của Thiếu Niên Y Vương, người và truyền thông bình luận điện ảnh đều dồn ánh mắt lên bộ phim này. Còn có mấy nhà truyền thông đứng ở cửa rạp chiếu phim phỏng vấn quần chúng bất kỳ, đủ loại đáp án cho ra. Nhưng mà, tỷ lệ vì thích Tần Lạc mà tới xem phim chiếm 58%, vì đạo diễn Phùng Đại Cương đến xem phim chiếm 25%, còn có 19% là bạn bè giới thiệu, những người còn lại thì hùa theo, thấy nó hot, liền muốn xem thử vì sao nó hot. Kỳ tích doanh thu Thiếu Niên Y Vương vẫn còn tiếp tục, từ sau ngày thứ 3 vào tới 150 triệu, ngày thứ 4 không ngờ còn cao hơn, đạt tới doanh thu 170 triệu. Bây giờ, mọi người đã không còn kinh hãi nữa. 800 triệu. Ngày mai liền có khả năng vào tới 800 triệu. 1 tỷ. Cũng không phải là không thể. Kỷ lục doanh thu 1 tỷ 320 triệu của Avatar lớn đầu tiên Trung Quốc gặp khiêu chiến, tất cả mọi người đang nhìn. Nhìn xem nó rốt cuộc có thể khiêu chiến thành công hay không. Đây cũng không phải là chuyện của một bộ phim Thiếu Niên Y Vương, cũng không phải là chuyện cá nhân của đạo diễn Phùng Đại Cương này,
mà là chuyện trong điện ảnh và truyền hình cả Hoa ngữ. Chạy nước rút, lại chạy nước rút. Vì chế tạo kỳ tích, fan của Tần Lạc cùng fan của Phùng Đại Cương không ngờ tổ chức động viên lần nữa, lại một lần nữa đi vào rạp chiếu phim, lại một lần nữa làm cống hiến để vượt qua Avatar. Avatar thành quân địch giả tưởng của người Trung Quốc, ai cũng muốn đánh bại nó, đánh bại nó. Đương nhiên, điều này tiện nghi cho Phùng Đại Cương, tiện nghi cho Tần Lạc, cũng tiện nghi cho điện ảnh và truyền hình hoàn mỹ. Cao hy vọng lần này quả nhiên là cười đến không ngậm miệng được. Nghe nói văn nhân Mục Nguyệt còn mời hắn đến phòng làm việc của mình đích thân hỏi chuyện doanh thu. Phải biết rằng, nếu không phải là vì Tần Lạc, quản lý nhỏ của công ty như hắn căn bản không hề có cơ hội đi vào phòng làm việc của nàng. Có lẽ, cả cuộc đời cũng không có cách gì vượt qua khoảng cách này. Nhưng mà, bởi vì Tần Lạc, đây đã là lần thứ ba hắn đi vào. Lưu lại ấn tượng ở trong lòng SS, điều này với hắn mà nói có ý nghĩa thế nào? Vì hoàn thành sáng kiến này, điện ảnh và truyền hình hoàn mỹ tổng động viên, mở rộng Internet, điện ảnh và truyền hình, môi giới cùng ngôi sao, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Gắng đẩy thiếu niên Y Vương đạt tới doanh thu trên 1 tỷ 300 triệu. Vào lúc toàn dân đại tác chiến, Tần Lạc nhận được lời mời dự tiệc của Minh Hạo cùng Hậu Vệ Đông. Tần Lạc mang theo đầu to đi tới chỗ tụ họp, Minh Hạo cùng Hậu Vệ Đông đã đợi sẵn ở đó. Không phải nói 8 giờ sao, các người sao đều tới sớm vậy? Tần Lạc áy náy nói. Bây giờ anh chính là đại hồng nhân, chờ một tiếng thì tính là gì? Minh Hạo cười ha hả nói. Trước kia nghĩ đến anh chỉ là danh y, không ngờ anh bây giờ thành ngôi sao nổi tiếng. Nếu anh đi đóng phim, lực kêu gọi doanh thu nhất định sẽ khá kinh khủng. Ngôi sao nổi tiếng không muốn làm diễn viên không phải là bác sĩ tốt. Tần Lạc vừa cười vừa nói. Trước kia tôi cũng từng nghĩ qua, về sau lại lo cướp chén cơm người khác, nên không vào nghề kia nữa, không ngờ lần này vẫn cướp. Có thể vượt 1 tỷ 300 triệu không? Hậu Vệ Đông cười ha hả hỏi. Ngày hôm qua bộ trưởng còn cố ý hỏi tôi vấn đề này. Tôi nói hẳn là có thể. Ha ha, ngay cả Thái bộ trưởng cũng sốt ruột thay anh. Còn nói muốn mua mấy vé để ủng hộ. Tần Lạc cũng cười, nói, các người gọi tôi tới chính là để nịnh tôi hả? Một là ăn mừng anh doanh thu cao, nhân khí vô địch. Hậu Vệ Đông nói, mặt khác, còn có một tin tốt tặng miễn phí. Ồ, ra kết quả rồi, Tần Lạc hỏi. Hoàng Long bị tổ kiểm tra kỷ luật dẫn đi rồi. Hậu Vệ Đông cười ha hả nói. Chương 1334, người tin Thượng Đế sẽ có được tình yêu. Hoàng Long là trên đường chạy tới sân bay bị mang đi. Do Hoàng Cường, ban đầu tổ kiểm tra kỷ luật cũng không nghiêm túc, cũng chỉ định làm qua loa. Hậu Vệ Đông cười đến sảng khoái, ở trước mặt bạn bè hắn cũng không che giấu nội tâm vui sướng. Khi bọn họ chuẩn bị qua loa một chút liền đi, lại có người đưa tới lượng lớn tài liệu. Hơn nữa nói nếu tổ kiểm tra kỷ luật không làm nghiêm túc, bọn họ sẽ gửi những tài liệu này đến truyền thông cả nước, hơn nữa nói phát đến Internet, ở sau khi tổ kiểm tra kỷ luật trưng cầu ý kiến Bộ trưởng Quách Long Thanh, quyết định nghiêm túc xử lý mấy án này. Lúc này vừa tra không cần chặt, rất dễ dàng liền lôi ra một vụ án. Hậu Vệ Đông tự mình rót đầy nước trà vào chén Tần Lạc, nói, Hoàng Long kia thật đúng là coi trời bằng vung, do quan hệ chức vị của ba, hắn vất tiền không hề cố kỵ. Có không ít đấu thầu do ba hắn phụ trách đều do công ty hắn lập đón nhận. Sau đó bán vào tay người khác, giá chênh lệch trong đó bọn họ làm rất rõ, rất dễ thăm dò ra chân tướng sự thật. Lần này hắn không oan uổng chút nào. Ban đầu hắn cũng không xem ra gì, còn thả ra tiếng gió, nói là anh cùng Thái Bộ trưởng muốn chỉnh hắn, không chết không thôi với các người, tối qua đột nhiên nghe được phong phanh, trốn cả đêm ra sân bay. Đáng tiếc người tổ kiểm tra kỷ luật đã sớm chạy tới, vừa vặn bắt được. Vậy Tần Lạc sao? Minh Hạo quan tâm hỏi. Tần Lạc cũng không bị tổ kiểm tra kỷ luật điều tra sao? Có kết quả không? Mặc dù Minh Hạo bây giờ thân ở địa vị cao, nhưng vị trí của hắn không mẫn cảm như Hậu Vệ Đông, không thể tiếp xúc được quá nhiều tin. Cho nên mới hỏi vậy. Tổ kiểm tra vẫn đang tra. Hậu Vệ Đông nói, anh cũng biết đó, một số chỗ trong tổ kiểm tra kỷ luật vẫn luôn là Hoàng Cường phụ trách. Con của hắn bị bắt, hắn sẽ quyết tâm muốn tra ra vấn đề của Tần Lạc, có điều mãi tới giờ vẫn chưa có kết quả. Hậu Vệ Đông nhìn Tần Lạc phi thường khâm phục, nói, Tần Lạc thật là lợi hại. Không ngờ không có bất cứ nhược điểm nào, cũng không có bất kỳ tình huống thao tác phạm quy nào, lần này bọn họ đúng là chết không oan uổng. Có đôi khi, không tặng lễ cũng có thể làm việc. Tần Lạc vừa cười vừa nói. Việc này rất khó khăn,
Minh Hạo đầy cảm xúc nói. Nói dễ vậy sao? Nói thật, lần này bọn tôi quả thật toát mồ hôi thay anh. Bởi vì tôi giống bọn họ, cũng không tin sẽ có người hoàn toàn sạch sẽ như vậy, tôi coi như đã hiểu rõ anh rồi nhỉ. Cũng không thể tin anh có thể làm được, huống chi những người như Hoàng Cường, Hoàng Long, cũng khó trách bọn họ dám không kiêng nể gì như vậy. Có lẽ bọn họ nghĩ anh cũng sẽ chịu thua. Lúc Hoàng Long tìm tôi đã nói rất rõ ràng, Mông Tông là sạch, chỉ là hắn không tin mà thôi. Tần Lạc vừa cười vừa nói. Hắn chắc chắn sẽ không tin, dùng tư kim hơn 1 tỷ, lại không có hối lộ 1 phân tiền, ai sẽ tin chứ? Minh Hạo vừa cười vừa nói. Tần Lạc cười cười, hỏi, Hoàng Cường bên kia không có vấn đề chứ? Khó nói, Hậu Vệ Đông không kìm nổi mà hạ thấp giọng. Dù sao, cấp bậc Hoàng Cường cao hơn hắn nhiều, hắn ở trước mặt người ngoài bàn về vấn đề phạm tội trái pháp luật của cấp trên vẫn rất kiêng kỵ. Rất nhiều nghiệp vụ Hoàng Long cầm được đều do Hoàng Phó Bộ trưởng phụ trách. Chẳng qua là do Kim Lâm ở trong hộp tối hành động. Đương nhiên, đây là giải thích của Hoàng Cường. Kim Lâm cũng kéo tất cả trách nhiệm lên người mình. Nhưng mà, cụ thể nên xử lý thế nào, vẫn phải dựa vào cấp trên. Có điều, gặp chút ảnh hưởng là chắc chắn. Chịu ảnh hưởng là chắc chắn. Lão phụ trách hạng mục đấu thầu, mà cầm công ty chống, nếu nói giữa hai người này không có bất cứ liên hệ nào, lời như thế truyền đi ngay cả kẻ ngu cũng sẽ không tin. Nếu như mình tra không ra bất cứ vấn đề gì, Thái công dân ngồi lên khó có thể cản, còn Hoàng Cường cũng không còn thực lực xoay cổ tay Thái bộ trưởng. Nếu Hoàng Long có liên quan vụ án đặc biệt nghiêm trọng, nói không chừng hắn còn phải chịu xử phạt theo. Lần này chúng ta toàn thắng, Minh Hạo cười ha hả nói. Hắn là xuất thân thư ký Thái công dân, nói, chúng ta toàn thắng cũng không có gì không đúng. Là Tần Lạc toàn thắng, Hậu Vệ Đông nói, làm việc khiến người ta không nắm được bất cứ nhược điểm nào. Phim cũng có thể bán vé đắt khiến người tức chết. Hôm nay do hắn làm chủ đi. Không thành vấn đề, Tần Lạc nói, bây giờ tửu lượng tôi hơi khá hơn chút, chúng ta uống 2 chén. Anh chỉ có thể uống 2 chén à? Minh Hạo cùng Hậu Vệ Đông trêu ghẹo nói. Nắng gắt cuối thu, cách nói này không giả chút nào. Đã là cuối mùa thu, mặt trời Yến Kinh vẫn gay gắt như cũ. Không thể mở cửa sổ xe ra. Nếu không hơi nóng có chứa mùi than đá nồng nặc liền cuốn vào. Xe Tần Lạc chạy nhanh vào cửa trại an dưỡng Long Tức, thấy binh sĩ đứng yên không nhúc nhích giống cây lao, bội phục từ đáy lòng. Mình quả thật làm quân nhân không được, bởi vì hắn chịu không nổi cái khổ này. Hơn nữa, hắn sợ bị giám nắng. Cho nên, hắn vẫn nên yên yên ổn ổn mà làm một bác sĩ tế thế cứu nhân đi. Xe chạy nhanh vào đại viện, dừng lại ở bãi đỗ xe, Tần Lạc đi vào nội viện thăm Long Vương. Cùng Long Vương nói chuyện phiếm, lại châm một châm hộ lão, Long Vương liền chủ động lên tiếng nói, Phong Tuyết đã trở lại. Cậu đi xem hắn đi. Được, Tần Lạc nói, hắn đi lần này, chủ yếu là thăm Phó Phong Tuyết. Phó Phong Tuyết hộ tống Tần Lạc đến Hoa Kỳ, vì trốn tránh đuổi giết của Hoàng đế, dẫn Giê-xu lưu lại làm mồi dụ. Về sau, Tần Lạc cùng bọn đầu to về nước trước, hai người bọn họ cứ một mực phiêu đãng bên ngoài. Có điều, Giê-xu cũng phát tin tức về. Nói bọn họ vẫn an toàn như cũ, hơn nữa có chút thu hoạch. Tần Lạc lúc này mới yên lòng. Tần Lạc đi tới cửa viện Phó Phong Tuyết ở, bên trong vẫn trầm tĩnh không tiếng động. Nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong truyền đến tiếng mời vào. Đẩy cửa đi vào, đã thấy Phó Phong Tuyết đang ngồi ở trong viện uống trà. Tự rót uống một mình, không cần bất luận kẻ nào hầu hạ. Không thấy gầy yếu, cũng không thấy mỏi mệt, không có thêm vết thương nào ở trên mặt. Lúc đi dạng gì? Lúc về vẫn dạng đó, lão đầu này thật đúng là biết bảo dưỡng. Long chủ, Tần Lạc nhếch môi nở nụ cười. Trải qua đồng hành lần này, mọi người cùng sinh cùng tử, quan hệ hắn và Phó Phong Tuyết kéo gần lại không ít. Lúc gặp lại lão cũng không thấy khẩn trương khống lần trước. Mặc dù lão luôn lộ bộ mặt cứng nhắc, có điều người lão cũng không xấu. Phó Phong Tuyết ngẩng đầu liếc Tần Lạc một cái, nói, Giê-xu ở bên ngoài, còn mang về 2 người bạn. Tôi trò chuyện với ông trước, Tần Lạc nói, sau đó trực tiếp vào nhà kéo ghế dựa ra ngoài, ngồi ở bên cạnh Phó Phong Tuyết, lại rót chén trà cho mình, nói, Hoàng đế không đuổi theo à? Không. Hắn là một người không giữ lời hứa, không ngờ lại không tuân thủ thời kỳ quyết chiến ông và hắn ước định. Tần Lạc nói, lúc ấy Phó Phong Tuyết cùng Hoàng đế ước định quyết chiến sau 15, về sau Phó Phong Tuyết bởi vì cơ thể không khỏe cần về nước dưỡng bệnh sớm. Hơn nữa đổi địa điểm quyết chiến thành đỉnh Thái Sơn của Trung Quốc. Nhìn thử thời gian,
bây giờ thời gian quyết chiến đã sớm qua 2 ngày rồi, hoàng đế cũng không đến. Thật là một kẻ tiểu nhân. Tôi đã bảo người ta đưa tin trách, Phó Phong Tuyết nói. Tần Lạc trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Phó Phong Tuyết, giống như là thấy một con quỷ. Hắn cho là mình bảo hoàng đế không giữ lời Baroque đã mặt dày rồi, dù sao, là bọn họ sửa địa điểm quyết chiến. Nhưng mà, lão đầu này Phó Phong Tuyết còn dữ dội hơn, bản thân chạy không nói, còn bảo người đưa tin trách hoàng đế. Lão tại sao có thể làm ra chuyện như vậy? Cậu đi đi, Phó Phong Tuyết rất không thích ánh mắt này của Tần Lạc, phất tay nói, cậu đi đi. Tôi không thích nói chuyện. Ông kể cho tôi một chút làm sao các người trở về vậy. Tần Lạc biết mình vừa lộ vẻ khinh thường kích thích lòng tự ái của lão đầu này, cười hì hì lấy lòng nói. Cút, Phó Phong Tuyết không thể nhịn được nữa. Tần Lạc sợ hãi mà chạy mất. Người này, mềm không ăn, cứ thích ăn cứng, giống y nữ nhân. Giê-xu không ở nội viện, mặc dù hắn đã thông qua khảo nghiệm nặng nề, trở thành đồng bọn tốt của Tần Lạc, chiến hữu tốt của Phó Phong Tuyết, khuê mật tốt của đầu to, nhưng mà, hắn vẫn chỉ có thể ở ngoại viên long tức. Điều này không phải là ai có thể quyết định được, mà đây là quy củ. Long tức là chỗ trọng binh của quốc gia, bên trong còn có một viện nghiên cứu khoa học kỹ thuật đỉnh cao. Cho dù có bất kỳ lý do gì, một ngoại tộc không được phép tiến vào. Tần Lạc ở dưới sự dẫn dắt của Kiều Mộc, tiến vào một viện trước kia chưa từng tới. Sau đó, hắn đứng há to mồm ở đó giống như chúng ta. Hắn thấy được quỷ ảnh. Hắn thấy được ngọc nữ. Mặc dù hiếu kỳ quỷ ảnh cùng ngọc nữ tại sao lại xuất hiện ở đại viện Long Tức, nhưng hắn vừa nghĩ đã hiểu. Điều này cũng không có gì quá ngạc nhiên, cũng không khiến hắn kích động như vậy. Vấn đề là, hắn còn chứng kiến ngọc nữ y ôi ở trong ngực quỷ ảnh. Hơn nữa, ngọc nữ đang vẻ mặt ngọt ngào đút nho đã lột vỏ vào trong miệng quỷ ảnh. Quỷ ảnh một ngụm ngậm lấy, vẻ mặt đầy say mê. Thấy Tần Lạc đứng ở cửa, hai người cũng không kinh hoàng chút nào, không có chút tránh né ngượng ngùng nào. Bọn họ đứng lên, khẽ gật đầu với Tần Lạc, lộ ra tư thế đón khách. Giê-xu từ trong phòng đi ra, cười ha hả mà nhìn Tần Lạc, nói, Tần, anh tin không? Đây là thần tích, chỉ có Thượng Đế có thể làm được chuyện bọn họ tới với nhau. Bọn họ thành đôi bạn tương thân tương ái bất ly bất khí. Thượng Đế không gì không làm được, không có chuyện gì là người không thể làm được. Người tin Thượng Đế, sẽ có được tình yêu. Tần Lạc nhẹ gật đầu, nói, khiến Thượng Đế giết chết Hoàng Đế, tôi sẽ bắt đầu thờ phụng người. Chương 1335, trốn mà không chiến lại dám xưng là Hoàng Đế. Dưới táng cây nho của viện, Tần Lạc cùng Giê-xu ngồi song song uống trà. Giê-xu trước kia uống cà phê cùng rượu, lần này trở về không ngờ lại học người Trung Quốc uống trà, thật khiến Tần Lạc hơi ngoài ý muốn. Lá trà này nhìn có hơi quen, Tần Lạc nhìn Hậu Thiên Tình trôi bồng bềnh trong chén, vừa cười vừa nói. Lấy từ chỗ phó tiên sinh đó, Giê-xu nói, tôi muốn học phẩm trà với lão liền đưa tôi cái này. Tôi nói lạ, hóa ra là từng uống ở bên phó lão. Tần Lạc vừa cười vừa nói, lá trà này là chuyên cung cấp cho hai vị long chủ long tức, cũng chỉ có Long Vương cùng Phó Phong Tuyết có hàng. Có điều, Giê-xu lúc nhắc tới Phó Phong Tuyết lộ vẻ nghiêm túc chân thành, vẫn khiến trong lòng Tần Lạc thầm sảng khoái. Hành trình đất Mỹ lần này, Phó Phong Tuyết không chỉ chinh phục từng khỏa thiếu nữ thiếu phụ Hoài Xuân ít ôm ấp tình cảm, còn có tâm hồn đàn ông tốt như Giê-xu. Phó tiên sinh nói, người bất đồng, nước bất đồng, hoàn cảnh bất đồng, tâm tình bất đồng, nước trà pha ra cũng bất đồng. Giê-xu nhấp một miếng rất chuyên nghiệp, nói, anh thử xem tôi pha trà với phó tiên sinh pha trà có gì khác nhau. Là đạo lý này, Tần Lạc gật đầu, hắn chỉ vào quỷ ảnh cùng ngọc nữ cách đó không xa, hỏi, đây chính là thu hoạch anh nói. Có phải thấy rất ngạc nhiên không? Giê-xu nói, vốn tôi định nói cho anh chân tướng rồi, nhưng vẫn nghĩ nên cho anh một sự kinh hỉ. Đúng là vừa kinh vừa hỉ, Tần Lạc vừa cười vừa nói. Sao dẫn về được? Giê-xu để thư của mình và Phó Phong Tuyết cho Hoàng đế nói muốn về nước sớm, kết quả kể lại việc đâm lén trở lại. Dựa theo tính toán của bọn họ, lần này xuất hiện đánh lén bất ngờ là muốn đại khai sát giới, tàn sát hết 8 đại chiến tướng của Hoàng đế, khiến hắn trở thành tư lệnh không có lính. Không ngờ chính là, vừa hay nghe được phiên thổ lộ thâm tình kia của Ngọc Nữ với quỷ ảnh. Vì vậy ở dưới sự cảm hóa của Đại Thần Thượng Đế, bọn họ bỏ xuống đồ đao, để quỷ ảnh cùng Ngọc Nữ lập địa thành Phật. Đúng là đặc sắc, Tần Lạc vừa cười vừa nói. Chinh phục bọn họ so với giết chết bọn họ còn đả kích uy tín của Hoàng đế hơn.
Gã mặt trắng kia lần này còn không nổi trận lôi đình à? Nha, Thượng Đế, Giê-xu kinh hô, Tần, ở châu Âu cùng châu Mỹ, không người nào dám gọi hắn là gã mặt trắng. Đương nhiên, tướng mạo hắn quả thật rất đẹp trai. Hắn không phái người đuổi giết sao? Tần Lạc hỏi. Cũng là bởi vì có lo lắng phương diện này, cho nên chúng tôi lần này trở về đi vòng khá nhiều. Nếu không đã sớm trở lại, tôi nghĩ, chúng ta đã chọc giận hắn hoàn toàn. Tần, Hoàng đế là một kẻ rất kiêu ngạo. Hắn không cho phép thất bại, không cho phép bất cứ thứ gì không hoàn mỹ. Quỷ ảnh cùng Ngọc Nữ là tám đại chiến tướng của hắn, là người hắn từng chinh phục. Bây giờ lại bị người khác bắt làm tù binh, hắn sẽ không chấp nhận sự thật này. Không chấp nhận thì thế nào? Đây vốn chính là sự thật. Tần Lạc cười lạnh nói. Chỉ cho phép hắn chinh phục, không cho phép người khác bắt làm tù binh. Chỉ cho phép hắn giết người, không cho phép người khác phản kháng. Hắn thật tưởng mình là hoàng đế sao? Trước kia tôi cũng có cách nghĩ như vậy. Giê-xu cười to, có điều khi đó tôi không có dũng khí phản kháng. Không có dũng khí nói ra mấy lời này. Anh biết không, hoàng đế đều sẽ đuổi tận giết tuyệt với người ngỗ nghịch với hắn. Tần Lạc suy nghĩ một chút, nói, lúc ấy ước định 15 ngày sau quyết chiến với hoàng đế, bây giờ thời gian quyết chiến đã qua 2 ngày. Mặc dù bọn tôi thay đổi nơi quyết đấu, nhưng hắn không có thực hiện ước định, cuối cùng có chút làm cho người ta thất vọng. Chúng ta có cần tìm người đưa thư cho hắn, khiển trách hành vi thất ước của hắn không? Nếu không, bên ngoài còn tưởng rằng là chúng ta sợ hắn ấy chứ. Phó lão cũng lo lắng vấn đề này. Vẻ mặt Giê-xu đột nhiên trở nên rất quỷ dị. Cho nên, lão bảo người đưa tin cho hoàng đế vào 2 ngày trước. Giê-xu nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay, nói, tôi nghĩ, bây giờ hẳn là hắn đã nhận được. Vậy thì tốt, Tần Lạc cười to, hắn quả thật càng ngày càng thích lão đầu phó Phong Tuyết này. Tính tình rất khó chịu, nhưng làm việc lại rất phong tao nha. Không thể không thừa nhận, cách làm người của lão rất có phong cách riêng. Tần Lạc xoay người nhìn về phía quỷ ảnh cùng Ngọc Nữ, hô, hai vị, ở dưới sự chứng kiến của Giê-xu, các người có muốn cử hành một cuộc hôn lễ theo phong cách Trung Quốc không? Tần, Giê-xu nhìn Tần Lạc kinh ngạc. Anh nói, bộ hạ cũ kết hôn, hoàng đế điện hạ sẽ tới uống chén rượu mừng thuận tiện tặng phần lễ hỏi không? Tần Lạc cười hỏi. Nếu rửa tay trước khi ăn cơm, đó là chú ý vệ sinh. Nếu tắm rửa trước khi ăn cơm, đó là, có bệnh thích sạch sẽ. Không chỉ có muốn tắm rửa trước khi ăn cơm, sau khi ăn xong còn tắm rửa. Tắm rửa trước ra cửa, sau khi trở về vẫn tắm rửa. Trước giết người muốn tắm rửa, sau khi giết người cũng cần tắm rửa. Là một nam nhân có bệnh thích sạch sẽ, hoàng đế ngày nào cũng đều tắm rửa rất nhiều lần. Cho nên, hoàng đế đại đa số thời điểm đều rất bận rộn. May là hắn có không ít nô bộc, có tám đại chiến tướng, có bọn họ hỗ trợ, thời gian của hắn liền tiết kiệm được rất nhiều. Có thể có rất nhiều thời gian để hắn làm vệ sinh cá nhân. Hoàng đế vừa rồi lại tắm rửa một lượt, mặc áo khoác trắng, mang một đôi dép lê vải bông màu trắng không có bất kỳ tạp chất gì. Trong tay của hắn cầm một cây kéo màu bạc, ánh mắt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm chậu lan đại trên bệ cửa sổ. Hoa lan đại đâm nhiều nhánh nhỏ, bất cứ một thợ làm vườn nào lúc đối mặt với nó đều phải cẩn thận. Cắt nhỏ thêm một dao thì quá thưa, cắt bớt một dao lại quá dày. Là một người chủ nghĩa hoàn mỹ, hoàng đế không cho phép xuất hiện loại sai lầm này. Tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến, một nam nhân tóc đỏ xuất hiện ở sau lưng của hắn lặng yên không một tiếng động. Điện hạ, nam nhân khom mình hành lễ. Mặc dù ở góc độ mà hoàng đế nhìn không thấy, hắn vẫn hành động cẩn thận. Ừ, hoàng đế nhẹ nhàng lên tiếng, không có ngẩng đầu, động tác trên tay cũng không dừng lại chút nào. Lúc hắn tu bổ cành lá khác với thợ làm vườn khác, nhanh chóng. Đơn giản, tàn nhẫn, làm liền một mạch, như mây bay nước chảy. Hắn không cắt tỉ mỉ. Ở trong mắt hắn, bồn cảnh được cắt tỉ mỉ ra sẽ không có linh hồn. Hắn muốn mỹ quan, cũng muốn có hồn. Có người đưa tin tới. Nam nhân tóc đỏ nhỏ giọng nói. Đọc đi, hoàng đế nói. Nội dung rất không lễ độ. Nam nhân tóc đỏ giải thích huyền chuyển, không biết nên làm sao đọc phong thư này cho hoàng đế nghe. Tôi bảo anh đọc, giọng hoàng đế vẫn bình thản. Hắn không tức giận, hắn sẽ không vì mấy chuyện không quan trọng này mà tức giận. Hỏa thần mở tờ giấy trong tay ra, đọc nhỏ, đỉnh Thái Sơn, chờ cậu một trận chiến. Chờ đã lâu, không thấy cậu tới. Trốn mà không chiến, lại dám xưng là hoàng đế. Bởi vì là dùng hai loại ngôn ngữ tiếng Trung cùng tiếng Anh viết ra, cho nên hỏa thần đọc cũng không khó khăn chút nào.
Răng rắc. Một nhát kia của hoàng đế dùng sức quá mạnh, góc bồn lan đại bị cắt đi một nửa, giống như đầu một người bị người ta cắt một nửa, thoạt nhìn vừa buồn cười vừa khó coi. Hắn nhìn bồn hoa trước mặt, mặt đầy thương xót cùng tiếc nuối. Xiết người đưa tin đi, hoàng đế nói. Anh không nghe thấy lời tôi nói à? Hoàng đế quay mặt sang, giọng nói hiền hòa, nhưng trong mắt màu xanh lam lại trở thành màu xám nhạt, giống như là bị thuốc màu nhuộm qua. Người đưa tin đã đi rồi, tôi chưa gặp hắn, hỏa thần nhỏ giọng giải thích. Xem ra bọn họ đã sớm đoán hoàng đế thấy phong thư này sẽ nổi trận lôi đình, vì vậy lựa chọn phương thức lặng lẽ đưa tin. Tôi có phải thành trò cười rồi không? Hoàng đế ném kéo trong tay vào trong hộp bên cạnh, lên tiếng hỏi. Đây không phải là trò cười, mà là trò cười cực lớn. Mục tiêu ước chiến chạy trốn không chiến, vậy thì thôi, không ngờ lại đâm lén, bắt cóc hai đại chiến tướng của mình. Hắn không quan tâm sống chết của hai chiến tướng, nếu hắn muốn, hắn sẽ lại có thập đại chiến tướng, 20 đại cao thủ, 30 đại hộ vệ, 40 đại. Nhưng mà, hắn để ý thái độ Phó Phong Tuyết. Hắn sao phải chạy trốn? Hắn sao có thể chạy trốn? Hắn mang đi khát vọng chiến đấu của mình, hắn mang đi nhiệt huyết cùng tình cảm mãnh liệt mình cần. Mình là diễn viên chính, hắn là diễn viên phối hợp ắt không thể thiếu kia. Phối hợp diễn không có, hắn một mình sao đóng được. Khiến người ta thêm tức giận chính là, hắn không chỉ chạy, còn bảo người ta đưa tin tới trách mình thất ước. Ông có thể không biết xấu hổ, nhưng mà, ông có thể có giới hạn không? Hoàng đế rất tức giận. Hắn bị dạng không biết xấu hổ, không có giới hạn như Phó Phong Tuyết chọc giận. Có điều, vấn đề này hắn lại đổ lên đầu làm khó hỏa thần. Hắn phải trả lời thế nào? Không ai dám chê cười điện hạ. Hỏa thần nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng nghĩ ra một câu trả lời khéo léo không kích thích đến trái tim mẫn cảm của hoàng đế. Ý là nói, bọn họ thực ra là muốn cười tôi. Trốn mà không chiến, còn dám xưng là hoàng đế. Hoàng đế cười như điên. Thiên hạ to lớn, ai xứng là địch với tôi? Nếu tôi giết người, ai có thể ngăn cản tôi? Chúng tôi thề chết theo hoàng đế. Hỏa thần vẻ mặt cuồng nhiệt nói. Ngày mai trinh đông, chém đầu uống rượu. Hoàng đế nói. Dạ, hỏa thần khom người đáp ứng. Chương 1336, thiếu niên Y Vương sáng tạo kỳ tích. Kỳ tích doanh thu thiếu niên Y Vương vẫn đang duy trì liên tục, bây giờ đã phá tan cửa ải lớn 1 tỷ. Quan trọng chính là, bởi vì hộ giá hộ tống của Thái Công Dân, cùng với việc Phó Bộ trưởng Thái Công Dân ở lần chiếu đầu tiên phát biểu rằng muốn nhân viên của hệ thống vệ sinh học tập Tần Lạc. Có lẽ, hắn nói là rất đơn giản tùy ý, nhưng người phía dưới cũng không nghĩ như vậy. Thiếu niên Y Vương chiếu phim đến ngày thứ tư, hệ thống vệ sinh thị trấn cấp 3 cấp 2 cùng với thành phố, các tỉnh Trung Quốc triển khai xem thiếu niên Y Vương, học tinh thần hoạt động của Tần Lạc. Vô số bác sĩ, y tá, sinh viên viện y cùng với người hành nghề hệ thống vệ sinh tràn vào rạp chiếu phim, giúp thiếu niên Y Vương trùng kích doanh thu 300 triệu cuối kia. 1 tỷ 100 triệu. 1 tỷ 150 triệu. 1 tỷ 250 triệu. 1 tỷ 300 triệu. Doanh thu tạm thời dừng ở trên 1 tỷ 300 triệu. Đây đã là ngày thứ 10 thiếu niên Y Vương chiếu phim. Nhưng, tất cả mọi người biết, thiếu niên Y Vương đã sáng lập kỳ tích. Doanh thu của nó cách 1 tỷ 320 triệu chỉ có một khoảng cách rất nhỏ, dùng suất học tập của hệ thống vệ sinh cả nước bây giờ, 20 triệu cũng chỉ là mức doanh thu cả nước một buổi trưa. Đây không phải là thắng lợi của một mình Phùng Đại Cương, không phải là thắng lợi của một mình Tần Lạc, cũng không phải là thắng lợi của bộ phim Thiếu Niên Y Vương này, mà là thắng lợi của cả Trung Quốc. Vì trùng kích doanh thu này, vì để một bộ phim điện ảnh bản thổ Hoa ngữ đánh bại thần thoại Hollywood, từng người Trung Quốc liền cống hiến sức lực của mình. Sau, có một số người không thích Tần Lạc, có một số người không thích phim thể truyện ký cũng vì mục tiêu vĩ đại và có chút hí kịch này mà đi vào rạp chiếu phim. Một bộ phim thể truyện ký đánh bại Avatar Thánh Điển 3D, chuyện này không chỉ khiến Trung Quốc, cũng khiến toàn bộ thế giới chú ý. Phim hot Trung Quốc thể truyện ký, doanh thu đánh bại Avatar. Đây là tiêu đề đưa tin của thời báo New York. Thần kỳ lại hiển lộ thần kỳ, doanh thu thiếu niên Y Vương tăng cao. Đây là tin của Washington Post. Không quan hệ với nội dung phim ảnh, không quan hệ tới sức quyến rũ của Tần Lạc. Trung Quốc xuất hiện anh hùng toàn dân. Đây là tin của báo Cuộc Sống London ở nước Anh. Pháp, Italia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thụy Điển. Tuần san giải trí các quốc gia đều tiến hành đưa tin với chuyện này, nhưng, phân tích của bọn hắn thêm lý tính, cũng thêm tiếp cận với sự thật.
Bọn họ cho rằng nguyên nhân tạo thành hiện tượng này là do mị lực cá nhân của Tần Lạc, biểu hiện của fan Tần Lạc ban đầu kéo ra tác dụng tích cực. Bởi vì cố gắng của họ, sáng lập kỷ lục thần kỳ thiếu niên Y Vương mỗi ngày 100 triệu. Ngay sau đó, liền bộc phát ra đề tài lợi dụng thiếu niên Y Vương đánh bại Avatar. Đúng vậy, bọn họ cho rằng đây là lợi dụng tình đoàn kết yêu nước của dân chúng đẩy ra doanh thu. Không thể không nói, chiêu này hiệu quả rất rõ ràng. Bọn họ lần nữa sáng tạo kỳ tích, dừng doanh thu ở trên con số mấu chốt 1 tỷ này. Sau đó, nhân viên công vụ chính phủ cùng nhân viên công vụ hệ thống vệ sinh phát lực, thời gian ngắn ngủn 2 ngày liền cống hiến cho thiếu niên Y Vương ra doanh thu 300 triệu. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, bộ phim này gần như chiếm hết. Đây là thần kỳ không thể phục chế, cũng chỉ là vì sự tham dự của Tần Lạc, mới có kỳ tích như vậy xuất hiện. Người Trung Quốc nhỏ bé thần kỳ kia, hắn không chỉ là thần kỳ khiến toàn bộ thế giới chú ý, hắn còn là một ngôi sao siêu cấp. Giá trị thương nghiệp của hắn đã vượt qua bất kỳ một ngôi sao Hollywood hay là siêu sao siêu cấp trên sân cỏ nào. Năm đó, trên trận bóng rổ có một truyền kỳ tên Jordan, hắn trực tiếp hoặc là gián tiếp kéo lợi ích kinh tế đạt tới mấy chục tỷ đô la. Bây giờ, có lẽ kỳ tích này sẽ tiếp diễn ở Trung Quốc. Đương nhiên, người trẻ tuổi kia còn cần cố gắng. Nhưng mà, hắn còn trẻ như thế. Đối với chuyện thiếu niên Y Vương lấy được doanh thu cao, Tần Lạc rất bất ngờ, cũng rất vui mừng. Càng nhiều người xem bộ phim này, thì người ủng hộ Trung Y yêu mến Trung Y cũng càng nhiều. Hắn từng xem phim, biết nội dung của nó có thể thức tỉnh tình cảm cùng cảm tạ của đồng bào với Trung Y. Mọi người cùng nhau đến thôi động sự phát triển của Trung Y có thể tiến vào quỹ đạo phát triển chân chính. Bởi vì doanh thu quá cao, nhân vật nguyên mẫu của câu chuyện này lại thành đối tượng truyền thông săn lùng. Vô số phóng viên tuôn qua muốn phỏng vấn Tần Lạc, nhưng Tần Lạc đều cự tuyệt. Hơn nữa hắn còn đánh tiếng với chỗ quản lý tiểu khu, không hy vọng để phóng viên đi vào quấy rầy cuộc sống yên tĩnh của bọn họ. Nhưng mà, các phóng viên không vào được, cũng không đại biểu bọn họ bỏ qua như vậy. Vì vậy, cửa nhà Tần Lạc liền tụ lại rất nhiều phóng viên cùng xe truyền thông. Tần Lạc muốn ra cửa cũng không được. Vì vậy Tần Lạc rảnh rỗi hiếm có, tất nhiên sẽ cố gắng mà hưởng thụ loại cuộc sống gia đình này. Cho dù bên ngoài khen ngợi, khích lệ cùng thổi phồng Tần Lạc như thế nào, Tần Lạc vẫn giữ tâm bình tĩnh. Ăn cơm, đọc báo, cùng bối bối xem Tom và Jerry, kéo Lâm Hoán Khê tắm nước lạnh. Lúc Tần Lạc đang chơi cờ với bối bối, chuông điện tử trong phòng vang lên. Lý Tẩu đi qua chuyển điện thoại, bên trong truyền đến khuôn mặt của nhân viên an ninh tiểu khu. Chào gì, xin hỏi Tần Lạc tiên sinh có ở đây không? Một vị tiên sinh họ Chiến nói là bạn của Tần Lạc tiên sinh, muốn đi vào thăm. Bọn tôi có cần mời hắn vào không? Họ Chiến, tên gì? Lý Tẩu cảnh giác hỏi. Nàng sẽ không dễ dàng để người lạ vào. Mấy phóng viên bây giờ rất giàu hoạt, thường xuyên sẽ giả mạo bạn của Tần Lạc lừa nàng mở cửa. Hình như là, Chiến hiệp ca gì đó. Bảo vệ nói. Đợi chút, Lý Tẩu nói. Nàng cúp điện thoại, sau đó đi đến trước mặt Tần Lạc, nói, Tần tiên sinh, bên quản lý kia nói có một người bạn họ Chiến muốn tới thăm cậu. Tên là Chiến ca gì đó. Chiến ca, Tần Lạc hơi chút chần chờ, liền biết người Lý Tẩu nói là ai. Hắn không ngờ Chiến hiệp ca chọn thời điểm này tới thăm mình. Có điều, xét đến cùng, mình còn thiếu hắn một nhân tình. Lúc ấy nhân số của Đông Nam Chi Kiếm rõ ràng giữ ưu thế, nếu quả thật động thủ, mình và Lăng vẫn không thể nào chiếm được tiện nghi. Hơn nữa, luật không trách Đông, bọn họ nếu thật đánh mình, cũng chỉ trừng phạt bế quan. Không có biện pháp, quốc gia không thể nào lôi những đặc chiến tinh anh này ra ngoài đánh chết. Nào có quân nhân không đánh nhau đâu. Mời hắn vào đi, Tần Lạc nói. Được, tôi liền gọi điện cho chỗ quản lý. Lý Tẩu cười ha hả nói. Nàng làm việc ở Lâm gia nhiều năm, xem Lâm Hoán Khê như con gái ruột của mình, tất nhiên cũng xem con rể Tần Lạc này như người nhà của mình. Bối bối, chúng ta không chơi nữa. Ba có khách sắp tới. Tần Lạc sờ sờ đầu bối bối, nói. Bối bối rất giận mà vỗ tay Tần Lạc, nói, khó trách con cứ không thắng được ba, hóa ra ba luôn sờ đầu con. Thầy nói bị người ta sờ đầu sẽ thành đần. Đó là thầy các con lừa con đó. Tần Lạc nói, đầu càng sờ càng thông minh. Con sau này cũng phải thường xuyên xoa bóp đầu, có điều phải nhẹ nhàng. Huyệt vị trên đầu rất nhiều, xoa bóp nhẹ nhàng có thể giảm bớt mệt nhọc cùng giảm bệnh trạng suy nhược. Chỉ có điều người hiện đại tình nguyện ngồi trước máy tính tán dóc kiêu kiêu thêm một lát, xem thêm một bộ phim, cũng không muốn cho mình chút thời gian vận động.
Tần Lạc ngược lại sẽ thường xuyên chỉ điểm Bối Bối một số bí quyết bảo vệ sức khỏe, thân thể tốt phải nắn từ lúc nhỏ. Thật sao? Bối Bối nghi ngờ hỏi. Con là tin lời thầy, hay là tin lời ba? Tần Lạc hỏi nghiêm túc. Đương nhiên là lời thầy rồi. Tần Lạc muốn chết. Hi hi, gạt ba rồi. Bối Bối ôm cánh tay Tần Lạc làm nũng. Con tin ba. Vậy thì tốt, Tần Lạc vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn Bối Bối cưng chiều, nói, trên thế giới này, ba mẹ là người thương con nhất. Họ vĩnh viễn sẽ không lừa con. Dạ, Bối Bối nghiêm túc gật đầu. Vậy con lên lầu sờ đầu, ngày mai lại cùng ba chơi cờ. Ừ, Tần Lạc cười gật đầu. Thấy Bối Bối nhảy chân sáo lên lầu, Tần Lạc cũng từ trên ghế salon đứng lên đi tới cửa. Đồng chí Chiến Hiệp Ca ở xa tới là khách, hắn tất nhiên phải đứng dậy nghênh đón. Một chiếc xe Jeep màu quân lục phóng nhanh vào, đỗ ở cửa biệt thự Lâm gia. Két! Cửa xe đẩy ra, thân ảnh cao lớn của Chiến Hiệp Ca từ buồng lái bước xuống. Chân của hắn có chút trở ngại, cho nên, động tác lúc xuống xe chậm chạp, nhưng khí thế vẫn đầy đủ. Chiến tiên sinh, Tần Lạc đi tới trước, chủ động vươn tay mình ra. Chiến Hiệp Ca đưa tay ra bắt tay với Tần Lạc, vừa cười vừa nói, gọi tên tôi đi. Cách xưng hô tiên sinh này quá văn chương, không hợp với kẻ thô tục như tôi. Được rồi, vậy tôi gọi anh là anh Chiến. Tần Lạc gật đầu, hắn ngược lại rất thích phong cách hào sảng này của Chiến Hiệp Ca. Anh Chiến vào nhà uống trà. Như vậy thoải mái hơn một chút, Chiến Hiệp Ca nói, lần này tới có hai chuyện. Một là làm quen, sau này thân cận cậu Tần nhiều hơn. Ngoài ra còn một việc muốn thỉnh cầu cậu Tần giúp đỡ. Chương 1337, rất tưởng niệm. Mời Chiến Hiệp Ca ngồi xuống, Lý Tẩu sau khi đưa nước trà lên, Tần Lạc lúc này nói, anh Chiến tìm tôi có chuyện gì? Hắn cũng không nói nhất định phải giúp, hai người còn chưa đạt tới giao tình như vậy. Cậu Tần là bác sĩ, tôi là người bệnh tìm đến bác sĩ, tự nhiên là muốn thỉnh cầu chữa trị giúp. Chiến Hiệp Ca vừa cười vừa nói. Ánh mắt Tần Lạc liền không kìm nổi mà chuyển lên trên đùi Chiến Hiệp Ca, hắn biết một cái chân của hắn đã bị đạn pháo làm biến mất. Không phải là chân, Chiến Hiệp Ca nói, hắn khom người kéo quần của mình lên, nói, chân này đã không còn thuốc nào cứu được. Tần Lạc sau khi thấy hít một ngụm khí lạnh, quả thật không còn thuốc nào cứu được. Chân của hắn không phải là bị nổ bị thương hoặc là bị nổ nát, mà là cả bắp chân bị nổ rớt. Nửa đoạn chân giả phía dưới là dùng tài liệu tính chất đặc biệt chế luyện mà thành, ngay cả chân cũng là giả. Khó trách hắn mỗi lần đi đường, đều thật cẩn thận mà nâng chân giả này lên trước. Chân giả như vậy quả thật không tiện đi lại. Thật xin lỗi, Tần Lạc nói. Sao xin lỗi? Chiến Hiệp Ca cười hỏi. Anh là anh hùng, nhưng tôi lại không thể ra sức, Tần Lạc nói. Chiến Hiệp Ca cười to, nói, cậu là bác sĩ, không phải là thần tiên, có bác sĩ nào có thể trị liệu người bệnh chứ? Nếu cậu nói xin lỗi với tôi, những đồng bạn không thể cứu chết trận tại chỗ kia, cậu sẽ nói với họ cái gì? Đứng ở trên lập trường của tôi, luôn hy vọng có thể làm nhiều một ít. Tần Lạc nói, hắn mặc kệ người khác tin hay không, hắn đúng là nghĩ như vậy. Chức trách của bác sĩ chính là cứu sống. Mà mấy chiến sĩ bảo vệ quốc gia là mục tiêu cứu trợ hàng đầu của họ. Trong mắt hắn, người không có ba bảy loại, chỉ là thân, là có khác. Bởi vì quan hệ Long Vương, quân sư phó Phong Tuyết cùng với bọn người Ly, hắn có một loại thiện cảm trời sinh với quân nhân. Nếu như có thể, hắn không hy vọng những chiến sĩ thiết huyết làm ra cống hiến khổng lồ vì quốc gia này mang theo đau đớn trải qua những năm cuối đời. Người khác nói, tôi không tin. Chiến Hiệp Ca nhìn Tần Lạc lộ vẻ nghiêm túc. Nói, cậu nói, tôi tin. Cho nên tôi bảo hôm nay tới đặt quan hệ, sau này thân cận với cậu hơn một chút. Ở trong mắt tôi, cậu cũng là anh hùng, thậm chí, cậu còn làm nhiều hơn bọn tôi một ít. Tần Lạc xua tay, nói, hai chúng ta cũng đừng có thổi phồng cho nhau. Chân của anh tôi bất lực, anh còn có chỗ nào cần tôi giúp. Vì vậy, Chiến Hiệp Ca liền bắt đầu cởi quần áo. Tần Lạc đổ mồ hôi. Chẳng lẽ, anh cũng không có tấm X quang sao? Mấy thứ đó tôi cũng có thể xem hiểu mà, Tần Lạc thầm nghĩ ở trong lòng, không có nói ra. Chiến Hiệp Ca nhanh chóng cởi bỏ quần áo nửa người trên của mình, sau đó chỉ vào bộ ngực, nói, vấn đề ở chỗ này. Ánh mắt Tần Lạc không có bị da thịt màu đồng cổ của hắn hấp dẫn, cũng không có bị cơ bắp gồ lên tráng kiện của hắn hấp dẫn, hắn bị vết thương trên người gã hấp dẫn. Có người nói, vết sẹo là huy chương tốt nhất của nam nhân. Nhưng mà... Thấy trên người Chiến Hiệp Ca chi chít mấy chục vết sẹo lớn nhỏ, không thể không phát ra cảm thán như vậy, trời cao quá không công bình,
huy chương cho người nam nhân này cũng quá nhiều rồi. Có thể nói, trên người của hắn vốn không có một bộ phận nào lành lặn. Vết thương do vết đao, đạn làm bị thương, hố bom, còn có một số lợi khí nào đó không biết tạo ra. Chiến hiệp ca giống như là binh khí hình người được khâu vá sửa lại vô số lần. Những vết thương khác đều không ngại, thấy ánh mắt Tần Lạc quét tới quét lui ở vết thương của hắn, chiến hiệp ca cười giải thích, có vết là dao đâm, có vết là đạn bắn vào lại nhổ ra để lại, còn có vết chính là mảnh đạn cắm vào. Cũng chỉ có vết thương ở bộ ngực này khiến người ta có hơi phí não. Tần Lạc theo hướng hắn chỉ sờ qua, chân mày không khỏi nhíu lại, nói, đây là mảnh đạn. Phải, chiến hiệp ca nói, từng chụp X quang, đã từng thấy hình dạng của nó, không tính lớn, đầu nhọn tam giác. Đè ở thần kinh, Tần Lạc nói, đây chính là nguyên nhân tôi tới tìm cậu. Chiến hiệp ca nói, những mảnh đạn khác đều thông qua giải phẫu đã lấy ra rồi. Chỉ có mảnh này không có bác sĩ nào dám mổ cho tôi. Bọn họ nói nếu phẫu thuật, có hai loại khả năng. Một là đứt dây thần kinh, biến tôi thành kẻ ngốc. Còn một khả năng khác là sẽ thương tổn đến tim, bởi vì vị trí nó với trái tim thật sự quá gần. Đây cũng là nguyên nhân bây giờ tôi không dám làm vận động kịch liệt. Một khi nhúc nhích, thì có thể khiến mảnh đạn kia đâm rách trái tim. Cho dù để tôi làm trị liệu, cũng sẽ gặp phải hai loại khả năng này. Tần Lạc nói. Chiến hiệp ca có chút tiếc nuối, hỏi, xác suất thành công có bao nhiêu? 40%, Tần Lạc đáp. Chiến hiệp ca liền cười, nói, những bác sĩ kia nói cho tôi biết chỉ nắm chắc 20%. Tần Lạc nghĩ, bọn họ đương nhiên nói cho anh biết chỉ nắm chắc có 20%. Giải phẫu này thật sự là nguy hiểm vô cùng, nếu nói cho anh biết là 40%, kết quả lại xuất hiện vấn đề, hậu quả này do ai gánh chịu? Tần Lạc thành thật hơn bọn họ một chút. Hoặc là nói ngu ngốc hơn một chút, hắn quả thật nắm chắc 40%, cho nên liền trực tiếp nói cho bệnh nhân. Hắn cho tới bây giờ cũng không muốn giấu giếm người bệnh, cũng không muốn giấu giếm người nhà người bệnh. Rất ít người ngoại trừ, thí dụ như Jackson. Khi nào thì có thể mổ? Chiến hiệp ca hỏi. Tạm thời không vội, Tần Lạc nói, tôi viết một đơn thuốc cho anh đã. Anh dựa theo đơn thuốc này để uống. Được, chiến hiệp ca thoải mái đáp ứng. Hắn không có hỏi Tần Lạc sao để hắn uống thuốc, cũng không có hỏi thuốc này có ích lợi gì. Giống như là hạ cấp chấp hành nhiệm vụ thượng cấp, có một số vấn đề là không cần đáp án. Tần Lạc liền lấy giấy bút, viết một dãy dài tên thuốc. Sau đó hắn đặc biệt khoanh tròn hai vị thuốc, nói, hai vị thuốc này dường như khó mua. Có thể đến Tể Thế Đường xem thử, ở trung lộ Huyền Vũ. Được, chiến hiệp ca nhận lấy phương thuốc, nói, cảm ơn. Không cần khách khí. Tần Lạc nói. Hắn để giấy bút trong tay qua một bên, nâng chén trà trên bàn lên, người ngửa ra sau, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm chiến hiệp ca, nói, còn có chuyện gì khác không? Không còn, chiến hiệp ca nói. Luôn cảm giác anh còn có chuyện gì chưa nói ra. Tần Lạc vừa cười vừa nói. Chiến hiệp ca thầm kinh ngạc, nghĩ thầm, tâm tư người trẻ tuổi này thật sự quá mẫn cảm đi. Chẳng lẽ còn có giác quan thứ bảy của nam nhân sao? Hay là... vẻ mặt của mình quá lộ liễu. Hai chuyện đều đã được như ý nguyện, quả thật không còn việc gì. Chiến hiệp ca nói. Có việc không nên khách khí. Tần Lạc nói. Những người như tôi cũng không biết hai chữ khách khí viết như thế nào. Chiến hiệp ca cười to. Nghĩ thầm, tìm cậu xin kim hạp dược phương, cậu có cho không? Chiến hiệp ca không ở lại ăn cơm, hàn huyên với Tần Lạc một hồi liền cáo từ rời đi. Tần Lạc đưa hắn trở về, Bối Bối đã từ trên lầu đi xuống. Ba, người đó là ai vậy? Bối Bối tò mò hỏi. Con thấy hắn, Tần Lạc cười hỏi. Dạ, con ở trên lầu thấy hắn. Bối Bối nói, hắn trừng mắt nhìn con một cái, thật dọa người. Người ta là nhìn con một cái, không phải là trừng con một cái. Tần Lạc cười uốn nắn, quân nhân đặc chủng cực kỳ nhạy cảm với nguy hiểm không biết. Điểm này, hắn từ trên người quân sư cùng đám ly mà cảm nhận được. Bối Bối núp ở trên lầu rình coi. Lúc hắn không xác định thân phận đối phương, ánh nhìn đầu tiên nhất định sẽ rất hung hãn. Chỉ là, chiến hiệp ca dùng thân phận như vậy tiếp xúc với mình, rốt cuộc là vì cái gì chứ? Có đôi khi, Tần Lạc cảm giác mình chính là một đại mỹ nữ tuyệt thế, ai cũng muốn đi lên sờ ngực hắn, sờ mông hắn thử xem có thể chiếm chút tiện nghi, kiếm chút béo bở hay không. Thiếu niên Y Vương quả nhiên sáng tạo kỳ tích, doanh thu của nó cuối cùng dừng ở 1.390.000.000. Nói cách khác, so với doanh thu của Avatar còn thêm 700 triệu. Không nên xem thường 700 triệu này,
nó là tổng doanh thu một bộ phim đầu tư trung bình. Còn một bộ phim thể truyện ký đầu tư chưa tới 500 triệu lấy được doanh thu 1 tỷ 390 triệu. Cho dù dùng bất kỳ từ ngữ nào để khen ngợi đều không quá đáng. Đương nhiên, cũng có người sẽ nói một số lời là thiếu niên Y Vương sở dĩ có thể có doanh thu cao như vậy, chủ yếu là vì quần thể nhân viên công vụ mua vé cho nó. Loại tâm lý ăn không được nho nói nho chua này, tất cả mọi người chỉ nghe cười xong rồi quên. Cho dù không có nhân viên công vụ mua vé, doanh thu thiếu niên Y Vương là bao nhiêu? Vẫn là NUMBIAONE phim Trung Quốc. Có một số người chỉ thấy vòng hoa trên đầu người khác, lại không nhìn thấy bụi gai dưới chân mà người khác đã vượt qua. Những người này bụng dạ hẹp hòi, không có tim không có phổi. Thời hạn truyền bá độ hot của thiếu niên Y Vương đã qua, rạp chiếu phim cũng biết rất khó dùng bộ phim này để kiếm thêm tiền nữa, chỉ đành vừa tiếc nuối vừa cảm kích mà hạ nó xuống. Lại có loạt phim đi lên, bọn họ cần nhiều phim để giữ nó lại. Phóng viên chặn Tần Lạc ở trong nhà mấy ngày, mãi đến khi thiếu niên Y Vương hạ xuống cũng không thể phỏng vấn được Tần Lạc. Lúc này bọn họ hoàn toàn hết hy vọng, cuối cùng từ tiểu khu bọn Tần Lạc ở rút lui. So với Tần Lạc không muốn phối hợp, cả đám diễn viên, nhân viên Lý Thu Bạch, Phùng Đại Cương vẫn rất thích tiếp nhận phỏng vấn. Hoạt động tuyên truyền đã kết thúc toàn bộ, bây giờ chính là lúc củng cố nhân khí. Chấp nhận phỏng vấn nhiều một chút, tham gia nhiều hoạt động một chút đối với bọn họ mà nói là chuyện tốt. Bây giờ, Lý Thu Bạch đã trở thành ngôi sao lớn hoàn toàn xứng đáng trong giới giải trí. Tần Lạc định đi xem thử văn nhân Mục Nguyệt, một là đã lâu không gặp nàng, cũng rất nhớ. Mặt khác, phim đạt được doanh thu cao như vậy, hắn dù sao cũng phải qua nhận ca ngợi của cô gái này. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, Tần Lạc cảm thấy sự khen ngợi của văn nhân Mục Nguyệt đặc biệt làm cho người ta cực kích động. Chương 1338, không cho nói. Tần Lạc với quả còn rất xa lạ, trước kia không hề giao tiếp mấy. Hắn ngược lại quan hệ không tệ với Mã Duyệt trầm mặc ít nói, cố gắng dùng đồng phục màu đen kính đen để cho sự xinh đẹp của bản thân, nhưng kết quả hoàn toàn ngược lại kia, Tần Lạc mỗi lần tới đều trực tiếp liên hệ với nàng. Đáng tiếc, nàng bây giờ còn bị nhốt ở trong ánh nguyệt sơn trang của văn nhân Mục Nguyệt, cũng không biết lúc nào có thể lại thấy ánh mặt trời. Quả rất quen thuộc với Tần Lạc. Không có cách gì không quen thuộc, thân là người bên cạnh văn nhân Mục Nguyệt, có thể lĩnh hội được tâm tư ôm ấp tình cảm của đại tiểu thư. Hơn nữa, ba hắn, quả vương cũng liên tục dặn dò, nhất định phải làm tốt quan hệ với Tần Lạc, cho dù như thế nào cũng phải làm tốt quan hệ với hắn. Tần tiên sinh, anh đã đến rồi. Quả cười chào hỏi với Tần Lạc. Ừ, Mục Nguyệt có đó không? Tần Lạc gật đầu, mặc dù quả cười rất vui vẻ với hắn, còn Mã Duyệt luôn một vẻ mặt, nhưng mà, hắn vẫn thích Mã Duyệt hơn một chút. Là ai hợp ý hơn? Một người lần đầu tiên gặp mặt quá lãnh đạm với anh, không phải vì hắn kiêu ngạo, mà vì hắn tương đối cẩn thận. Hiển nhiên, Mã Duyệt thuộc về loại hình như vậy. Nàng không phải lãnh đạm với anh ở lần gặp đầu tiên, nàng là mỗi lần đều rất lãnh đạm. Có điều, về sau xảy ra chuyện Quỷ Vương Sơn phản loạn, Tần Lạc cũng không tin tưởng những lời này nữa. Nói nhiều sai nhiều, có thể trở thành gián điệp bên cạnh văn nhân Mục Nguyệt, mặc dù kết quả sau cùng là thất bại, chỉ số thông minh của Mã Duyệt vẫn không thể khinh thường. Người bình thường sao có thể làm được điểm này? Chỉ sợ lần đầu tiên gặp mặt, đã bị cặp mắt sắc của văn nhân Mục Nguyệt vạch trần. Tần Lạc tự xưng là bản thân thông minh hơn người, trí tuệ vô song, nhưng mà, mỗi khi hắn đứng ở trước mặt văn nhân Mục Nguyệt, đều có một loại cảm giác bị nàng nhìn thấu. Loại cảm giác này thật biến thái. Tiểu thư ở phòng làm việc chờ anh đó. Tần tiên sinh mời đi theo tôi. Quả khom người mời, sau đó lắc vòng eo mềm mại đi trước dẫn đường. Quả cũng là mỹ nữ, hơn nữa dáng người đặc biệt thon dài, so với văn nhân Mục Nguyệt cao tương đương cùng đặc biệt cao hơn một chút, giống như là người mẫu quốc tế. Có điều, nàng khác với người mẫu quốc tế chính là, nàng có tư sắc, có ngực, có mông, là một mỹ nhân vẹn toàn. Nhưng mà, lúc Tần Lạc gặp nàng lại không thấy mê người chút nào. Ngược lại còn cảm thấy Mã Duyệt cả người đồng phục màu đen còn cảm tình hơn một chút. Sao lại là Mã Duyệt? Tần Lạc nghi hoặc thầm nghĩ. Chẳng lẽ Mã Duyệt ảnh hưởng đối với mình cũng sâu như vậy? Quả nhẹ nhàng gõ cửa hai cái, không đợi bên trong có đáp lại, trực tiếp đẩy cửa đi vào, nói, tiểu thư, Tần tiên sinh tới rồi. Ừ, bên trong truyền đến một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, lười biếng. Làm cho thân thể người ta đột nhiên mềm nhũn. Tần tiên sinh, mời. Quả vừa tránh sang một bên, vừa mời Tần Lạc đi vào. Tần Lạc đi vào phòng làm việc, liền thấy văn nhân Mục Nguyệt ngồi ở bên cửa sổ.
áo vét nhỏ cổ lật màu trắng, bên trong lộ ra áo lót mỏng. Phía dưới là một cái quần hơi rộng, giống kiểu dáng cao bồi ống thẳng niên đại 80. Có điều chất liệu của quần là lụa mềm, thoạt nhìn vừa thoải mái vừa mốt. Trên cổ buộc một khăn lụa màu đen, đây là vật trang trí màu tối duy nhất trên người nàng. Tóc bối lên, cắm một cây châm ngà xinh đẹp vào. Thoạt nhìn có chút lười nhác, lại đầy phong tình của nữ nhân có của. Trang phục quần áo của văn nhân Mục Nguyệt không biết là nhà thiết kế tỉ mỉ thiết kế hay là tự xử lý. Có một loại mỹ cảm tay đẹp cắm hoa, mỗi một chỗ đều đẹp, mỗi một vật đều đẹp. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, nàng thật sự thật đẹp. Trên đầu gối của nàng mở một quyển tạp chí mới, đang buồn chán mà lật qua. Lại đang xem tạp chí à? Tần Lạc vừa cười vừa nói, kéo ghế dựa ngồi đối diện với nàng. Mỗi lần tôi tới, cô đều đang xem mấy cuốn sách giải trí này. Xem ra, công việc của ngươi cũng không có không cực giống tôi nghĩ. Lúc tôi bận bịu anh không thấy được, văn nhân Mục Nguyệt đóng tạp chí lại, ngước mắt lên nhìn Tần Lạc. Nhiều ngày không thấy, hắn hơi gầy hơn, xem ra trong khoảng thời gian này hắn sống cũng không phải thoải mái như mặt ngoài. Đặc biệt là hành trình đất Mỹ, có thể dùng từng bước sát cơ để hình dung. Nhưng mà, hắn vẫn hương ngạnh mà gắng gượng qua, cũng làm xong chuyện mình muốn làm. Còn nữa, đây cũng không phải là sách giải trí. Ở trong mắt thương nhân, trên thế giới này không có sách giải trí. Trong tạp chí mới ẩn chứa cơ hội kinh doanh rất lớn, phục vụ đám người tiêu xài phung phí. Quần thể hộ khách như vậy thì chúng ta nhất định phải bắt lấy. Nói những chuyện này anh nghe cũng không hiểu. Tần Lạc thiếu chút nữa bị câu nói sau cùng của văn nhân Mục Nguyệt làm nghẹn chết, cười khổ nói, tôi ở trong mắt cô kém cỏi vậy sao? Thuật nghiệp có chuyên công, anh là bác sĩ giỏi. Văn nhân Mục Nguyệt nói, lời ngầm là, ngoại trừ bác sĩ, những thứ khác anh cũng không nhất định có thể làm tốt. Thật ra bản chất chúng ta là giống nhau. Tần Lạc nói, cô mặc dù là gia chủ gia tộc văn nhân, bà chủ lớn khắp thế giới, nhưng người chân chính làm việc là người phía dưới. Cô chỉ là một người đầu tư, tôi cũng có đầu tư, hơn nữa tương đối thành công. Tôi khác anh, văn nhân Mục Nguyệt phản bác lời của Tần Lạc. Đầu tư của anh là tìm được một đám nữ nhân xinh đẹp thông minh, nhân tố đầu tư tôi cần suy nghĩ phức tạp hơn điều này. Lúc này, Tần Lạc quả thật muốn hộc máu thăng thiên rồi. Đúng là, đầu tư của Tần Lạc chỉ cho người quen mình, chỉ cho nữ nhân quen mình. Đơn giản một chút mà nói, chỉ cho nữ nhân của mình. Cho dù là Lệ Khuynh Thành, Vương Cửu Cửu hay là Tô, đều là nữ nhân của hắn, đều đang giúp hắn quản lý sự nghiệp. Văn nhân Mục Nguyệt hiển nhiên không thể làm như vậy. Gia tộc văn nhân sản nghiệp lớn như vậy, nếu tất cả đều đầu tư nam nhân của mình. Nàng phải tìm bao nhiêu người chồng đây? Nhưng mà, nữ nhân này nói trắng ra như thế. Cũng thật quá khích người mà. Cô giống như rất có thành kiến với tôi. Tần Lạc nhìn văn nhân Mục Nguyệt nói. Tùy việc mà xét. Trước kia tính công kích của cô không mạnh như vậy. Tần Lạc lắc đầu nói. Bởi vì khi đó người tôi công kích đều là người khác. Tần Lạc đã nhìn ra. Nữ nhân này đang giận mình. Giận cái gì chứ? Từ Mỹ về vẫn chưa tới thăm nàng. Thiếu niên Y Vương không để cho nàng làm nữ chính. Hơn một tháng không gọi điện cho nàng. Gì cả của nàng tới? Gì cả, đèn đỏ. Tôi gần đây khá bận, Tần Lạc nói. Tôi biết, cho nên vẫn không có cách nào tới thăm cô. Về sau thiếu niên Y Vương đã chiếu phim, tôi lo doanh thu không tốt, cũng không dám tới thăm cô. Thật vất vả đợi đến khi doanh thu cao, tôi vội chạy tới lĩnh thưởng. Cô mau khen tôi đi, để tôi cao hứng một chút. Tần Lạc lộ vẻ chờ mong nói. Văn nhân Mục Nguyệt rốt cuộc nở nụ cười, mặc dù chỉ là hơi nhếch khóe miệng. Nhưng biểu tình trên mặt lại dịu đi rất nhiều. Quả nhiên, nữ nhân đều cần dỗ dành. Doanh thu cao có quan hệ gì với anh? Văn nhân Mục Nguyệt tất nhiên không chịu mở miệng khen ngợi Tần Lạc dễ dàng. Anh không phải diễn viên chính, cũng không phải đạo diễn. Sao phải khen anh? Tôi là diễn viên đó. Tần Lạc nói, tôi tên Tần Lạc, nam diễn viên trong thiếu niên Y Vương cũng tên Tần Lạc. Lần này công ty của các cô lời nhiều tiền như vậy, cũng có một phần công lao của tôi phải không? Tôi còn tự bỏ tiền mua vé đi xem phim đó. Tôi cũng đã xem, văn nhân Mục Nguyệt nói. Xem ở nhà. Rạp chiếu phim. Rạp chiếu phim, Tần Lạc mở to hai mắt nhìn. Không ngờ cô đi rạp chiếu phim. Vào nửa đêm, lúc đó không có ai vào. Văn nhân Mục Nguyệt nói. Cảm thấy cũng không tệ. Cô phải cẩn thận một chút. Cô chạy tới đó, có người muốn đối phó với cô thì sao? Rạp chiếu phim lớn như vậy, vệ sĩ cũng không cách gì chú ý hết. Tần Lạc của trách nói,
Hơn nữa, cô có tiền như vậy, nếu muốn xem phim, trực tiếp ở nhà mua một bộ thiết bị cũng được. Cần gì phải chạy đi mạo hiểm? Cảm giác không giống nhau. Văn nhân Mục Nguyệt nói, anh không hiểu. Tần Lạc nổi giận, nói, tôi sao không hiểu. Cô đừng quên, lúc đầu tôi là người đầu tiên dẫn cô đi ra ngoài dạo phố ăn vặt, du sơn ngoạn thủy, là tôi bảo cô không nên tự giam mình ở trong lòng. Nếu hiểu, sao bây giờ chỉ trích tôi? Bởi vì, Tần Lạc hơi nghẹn lại. Đúng vậy, sao mình có thể dẫn nàng thoát khỏi bảo vệ của vệ sĩ đi dạo phố ăn quà vặt, du sơn ngoạn thủy, lại không cho phép chính nàng đi xem phim? Vì sao? Bởi vì mình không ở bên cạnh nàng. Nhưng mà, lý do như vậy có thể nói ra không? Văn nhân Mục Nguyệt cũng nghĩ tới điều gì, biểu tình trên mặt trở nên trầm lại. Bầu không khí thoáng cái trở nên trầm mặc, lại có chút mập mờ. Gió mát trăng thanh một đêm kia, điểm tâm ăn vặt một đêm kia, cao gót phứt đi kia, làn váy xé rách kia, còn có áo caro cùng quần jean thoải mái kia, cô gái nửa quần áo diện mạo đã sớm nhớ không rõ kia. Chúng vẫn luôn tồn tại trong lòng, chưa từng rời đi khắc nào. Thật ra, không cho nói, văn nhân Mục Nguyệt thấp giọng nói. Nàng thích loại cảm giác này, thích loại tình thoại không cần nói cũng có thể động lòng người như thế. Chương 1339, văn nhân Đình bị bệnh. Địa bàn của tôi làm chủ. Nếu văn nhân Mục Nguyệt không cho nói, Tần Lạc cũng chỉ ngoan ngoãn mà ngậm miệng cùng nàng giữ sự trầm mặc. Nhưng mà, bầu không khí như vậy cuối cùng cũng bị quấy dày. Giống như là cảnh giới nhập thần, một khi thoát ra, liền khó tiến vào. Văn nhân Mục Nguyệt hoài niệm ngày như vậy, thích cuộc sống như vậy, cố gắng muốn làm cho mình đi vào lại. Cốc cốc, cửa truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ vô cùng. Sau đó, quả bưng khay tiến vào. Bên trong khay là một chén nước trà cùng một ly nước trái cây. Văn nhân Mục Nguyệt có thói quen uống một ly nước trái cây vào trưa mỗi ngày, làm trợ thủ bên cạnh nàng tất nhiên sẽ không quên. Mà Tần Lạc là khách của văn nhân Mục Nguyệt, một chén trà thơm chiêu đãi là chuyện đương nhiên. Đây là cấp bậc lễ nghĩa. Mỗi một lần khách tới mọi người nhất định phải tận lễ số. Nhưng mà, quả không biết là, hôm nay nàng lại bởi vậy mà phạm sai lầm. Tần tiên sinh, mời uống trà. Quả đặt nước trà ở trước mặt Tần Lạc, nhỏ giọng nói. Cảm ơn, Tần Lạc nhận lấy nói cảm ơn. Tiểu thư, mời uống nước trái cây. Quả lại đưa nước trái cây đến trước mặt văn nhân Mục Nguyệt. Không khát, văn nhân Mục Nguyệt nói. Trước kia lúc quả đưa nước trái cây, văn nhân Mục Nguyệt cho tới bây giờ cũng sẽ không nói nhiều một câu, không, là từ trước tới nay cũng sẽ không nói thêm chữ nào. Bưng nước trái cây lên liền uống, uống xong đặt ly rỗng ở trên khay. Hôm nay làm sao vậy? Nàng ngẩng đầu nhìn về phía văn nhân Mục Nguyệt, nhìn thấy ánh mắt của nàng nhìn mình hờ hững. Vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhưng mà đều khiến người ta cảm thấy nàng hình như đang tức giận. Quả cực sợ hãi, tiểu thư đang tức giận, là tức mình hay là tức Tần Lạc? Nếu tức Tần Lạc, vậy không có quan hệ với mình. Nếu tức mình thì thiệt oan uổng, mình chỉ đưa ly nước trái cây, không làm sai chuyện gì. Chẳng lẽ hôm nay mình mặc quần áo quá gợi cảm, Tần Lạc luôn lén ngắm mình, khiến tiểu thư mất hứng. Quả không biết là, văn nhân Mục Nguyệt đúng là đang giận nàng. Có điều, không phải là vì nàng mặc quần áo quá gợi cảm, mà là bởi vì nàng đưa nước trái cây tới vào thời gian không thích hợp. Văn nhân Mục Nguyệt không để cho Tần Lạc nói, vừa mới bắt đầu tìm được chút cảm giác, nàng liền gõ cửa đưa vào, loại cảm giác tuyệt vời này thoáng cái đã bị cuốn đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ sợ rất khó tìm lại. Nàng có thể không tức giận sao? Đương nhiên, tâm tư nhỏ như vậy nàng có cần giải thích cho người khác nghe không? Nàng cũng không phải là dạng con gái chỉ biết vô lễ, nhõng nhẽo này. Thấy văn nhân Mục Nguyệt không nhận nước trái cây, giống như là đứa nhỏ đang giận dỗi, trong lòng Tần Lạc cười thầm, đưa tay lấy nước trái cây từ trong khay ra, nói, đợi tí nữa sẽ uống. Cảm ơn, quả khom người nói cảm ơn, sau đó cẩn thận mà lui ra ngoài. Đối với nàng mà nói, lúc này quả thật gần vua như gần cọp. Làm bạn một cô gái lớn như vậy rồi còn chưa từng yêu đương còn nguy hiểm hơn cọp cái. Tần Lạc cười tủm tỉm mà nhìn văn nhân Mục Nguyệt, văn nhân Mục Nguyệt liếc mắt hờ hững nhìn hắn, nói, không được cười. Thật không uống nước trái cây hả? Tần Lạc đưa nước trái cây trong tay qua. Văn nhân Mục Nguyệt nhận lấy nước trái cây, miệng ngậm ống hút hút. Nàng hút nước trái cây, miệng sẽ hơi chu lên, gò má sẽ xuất hiện hai lúm đồng tiền nhỏ, đáng yêu chết người. Nữ nhân này, mỗi một chỗ đều đẹp, làm mỗi một sự kiện đều hoàn mỹ. Cho dù là bình hoa,
bày ở trong nhà cũng cảnh đẹp ý vui. Huống chi nàng còn có học thức cùng năng lực làm cho người ta xấu hổ vô cùng. Chỉ cần cô thích, chúng ta đều có thể đi du lịch bất kỳ lúc nào. Tần Lạc vừa cười vừa nói, tôi cũng thấy, công việc của cô không bận rộn mấy. Ngoại trừ xem tạp chí, cũng thấy cô có việc chính gì. Trước khi đi chuyển giao công việc tốt là được, chúng ta có thể đi ra ngoài chơi cỡ 2 ngày, đợi đến khi về làm việc một thời gian ngắn, lại đi chơi mấy ngày. Tôi có thể làm bạn suốt cả hành trình, cô chỉ cần bao ăn bao ở bao vé máy bay liền được. Dù sao cô cũng không để ý chút tiền này. Anh đáp ứng rồi, Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Phải đó, tôi đã đáp ứng, cho nên bây giờ liền xem cô có thời gian hay không thôi, ngày mai đi cũng được. Tần Lạc nói. Mắt Văn Nhân Mục Nguyệt sáng lên. Nhưng, rất nhanh lại khôi phục sự yên lặng đạm mạc. Ngày mai không được, Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Tôi chỉ hỏi ý kiến của cô một chút, cô thấy khi nào tiện, chúng ta liền đi khi đó. Tần Lạc nói, hắn gần đây không có ra khỏi nhà. Nếu Văn Nhân Mục Nguyệt muốn đi ra ngoài du lịch, hắn làm bạn 2 ngày cũng không có gì. Đương nhiên, không thể để cho truyền thông chụp được. Đôi mắt xinh đẹp của Văn Nhân Mục Nguyệt nhìn Tần Lạc, nói, anh không cố kỵ. Cố kỵ cái gì? Văn Nhân Mục Nguyệt đột nhiên không hứng thú hỏi tiếp, biết đáp án rồi thì sao chứ? Dứt khoát rời đi đề tài, nói, Hoàng đế có phải sắp tới Trung Quốc không? Có khả năng, Tần Lạc gật đầu, hắn một chút cũng không ngạc nhiên sao Văn Nhân Mục Nguyệt lại biết sự tồn tại của Hoàng đế. Nếu nàng không biết, vậy chứng minh có vấn đề. Nếu như nói, Phó Phong Tuyết chạy trốn không chiến chỉ khiến Hoàng đế tức giận, như vậy, xúi dục 2 gã chiến tướng của hắn trắng trợn tát vào mặt hắn, sau đó bảo người ta đưa thư khiển trách qua là lửa cháy đổ thêm dầu. Tần Lạc có thể khẳng định, Hoàng đế nhất định sẽ đến Trung Quốc. Gã rất nguy hiểm, Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Tôi biết, Tần Lạc gật đầu, Hoàng đế nếu không nguy hiểm, Phó Phong Tuyết đã sớm dẫn người diệt hắn, còn nói dối kéo thời gian gì mà thân thể không khỏe nên đổi quyết chiến trên đỉnh Thái Sơn. Thích hợp đi du lịch, Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Tần Lạc lúc này hiểu rõ, hóa ra Văn Nhân Mục Nguyệt là lo lắng lúc bọn họ du lịch, Hoàng đế đột nhiên giết đến không chừng, vẫn có loại khả năng này. Vậy thì đợi một thời gian, Tần Lạc nói, không giải quyết chuyện này, chơi cũng không tận hứng. Một bên bồi Văn Nhân Mục Nguyệt du sơn ngoạn thủy, một bên còn phải đề phòng Hoàng đế sẽ giết qua. Du lịch như vậy đoán chừng cũng khiến người ta không thể phóng túng. Nếu đề phòng những người khác, mang thêm mấy vệ sĩ liền xong. Nhưng đối mặt với quái vật như Hoàng đế, liền không thể không cẩn thận. Bởi vì vệ sĩ bình thường không thể nào cản nổi hắn. Có cần giúp hay không? Văn Nhân Mục Nguyệt hỏi. Không cần, Tần Lạc lắc đầu, bọn tôi có thể ứng phó, cô chiếu cố tốt mình liền được. Hai người tán gẫu có một câu ngừng một câu qua thời gian lười nhác sau trưa này, di động trên bàn Văn Nhân Mục Nguyệt đột ngột vang lên. Văn Nhân Mục Nguyệt có 2 cái di động, một cái là dùng lúc kinh doanh, trước kia là đặt trong tay Mã Duyệt, bây giờ là đặt trong tay Quả. Một cái khác chỉ có bạn bè người thân biết số, do nàng tự giữ. Lúc Mã Duyệt còn, cái di động thứ 2 này cũng do Mã Duyệt bảo quản. Xem ra Quả bây giờ còn chưa đủ khiến Văn Nhân Mục Nguyệt tin tưởng. Văn Nhân Mục Nguyệt đứng dậy, đi qua cầm di động lên xem dãy số hiện trên màn hình. Sau khi nhìn thấy là dãy số quen thuộc, lúc này mới nghe điện thoại. Văn Nhân Mục Nguyệt có một thói quen rất đặc biệt, cho dù là nàng gọi điện thoại cho người khác, hay là người ta chủ động gọi điện thoại cho nàng, nàng tuyệt đối sẽ không chủ động mở miệng nói chuyện, sẽ không giới thiệu mình là ai, giống như người khác nhất định phải biết nàng ở bên kia điện thoại, nhất định phải biết người gọi điện thoại tới là ai mới được. Đương nhiên, hẳn là không ai nhận nhầm, nàng chính là Văn Nhân Mục Nguyệt toàn cầu chỉ có một. Tiểu thư, lão gia đột nhiên té xỉu, xin mau về. Trong loa truyền đến tiếng rồn rập của một lão nhân. Có sao không? Văn Nhân Mục Nguyệt nhướng mày, lên tiếng hỏi. Đã mời bác sĩ Vương tới. Lão nhân nói. Tôi về ngay, Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Cúp điện thoại, Văn Nhân Mục Nguyệt bước ra ngoài. Đã xảy ra chuyện gì? Tần Lạc hỏi. Ông té xỉu, Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Vậy sao cô không gọi tôi? Tần Lạc tức giận nói. Tôi chính là bác sĩ mà. Anh sẽ đuổi theo. Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Trong xe râu, Roy xa hoa, Văn Nhân Mục Nguyệt không nói tiếng nào, vẻ mặt nghiêm trọng, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tần Lạc ngồi ở bên cạnh nàng, có lòng muốn nắm tay nàng, an ủi nàng mấy câu, hoặc là, tựa đầu lên vai tôi nghỉ ngơi một lát, nhưng hắn không dám. Tài xế giống như là biết tâm tình cấp bách của Văn Nhân Mục Nguyệt,
rõ ràng tăng ga. Trước sau có hai cỗ xe vệ sĩ bọc chặt cỗ xe hào nhoáng này vào giữa, làm các biện pháp bảo vệ an toàn đến cực hạn. Nhưng, trong lòng Tần Lạc lại không thấy thoải mái chút nào. Bên ngoài thoạt nhìn phong quang vô hạn, bên trong lại khác gì một cái lồng vàng. Nếu có thể lựa chọn, Tần Lạc tình nguyện đạp xe đạp, ngồi phía sau là nữ nhân mình thích. Đoàn xe chạy nhanh vào nhà cũ ở đường tiên nữ gia tộc Văn Nhân ở, Văn Nhân Chiếu chạy tới, kéo cửa xe ra giúp Văn Nhân Mục Nguyệt, nói, chị, mau. Bác cả bác hai tới trước rồi. Hắn vẻ mặt thất kinh, thoạt nhìn như sắp khóc. Chương 1340, hắn là người đàn ông của cháu. Hai mắt thật to, lông mi thật dài, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận, màu da trắng nõn, thoạt nhìn đúng là một mỹ nhân, không, mỹ nam. Giống như chịu ủy khuất gì, khuôn mặt nhỏ nhắn như khóc như than, khiến người ta thấy thương tiếc. Nhưng mà, biến hóa của khuôn mặt, làm cho người ta nhìn đã thấy đủ. Lúc hắn nhìn đến Văn Nhân Mục Nguyệt, vẫn mặt muốn khóc. Đợi đến khi hắn phát hiện Tần Lạc cũng từ trong xe chui ra xong, khuôn mặt nhỏ nhắn như hoa như ngọc liền nín khóc mỉm cười, cao hứng nói, anh rể cũng tới. Thật tốt quá, thật tốt quá. Giống như Tần Lạc chính là cột trụ của hắn, chính là cây cỏ cứu mạng của hắn. Không được khóc, Tần Lạc nghiêm mặt quát lên. Em không có khóc nha, em không có, hắn vừa giải thích, vừa đưa tay chùi mắt. Tần Lạc quả thật bị hắn chọc tức, người này lúc nào có thể giống một nam nhân đây. Vốn cho là hắn đã thay đổi, cũng quả thật thay đổi không ít. Nhưng mà gặp phải sự cố mang tính đột phát, hắn vẫn dễ bị kích động. Lão gia người đang ở chỗ nào? Tần Lạc hỏi. Ở trong phòng đó, anh rể, em dẫn anh qua. Văn Nhân Chiếu xung xoe, dẫn đường ở phía trước. Thấy Tần Lạc, hắn không ngờ xem nhẹ cả chị mình. Có điều, Văn Nhân Mục Nguyệt cũng không để ý. Bình thường đều nàng phát lệnh, quả thật cũng có chút mệt mỏi. Cũng chỉ ở lúc có Tần Lạc nàng có thể giao cho hắn toàn bộ mọi chuyện, tùy ý hắn thay mình chỉ huy, tùy hắn thay mình làm chủ, có lẽ loại cảm giác như vậy gọi là dựa dẫm đi. Lão gia Văn Nhân Đình bị bệnh, điều này đối với gia tộc Văn Nhân mà nói chính là việc lớn. Cho nên, quản gia phụ trách chiếu cố lão trước tiên liền báo cho thành viên quan trọng của nhà Văn Nhân. Lỡ như lão gia có chuyện không hay xảy ra, cuối cùng lập di chúc gì đó, cũng không phải cần toàn bộ thành viên đến đông đủ sao. Thật ra bác Thủy là người đầu tiên gọi điện thoại cho Văn Nhân Mục Nguyệt, bởi vì nàng là gia chủ hiện giờ của gia tộc Văn Nhân, hơn nữa nắm giữ kỳ hạm thương nghiệp của gia tộc. Nhưng bởi vì lúc Văn Nhân Mục Nguyệt nhận điện thoại đúng lúc ở trung tâm thành phố, hơn nữa trên đường có mấy chỗ bị chặn, mấy chú bác anh em họ của nàng lại quá nhiệt tình, ngược lại còn tới trước một bước so với nàng. Bên ngoài hành lang đứng đầy người, Văn Nhân Hữu Chí, Văn Nhân Tự Tức, còn mó mấy em họ, toàn bộ thành viên đều đến đông đủ. Cũng chỉ có Văn Nhân Nhã Ca bị trục xuất khỏi cửa không có cơ hội chạy tới. Ba anh em Văn Nhân Không, Văn Nhân Chăn cùng với Văn Nhân Tiệp đứng ở trong phòng, đang đợi mà mặt đầy vẻ nôn nóng. Chỉ là, lo lắng của Văn Nhân Tiệp là thật, còn hai người khác rõ ràng trộn vào không ít nước mắt giả. Nếu Văn Nhân Đình bị bệnh không tỉnh, chiến thuyền lớn của gia tộc Văn Nhân lúc này sắp sửa mất đi khống chế. Khi đó, ba anh em cùng với những cháu chắt khác chắc chắn sẽ ầm ĩ đòi chia nhà. Gia tộc Văn Nhân vừa chia ra. Đến lúc đó còn có thể giữ địa vị siêu nhiên như bây giờ sao? Khó. Quy luật trên thương trường chính là cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn tôm nhỏ. Gia tộc Văn Nhân giải tán còn làm sao chống lại Bạch gia, Tần gia. Nhưng mà, đứng ở trên lập trường những người như Văn Nhân Không, bọn họ cũng không cố kỵ được nhiều như vậy. Những người như bọn họ vẫn luôn không có cách gì tiến vào tầng quản lý chủ chốt, sản nghiệp khổng lồ kia nhìn mê người. Trên thực tế cách bọn họ khá xa. Ngoại trừ chia hoa hồng hàng năm ra, bọn họ không có biện pháp sử dụng những tài sản kia. Mặc dù chia hoa hồng hàng năm cũng không ít, nhưng con người luôn sẽ có lòng tham. Rõ ràng 100 triệu ở đó, anh chỉ cho phép tôi dùng 10 ngàn. Ai có thể chịu được? Cho nên, nếu lão gia thật đi như vậy, đây với bọn họ mà nói cũng là một cơ hội. Hoặc là, chia nhà. Hoặc là, chia tiền. Dù sao vẫn phải trả giá một chút mới được, nếu không, bọn họ sẽ không để cho gia chủ Văn Nhân Mục Nguyệt này sống khá giả. Bác Thủy đứng ở cửa gian phòng, thấy Văn Nhân Mục Nguyệt cùng Tần Lạc cùng tới, khẽ gật đầu với hai người. Văn Nhân Đình nằm ở trên giường không nhúc nhích, trên người còn mặc áo quần thời đường màu trắng lão bình thường thích mặc. Một người đàn ông trung niên đeo kính đang dùng dụng cụ đo nhịp tim của lão, hơn nữa dùng một nhíp nhỏ kéo ra mắt của lão, đang quan sát gì đó rất nghiêm túc. Chuyện gì xảy ra vậy? Văn Nhân Mục Nguyệt nhỏ giọng hỏi. Nàng biết,
thân thể ông vẫn luôn rất khỏe. Kể từ sau khi về hưu, ông cũng không tham dự quyết sách của công ty nữa. Ăn uống hợp lý, chú trọng rèn luyện, mỗi sáng sớm thức dậy đều luyện thái cực nửa tiếng. Bình thường không có việc gì cũng ở trong viện đủ loại hoa, nhìn chim muông, hoặc là đánh cờ với bạn cấp dưới, cũng rất ít bước ra cửa chính. Bây giờ đột nhiên té xỉu, nàng không thể không hoài nghi trong đó có ẩn tình gì hay không. Dù sao, nàng lúc trước cũng bị người ta hạ độc. Có trời mới biết đây có phải là lại bị hạ độc không? Lão gia ngủ chưa dậy, lại đến hậu viện giống ngày thường. Bác đưa một bình trà cho ông ấy, sau đó liền bồi ông ấy chăm sóc mấy bồn hoa cỏ mấy hôm trước mang về. Không ngờ đang cắt tỉa, lão gia đột nhiên cảm thấy choáng đầu, bác vội chạy tới đỡ hắn. Ông lúc ấy cũng đã chân đứng không vững, liền té xỉu. Sau đó bác vội gọi điện cho bác sĩ Vương, bảo hắn tới khám. Lại gọi điện cho tiểu thư cùng chú bác cháu. Bác Thủy nhỏ giọng giải thích, sợ ồn đến bác sĩ đang trị liệu cho Văn Nhân Đình. Văn Nhân Mục Nguyệt nhíu chặt mày, hỏi, mấy ngày nay thân thể ông có cảm thấy có gì không thoải mái không? Lúc ông té xỉu là bệnh trạng gì? Có nôn mửa không? Đây không phải là trúng độc, Tần Lạc ở bên cạnh nhắc nhở. Hắn biết, Văn Nhân Mục Nguyệt đang hoài nghi Văn Nhân Đình đột nhiên té xỉu đến mặt trúng độc. Có điều, dùng hiểu biết của hắn, đây không phải là dấu hiệu mà trúng độc biểu hiện ra. Loại bệnh này mặc dù bất ngờ, nhưng rất ôn hòa, còn chúng độc luôn nổi danh bá đạo mãnh liệt. Bác Thủy suy nghĩ một chút, nói, lão gia hai ngày nay có hơi cảm mạo, thường xuyên ho khan, hai ngày trước ho ra đàm còn có tơ máu nhàn nhạt, tôi tìm bác sĩ Vương vội tới xem qua cho lão gia, nói đây là cảm nhiễm trên đường hô hấp. Viết một số thuốc cho lão gia, hơn nữa dặn lão gia phải uống nhiều nước. Văn Nhân Mục Nguyệt xoay người nhìn về phía Tần Lạc, không nói tiếng nào. Bị nàng nhìn chằm chằm không chút chớp mắt, Tần Lạc khá bất đắc dĩ, nói, người khác đang xem, tôi lại đi qua là không tôn trọng người khác. Bây giờ đã có một bác sĩ đang giúp lão gia Văn Nhân xem bệnh, hơn nữa người đó rõ ràng tới trước mình. Mình chạy qua khám chữa một phen, trong lòng của đối phương sẽ nghĩ như thế nào? Nếu mình đang xem bệnh, người khác lại chạy tới giành, trong lòng chắc chắn cũng sẽ có chút thành kiến. Không gì quan trọng hơn việc chữa khỏi bệnh của ông. Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Được rồi, Tần Lạc gật đầu. Hắn đi đến một bên kia của giường Văn Nhân Đình ngồi xuống, sau đó cầm cổ tay của lão bắt đầu bắt mạch hộ lão. Hình thành mạch tượng tương quan chặt chẽ với khí huyết tạng phủ, nếu khí huyết tạng phủ xảy ra bệnh biến, huyết mạch vận hành thì bắt mạch sẽ bị ảnh hưởng, mạch tượng có biến hóa. Mà mạch tượng biến hóa tương quan với vị trí bệnh, tính chất cùng tà chính thịnh suy của tật bệnh, vị trí bệnh lộ ở bên ngoài thì mạch nổi, vị trí bệnh sâu ở trong thì mạch chìm. Tính chất tật bệnh thuộc hàn thì mạch chậm, thuộc nhiệt thì mạch gấp, tà khí thịnh thì mạch dày, chính khí hư thì mạch hư. Mạch Văn Nhân Đình gấp, chậm, đây là triệu chứng bệnh nặng. Bác sĩ Vương dừng công việc trong tay lại, ngẩng đầu đánh giá Tần Lạc, hỏi, cậu đang làm gì vậy? Tần Lạc cười cười áy náy, nói, tôi tùy tiện xem một chút, anh cứ tiếp tục. Tôi đang trị liệu, không cần người khác tùy tiện xem một chút. Bác sĩ Vương nói. Hắn là bác sĩ gia đình của gia tộc Văn Nhân, tiến sĩ y học Mỹ, hơn nữa có thành tựu trung y sâu sắc, là người kiêm tu trung tây y hiếm có. Tính tình cùng năng lực con người là có quan hệ trực tiếp, năng lực mạnh, tính tình cũng kiêu hơn một chút. Lúc hắn đang trị liệu, không thích người khác động tay động chân ở bên cạnh. Điều này làm cho hắn cảm giác mình không được coi trọng. Không sao, Tần Lạc gật đầu, anh xem của anh, tôi xem của tôi sẽ không quấy rầy anh. Vì vậy, bác sĩ Vương liền nổi giận. Hắn đứng lên, giống như là nhận lấy nhục nhã lớn lao nhìn Văn Nhân không, nói, Văn Nhân tiên sinh, đây là chuyện gì xảy ra vậy? Nếu các người không tín nhiệm tôi, có thể mời bác sĩ khác tới. Nếu đã mời tôi tới, lại để cho người khác nhúng tay vào, vậy ra thể thống gì? Bác sĩ Vương chỉ trích chẳng khác gì là cung cấp đạn pháo cho Văn Nhân không, Văn Nhân chăn công kích Tần Lạc, phải biết rằng, trong lòng bọn họ thật sự chán ghét thằng nhãi không phải dòng chính gia tộc Văn Nhân nhưng luôn chạy vào nhà Văn Nhân Tần Lạc này. Hơn nữa, con gái Văn Nhân chăn Văn Nhân Nhã Ca cũng là vì Tần Lạc bị lão gia trục xuất khỏi cửa, mãi đến giờ không thể về nhà. Khoản nợ này đương nhiên phải tính ở trên người Tần Lạc rồi. Tần Lạc, là ai để cậu vào? Đây là việc riêng của nhà Tần Lạc, một người ngoài như cậu vào để làm gì? Văn Nhân không lớn tiếng quát. Văn Nhân chăn càng bạo lực hơn. Xoay người nói với bác Thủy, tiễn khách. Nếu hắn không đi, bảo vệ sĩ mời hắn ra. Cái gọi là bảo vệ sĩ mời ra cửa, đó chính là ném ra. Cháu để hắn vào,
Văn nhân Mục Nguyệt lạnh giọng nói. Mục Nguyệt, cháu phải thủ gia quy. Lão gia bệnh nặng, đây là chuyện lớn cỡ nào, có thể để một người ngoài ở đây sao? Nếu chuyện truyền đi, sẽ ảnh hưởng lớn cỡ nào với gia tộc? Hơn nữa, hắn có tư cách gì ở đây? Văn nhân không sầm mặt nói. Mặc dù hắn không phải là gia chủ, nhưng cũng là trưởng bối, ngay bây giờ nói chuyện vẫn rất có phân lượng. Đúng vậy, hắn cũng không phải là người nhà văn nhân chúng ta. Không thể để hắn ở lại. Văn nhân chăn cũng phụ họa nói. Văn nhân Mục Nguyệt cắn cắn môi, nói, ai nói hắn không phải là người nhà văn nhân. Hắn là người nhà văn nhân. Văn nhân không cùng văn nhân chăn liếc mắt nhìn nhau, đều có loại cảm giác đại sự không ổn. Hắn là người đàn ông của cháu. Văn nhân Mục Nguyệt nói. Chương 1341, biến chứng Miller Fisher. Nói thật, nhân duyên của Tần Lạc tại văn nhân gia tộc phi thường không tốt. Ngoại trừ văn nhân Đình Lão gia tử, tỷ đệ văn nhân Mục Nguyệt và văn nhân Chiếu gia thì những người khác đối với hắn đều không có hảo cảm. Duy chỉ có văn nhân Tiệp không có hảo cảm mà cũng chẳng có ác cảm, phải nói là hoàn toàn vô cảm. Trong mắt hắn, chỉ có cô gái có mấy món đồ cổ mà hắn mới quen kia là đáng hấp dẫn, còn những chuyện khác hắn không thèm quan tâm. Đương nhiên, nếu như hắn quan tâm hơn hai đứa con của mình thì cũng sẽ không nuôi dưỡng thành một văn nhân Mục Nguyệt lãnh ngạo quái gở và một văn nhân Chiếu tính tình yếu ớt mẫn cảm này. Còn hai vị huynh đệ văn nhân Không và văn nhân Chăn thì lại rất chán ghét Tần Lạc bởi vì hắn vô cùng cuồng vọng, không kính dạ yêu trẻ, không hiểu về cấp bậc lễ nghĩa. Hơn nữa hắn và văn nhân Mục Nguyệt lại thân cận quá mức, luôn luôn dùng văn nhân Mục Nguyệt như thần hộ mệnh lúc xuất hiện, nhất là những lúc bọn hắn phát sinh mâu thuẫn với văn nhân Mục Nguyệt thì đều do Tần Lạc đứng ra ngăn cản phía trước đấu tranh anh dũng. Không chỉ vậy, Tần Lạc này nói chuyện lại cay nghiệt ngoan độc, làm cho người ta hận không thể cắn hắn mấy cái. Vấn đề là, lấy thân phận của bọn hắn ở đây thì lại không thể hạ mình xuống đi chửi mắng nhau với Tần Lạc. Vì vậy, một cổ ác khí vẫn phải giấu ở trong lòng không phát tiết ra được, nuốt lại không trôi làm cho người ta gần như muốn phát điên. Bọn người văn nhân hữu chí chán ghét Tần Lạc là bởi vì đố kỵ. Bọn họ mới chân chính là cháu văn nhân Đình, bọn họ mới là tiểu chủ nhân văn nhân gia tộc nên dựa vào cái gì mà ông hắn lại coi trọng người bên ngoài như vậy? Dựa vào cái gì mà một kẻ ngoại nhân giễu võ dương oai trước mặt bọn họ? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Bọn hắn không phục cho nên bọn hắn tranh đấu cùng Tần Lạc, nhưng càng giao thủ thì bọn hắn không những không chiếm được tiện nghi mà còn thiệt thòi nhiều. Trong đó kẻ xui xẻo nhất chính là văn nhân Nhã Ca, chỉ bởi vì phát sinh mâu thuẫn với Tần Lạc mà bị ông hắn trục xuất khỏi gia môn chạy tới Mỹ. Mặc dù hành động này của văn nhân Đình chỉ là giết gà dọa khỉ thế nhưng lại khó tránh khỏi khiến cho đám con cháu khác thất vọng và đau khổ, mà kẻ yếu luôn dễ dàng đoàn kết lại. Mấy kẻ trước kia vốn nhìn nhau không thuận mắt nay lại biến thành đồng minh chiến hữu cùng nhau chống lại thế lực ác do văn nhân Mục Nguyệt và Tần Lạc cầm đầu. Lần này cũng vậy, gia gia bệnh nặng, ngay cả bọn hắn cũng không có tư cách đi vào thăm mà chỉ có thể đứng ngoài hành lang chờ, còn tiểu tử này thì tốt, vừa đến đã đi vào, hoàn toàn không thèm để ý đến đám người thừa kế bọn hắn. Cái này lại càng khiến cho bọn hắn thêm một phen tự buồn bã ai oán cùng với cửu hận công tâm. Sau khi nghe bên trong truyền đến thanh âm tranh chấp thì trong lòng bọn hắn cuồng hỉ, tất cả đều áp tai vào cửa ra vào nghe lén. Nghe thấy văn nhân Không và văn nhân Chăn muốn đem gã ngoại nhân Tần Lạc đuổi ra ngoài, bọn hắn xém chút nữa là muốn vỗ tay hoan hô khen ngợi. Đúng, cứ làm như vậy đi, để cho tiểu tử không biết trời cao đất rộng này nếm chút khổ sở. Bọn hắn thầm nghĩ, cho mày biết ai mới là chủ nhân văn nhân gia tộc. Đến khi văn nhân Mục Nguyệt nói hắn là người của văn nhân gia tộc thì bọn hắn đều rất nghi hoặc. Tần Lạc và văn nhân gia tộc có quan hệ gì? Tại sao lại có thể là người của văn nhân gia tộc được? Rồi lại khẩn trương nghĩ, tiểu tử này không phải là cũng muốn đến phân chia một phần gia sản đó chứ? Còn lâu nhé. Sau đó nguyên nhân văn nhân Mục Nguyệt giải thích lại xém chút nữa làm cho bọn hắn ngã bệt ra. Anh ấy là bạn trai của tôi. Văn nhân Mục Nguyệt nói Tần Lạc là nam nhân của cô ta. Điều này sao có thể được, nếu là như vậy thì hắn chính là gia chủ phu nhân, à không phải, là phu quân của gia chủ, như vậy lại càng thêm không cần kiêng nể gì nữa sao? Lại càng muốn cưỡi lên đầu bọn hắn sao? Điều này không chỉ làm cho bọn hắn khiếp sợ mà còn làm cho văn nhân Không, văn nhân Chăn cũng như Tần Lạc kinh ngạc. Tại hiện trường chỉ có mỗi văn nhân Chiếu là bình tĩnh nhất, hắn vui vẻ kêu lên, đúng vậy, đúng vậy. Em đã sớm nói rồi mà. Chị và anh rể nhất định sẽ đến với nhau, em nên sớm bắt đầu gọi là anh rể được rồi. Anh rể, đúng không? Câm miệng, Tần Lạc quát. Tần Lạc lúc này vừa vội vừa tức,
Văn Nhân Mục Nguyệt coi hắn là cái gì vậy hả? Là đồ chơi sao? Là con rối hay nhóc con? Dựa vào cái gì mà nói mình là nam nhân của cô ta? Tay cô ta mình chưa có cầm qua, ngực còn chưa sờ, dựa vào cái gì mà coi mình là nam nhân của cô ta mà mình đâu có phải là một nam nhân tùy tiện chứ? Cô dựa vào cái gì mà đòi chiếm tiện nghi của ta? Cô dựa vào cái gì mà làm hại thanh danh của ta? Nhưng hắn lại bước tới, đem Văn Nhân Mục Nguyệt ôm vào ngực rồi nói, cô ấy là bạn gái của tôi. Như vậy mới đúng, cô muốn chiếm tiện nghi của ta thì ta cũng có thể chiếm tiện nghi của cô, muốn làm hại thanh danh của ta thì ta cũng có thể làm hại thanh danh của cô. Tần Lạc cảm giác khí thế khi mình hô câu cô ấy là bạn gái của ta so với Văn Nhân Mục Nguyệt hô câu anh ấy là bạn trai của tôi thì còn hùng tráng phóng khoáng hơn nhiều. Sau khi nói xong hắn nhìn chung quanh cảm giác rất hài lòng. Tuy nhiên Văn Nhân không thì lại cảm thấy huyết áp của mình vọt lên cao, hắn muốn té xỉu luôn tại chỗ. Hắn chỉ Tần Lạc nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt quát to, Mục Nguyệt, lời mày nói đều là thật sự sao? Đúng vậy, Văn Nhân Mục Nguyệt lúc này đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng, không giận không cười thản nhiên nói. Đây là thời điểm nào mà sao trước kia không nghe thấy mày nói chuyện này, Văn Nhân chăn cười lạnh nói, Mục Nguyệt, tao nói cho mày biết, loại chuyện này không thể đem ra làm trò đùa được đâu. Nói cách khác, chúng ta có thể bãi miễn quyền lợi gia chủ của mày. Tôi không cần phải nói cho mọi người biết những chuyện này. Văn Nhân Mục Nguyệt nói tiếp, gia quy làm gì có cái quy định nào gia chủ chuẩn bị yêu đương phải báo cáo các thành viên trong gia tộc không? Nói xong cô nhìn chằm chằm vào các vị chú bác cùng với cha ruột lạnh giọng nói, các người có ai báo cáo không mà các người dám báo cáo sao? Cái tát này quả thật quá nặng đi, bởi vì đám thúc bá này của cô ở bên ngoài đâu chỉ có một nữ nhân, đặc biệt là cha cô mỗi tháng một nữ nhân mới. Với tần suất thay đổi nữ nhân như vậy mà mỗi lần đều phải báo cáo gia tộc thì sớm đã bị Văn Nhân Đình lão gia tử dùng loạn côn đánh chết rồi. Bọn mày lừa đảo, Văn Nhân chăn nhảy vào nói, bọn mày căn bản không ở cùng một chỗ. Hơn nữa, Tần Lạc đang ở với một nữ nhân tên Lâm Hoán Khê, Tần Lạc, mày có dám nói là không phải như vậy không? Nếu như mày lấy Mục Nguyệt thì Lâm Hoán Khê kia là cái gì? Tôi chưa kết hôn, Tần Lạc nhìn Văn Nhân chăn hỏi lại. Nếu chưa kết hôn thì vì sao không thể yêu Mục Nguyệt được? Trước khi bọn ta kết hôn, ngươi sao lại biết rõ là bọn ta không có khả năng đến với nhau được? Mày, Văn Nhân chăn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể làm cho Tần Lạc và Văn Nhân Mục Nguyệt tại chỗ này làm ra những hành động mà một đôi câu nam nữ có thể làm ra để chứng minh quan hệ xác thực giữa bọn họ. Đáng tiếc là hắn lại không có can đảm để nói ra điều này. Nói cách khác, Tần Lạc nhất định sẽ mời hắn đi ăn cơm và uống cà phê. Không cần tranh chấp những chuyện vô vị này nữa. Chị bệnh cứu người quan trọng hơn. Văn Nhân Mục Nguyệt một câu định càn khôn. Cô nhìn vị vương bác sĩ kia nói, Tần Lạc là người Văn Nhân gia tộc, anh ấy xem bệnh ông nội tôi chắc không có vấn đề gì chứ. Không có vấn đề gì. Vương bác sĩ cúi đầu đáp ứng. Hắn rất muốn nhìn thêm Văn Nhân Mục Nguyệt vài cái thế nhưng dưới ánh mắt bức bách của cô lại đành gật đầu nói. Năm nay tiền lương của ông tăng gấp đôi. Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Vương bác sĩ vui vẻ vừa cười vừa nói, cảm ơn Văn Nhân tiểu thư. Tiền lương thêm gấp đôi cũng không phải là con số nhỏ. Hắn làm bác sĩ không phải là vì tiền sao. Hiển nhiên, Văn Nhân Mục Nguyệt rất am hiểu trò chơi cho một cái tát sau đó lại cho cái kẹo. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải chữa tốt cho ông nội tôi đã. Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Vâng vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức. Vương bác sĩ liên tục gật đầu nói, tôi sẽ cùng Tần tiên sinh cố gắng. Tần tiên sinh. Xin cậu giúp tôi một tay. Hắn biết rõ đại danh của Tần Lạc bất quá vẫn cho rằng đây là do dựa vào truyền thống lăng xê lên mà thôi chứ không có chân tài thực học gì. Bây giờ nhìn thấy tiền lương gia tăng gấp đôi thì lập tức đồng ý cho Tần Lạc hỗ trợ. Cùng nhau cố gắng, Tần Lạc cười cười buông vai Văn Nhân Mục Nguyệt ra rồi đi đến trước giường bệnh ngồi xuống. Sau khi chẩn đoán xong Tần Lạc nhìn Vương bác sĩ nói, Vương bác sĩ, ông có ý kiến gì không? Tôi vốn có chút hoài nghi nhưng bây giờ vẫn chưa thể xác định được. Lời của Vương bác sĩ khá cẩn thận, lúc này không thể nói sai được, một khi nói sai thì tên tuổi của hắn sẽ bị phá hủy và bị Văn Nhân gia tộc đả kích. Lão nhân nằm trước mặt này cũng không phải là người bình thường. Hắn lấy ra một cái ống tiêm nói, tôi muốn lấy một chút máu của lão gia tử để làm xét nghiệm. Có thể được, Tần Lạc nói, bất quá thời gian quá cấp bách, trước tiên tôi xin nói về suy nghĩ của mình. Tốt, cậu nói đi, Vương bác sĩ kinh hãi nói. Tiểu tử này vào sau mình sao đã xem ra bệnh của lão gia tử rồi sao?
hắn sẽ không nói đây là chứng cảm mạo bình thường hoặc là thiếu máu đó chứ. Nếu nói như vậy thì thật mất mặt quá đi. Tần Lạc không biết đối phương suy nghĩ cái gì nên nói, căn cứ chẩn đoán bệnh thì thân thể lão gia tử không biết vì lý do gì mà nóng lên, người phát sốt, tim đập nhanh, huyết áp cao, da thịt co giãn yếu ớt, hơn nữa vừa rồi thủy bá có nói hai ngày trước lão gia tử ho ra đàm, trong đàm có chứa tơ máu. Tổng hợp những thứ này lại, tôi cho là ông bị bệnh Miller-Fisher, bệnh này liên quan đến hệ thần kinh biến chứng. Miller-Fisher biến chứng, Vương bác sĩ mở to hai mắt nhìn nói, điều này sao có thể? Chương 1342, giao súng ra không giết chết. Biến chứng Miller-Fisher, đây là cái gì? Ở chỗ này có lẽ chỉ có Vương Đào là có thể hiểu được thuật ngữ chuyên môn này. Ông của Vương Đào nguyên là lão trung y nổi danh Hoa Hạ nên từ nhỏ ông ta đã có kiến thức vững chắc về trung y. Đến khi thi đại học thì lại thi vào trường y ở Yến Kinh và chọn ngành học Tây y. Sau khi tốt nghiệp ông ta lại có thành tích tốt nên được trường Harvard của Mỹ cấp học bổng mà trở thành một gã nghiên cứu sinh. Sau khi hoàn thành tiến sĩ tại Harvard, ông ta mới quay về nước hành nghề y tạo phúc đồng bào. Bất quá, phương thức tạo phúc cho đồng bào của ông ta lại không giống Tần Lạc. Hắn không làm cho bệnh viện hay lập doanh nghiệp mà chỉ chuyên chữa bệnh cho các gia tộc hoặc là làm bác sĩ gia đình cho các quan viên, thu nhập hàng năm rất lớn. Thông qua việc ông ta được văn nhân gia tộc mời chữa bệnh là đủ thấy tên tuổi của ông lớn như thế nào trong giới phú hào. So với Tần Lạc kiếm tiền qua đó lấy nguồn phát triển trung y thì hai người hoàn toàn khác nhau. Sao lại không có khả năng? Tần Lạc hỏi lại. Loại bệnh này rất hiếm thấy. Vương Đào nói, hơn nữa nếu chỉ căn cứ vào mấy cái biểu hiện bề ngoài này mà nhận định đây là biến chứng Miller-Fisher có phải là quá võ đoán hay không? Cũng có không ít bệnh hiện tượng bộc phát ra lúc ban đầu giống như vậy, ít nhất chúng ta cũng nên kiểm tra xét nghiệm máu đã rồi hãy xác định. Biến chứng Miller-Fisher. Đại khái là cả nước có tới 99% số người chưa bao giờ nghe thấy loại bệnh này. Cho dù là bác sĩ chuyên nghiệp cũng chưa chắc đã hiểu rõ nó. Biến chứng Miller-Fisher là một loại bệnh hiếm thấy, là viêm đa dây thần kinh, được cho là một biến thể của hội chứng Gillen 3. Nguyên nhân bệnh trước mắt chưa thể xác định được nhưng nó tiến triển sẽ làm cho bệnh nhân suy yếu cơ gân, suy hô hấp và thậm chí là mất cảm giác. Vương bác sĩ, cái Miller-Fisher này rốt cuộc là bệnh gì vậy? Văn nhân không gấp gấp hỏi. Hắn nghe mấy lần rồi nhưng đều không hiểu. Đây là một loại biến dị của hội chứng Guillain-Barré, là một loại bệnh dạng tự miễn, là do hệ thống miễn dịch của cơ thể mắc sai lầm tự tấn công vào hệ thống thần kinh ngoại biên. Tuy nhiên người già rất ít khi bị bệnh này, đa số là từ tầm 20 tuổi đến 40 tuổi mới hay bị, nói chung là người bị bệnh này chủ yếu là do bản thân hệ thống miễn dịch xảy ra vấn đề. Vương Đào lên tiếng giải thích nói. Tại Viện Y học Harvard tôi cũng đã được chứng kiến một ca bệnh, toàn cầu có chừng 2.500 bệnh nhân nhưng những bệnh nhân này phần lớn đều là người trẻ tuổi hoặc trung niên, tỷ lệ người già mắc bệnh này là cực thấp. Cực thấp cũng không có nghĩa là không có. Tần Lạc khẳng định nói, tôi đã đọc bài giới thiệu về bệnh này trên tạp chí Y học Hoa Hạ, căn cứ kết quả chẩn đoán bệnh thì cái này hoàn toàn ăn khớp. Tôi vẫn đề nghị nên xét nghiệm máu đã. Vương Đào nói. Cái này không chỉ quan hệ đến bệnh của văn nhân lão gia tử mà còn quan hệ đến trình độ y thuật của ông ta và Tần Lạc. Nếu như Tần Lạc chẩn đoán bệnh chính xác còn mình lại không thể kịp thời chẩn đoán ra bệnh, cái này có nghĩa là y thuật của mình không bằng hắn sao? Xin nhớ, chính mình là tiến sĩ y học Harvard lại tinh thông y học Trung Quốc, sao lại thua kém một gã cái thầy lang chưa học qua chính quy này được? Danh khí lớn thì sao nào? Đâu phải cứ danh khí lớn là y thuật cao đâu. Văn nhân Mục Nguyệt nhìn Vương Đào hỏi, nếu xét nghiệm máu thì cần bao lâu? Tôi phải quay về phòng thí nghiệm mới có thể làm được. Vương Đào nói, nhanh nhất cũng mất 4 tiếng. Lâu quá, văn nhân Mục Nguyệt nói. Văn nhân Đình lão gia tử lúc này đã hôn mê bất tỉnh, đối với cô mà nói mỗi một giây đều rất đáng quý. Anh thì sao? Tôi hiện tại có thể động thủ luôn. Tần Lạc nói, hắn mặc dù chuyên về trung y nhưng đối với y học Tây Phương cũng cảm thấy rất hứng thú. Đương nhiên. Sự hứng thú này chủ yếu vẫn là do Lâm Thanh Nguyên thúc đẩy. Bởi vì Lâm Thanh Nguyên là viện trưởng Trung Y Viện cho nên trong nhà ông ta có rất nhiều báo chí, tạp chí y học. Lúc không có chuyện gì làm, Tần Lạc đều đọc số tạp chí này để giết thời gian. Có một ngày hắn nhìn thấy một quyển sách giới thiệu về bệnh Miller-Fisher này. Tần Lạc cảm thấy tên bệnh có chút kỳ lạ cho nên đọc rất kỹ. Sau khi đọc xong thì hắn liền một mực tự hỏi. Nếu như bệnh nhân của mình bị loại bệnh này thì phải dùng biện pháp nào để chữa trị?
Tuy nhiên hắn biết rõ có lẽ cả đời này cũng không gặp phải quái bệnh như vậy, nhưng vạn nhất gặp phải thì sao? Hơn nữa, là một bác sĩ, nhất là một bác sĩ VIP, có đôi khi hắn cũng có cảm giác độc cô cầu bại, tịch mịch hư không lạnh lẽo, muốn tìm một chút cảm giác khiêu chiến. Sau khi trải qua một thời gian nghiên cứu, rốt cục hắn đã đưa ra một phương án trị liệu, đương nhiên phương án trị liệu chủ yếu là phán đoán mà thôi, cũng chưa áp dụng trong thực tế. Cũng không có biện pháp nào vì bên cạnh hắn lúc đó không có bệnh nhân nào để làm thí nghiệm. Văn nhân Mục Nguyệt nhìn Văn nhân Đình nằm ở trên giường nói, bắt đầu đi. Từ từ, đợi một tí. Văn nhân không giống to lên nói. Hắn cường hoành ngăn Tần Lạc lại giống to nói, Văn nhân Mục Nguyệt, cô muốn làm cái gì? Cô muốn hại chết Gia Gia hay sao? Còn chưa chẩn đoán chính xác là bệnh gì, sao có thể tùy tiện động thủ trị liệu được? Nếu Gia Gia cô có mệnh hệ gì thì làm sao bây giờ? Đã chẩn đoán chính xác rồi. Văn nhân Mục Nguyệt nói là biến chứng Miller-Fisher. Vậy là ai xem bệnh? Hắn đâu hiểu những danh từ chuyên môn Tây Phương này. Văn nhân không tức giận nói, bệnh như vậy cần phải giao cho bác sĩ chuyên nghiệp chữa trị, không thể làm tùy tiện được. Anh ta cũng rất chuyên nghiệp. Hắn chuyên nghiệp ở đâu hả? Văn nhân không phản kích nói, Mục Nguyệt, cô không phải không biết lai lịch của nó. Ngay cả cổng trường thế nào cũng không biết, hắn biết cái gì được. Thế anh đi qua cổng trường vài chục năm rồi, anh học được cái gì? Văn nhân Mục Nguyệt hỏi lại. Cô, văn nhân không xém nữa bị vấn đề này làm cho nghẹn chết. Hắn từ nhỏ ra cảnh hậu đãi, từ lúc học tiểu học đến trung học và đại học đều chơi là chính, tốt nghiệp cũng không cần lo tìm việc làm, trong nhà tiền đầy đủ hắn chỉ lo tiêu xài mà thôi. Học những thứ kia làm cái gì? Nó không học được cái gì cho nên cái gì cũng không làm. Văn nhân chăn nói. Có một số người không được học hành đầy đủ còn muốn làm bậy. Mọi người không nên quên, lúc trước bệnh của lão gia tử do ông Tần tranh chữa được. Bọn họ là ân nhân của văn nhân gia chúng ta. Đó là chuyện trước đây mà không phải hiện tại. Người đó là Tần tranh lão gia tử chứ không phải Tần Lạc trước mặt. Văn nhân không nói, nói nữa, ai có thể cam đoan là Tần Lạc lần này nhất định có thể chữa khỏi cho lão gia tử. Ta đã quyết định rồi. Văn nhân Mục Nguyệt cường thế nói. Đấu võ mồm cô vẫn là thế đơn lực bạc chút ít. Hơn nữa, cãi lộn vốn là cũng không phải là sở trường của cô. Chúng ta cũng có quyết định, trước khi có kết quả xét nghiệm thì không cho phép bất luận kẻ nào tùy tiện động thủ. Văn nhân không cũng hét to nói. Văn nhân Mục Nguyệt hy vọng Văn nhân Đình nhanh gian tỉnh lại, bây giờ cô rất cần lão nhân ra ủng hộ. Cô có thể khống chế thế cục ở tập đoàn nhưng những kẻ trong phòng này lại không bị cô khống chế. Tuy nhiên văn nhân không lại không hy vọng văn nhân Đình nhanh tỉnh lại như vậy, hoặc tốt nhất là không cần tỉnh lại. Bởi vì chỉ có ông ta mất đi thì quyền lợi của hắn mới có thể tăng lên. Đến lúc đó việc đoạt tiền, đoạt quyền từ tay văn nhân Mục Nguyệt đều là danh chính ngôn thuận, hắn biết rõ, thế hệ con cháu sau lưng những huynh đệ này đều ủng hộ hắn. Bọn họ đồng dạng đối với tình trạng văn nhân Mục Nguyệt một người độc chiếm quyền hành đều rất không hài lòng. Một người khí lạnh như băng, một người hùng hổ như trâu. Một người tuổi còn trẻ nhưng trong tay cầm quyền hành, một lão tuổi già nhưng là người được đông đảo ủng hộ. Hai người không ai chịu nhượng bộ ai, cuộc chiến nội bộ văn nhân gia tộc đoạt quyền sở hữu tài sản từ bây giờ đã bắt đầu. Tần Lạc lắc đầu cười khổ, xem ra, chính mình phải đứng ra làm người ác rồi. Hắn đi đến cửa sổ la lớn, đại đầu. Mấy giây sau, đại đầu đã xuất hiện tại cửa phòng. Chức trách của anh là cái gì? Tần Lạc hỏi. Bảo hộ và công kích. Đại đầu nói, tốt, tôi hiện tại muốn chữa bệnh cho văn nhân lão gia tử, nếu lúc ta ra tay có người nào dám ngăn cản thì anh biết làm như thế nào chưa? Tần Lạc nói, biết rõ, đại đầu đáp ứng nói khoanh tay vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm vào đám văn nhân gia tộc. Mày có người, bọn tao không người sao? Văn nhân không thật sự bị Tần Lạc làm cho tức giận đến chết đi sống lại. Đây là văn nhân gia của bọn hắn lại là người có thân phận cao nhất của văn nhân gia tộc lúc này. Dựa vào cái gì mà phải nghe lời một gã vô lại tiểu tử? Gọi vệ đội lên đi, có người tự ý xông vào chỗ ở, có ý đồ làm hại đến người nhà. Văn nhân không kêu lên. Đám tiểu bối văn nhân gia tộc khác vốn trong bụng đã đầy lửa giận, nghe đại bá lên tiếng xong lập tức lao ra gọi đám vệ sĩ của văn nhân gia tộc vào. Rầm rầm, thang lầu ầm ầm chấn động sau đó hơn 10 người mặc hắc y bộ dáng nghiêm trọng vọt lên, đem cả căn phòng vây kín lại. Thu lấy súng rồi đuổi hai kẻ kia ra ngoài. Văn nhân không chỉ vào đại đầu và Tần Lạc phát ra mệnh lệnh. Ken két. Đại đầu quay người lại lấy hai khẩu súng đối kháng với hơn 10 khẩu súng chĩa vào hắn ở cửa ra vào.
theo nhân số thì rõ ràng hắn ở vào thế kém. Tuy nhiên hắn căn bản không có nghĩ như vậy. Giao súng ra không giết. Thanh âm đại đầu lạnh như băng nói. Chương 1343, một màn xấu hổ. Lời này đầy vẻ tự tin và cuồng vọng. Trong mắt đại đầu đám bảo vệ này thân thủ không tệ nhưng không nhất định là có thể ngăn cản được hắn. Tuy nhiên trong mắt bọn văn nhân không thì hành vi của đại đầu là cuồng vọng, là không có đầu óc. Đại đầu chỉ có một mình còn bên kia là mười mấy người, tính toán như thế nào thì bên văn nhân đều chiếm ưu thế. Nói đến giao súng ra không giết chết, lời này nên để đám bảo vệ nói hơn là đại đầu hắn. Vấn đề là vẻ mặt và bộ dáng thành thật của hắn làm cho người ngoài nhìn vào cũng không nhẫn tâm mắng hắn là đồ ngu. Bỏ súng xuống, văn nhân không chỉ vào đại đầu nghiêm nghị quát, mày có biết mày đang ở đâu không, mày có biết mày đang làm cái gì không? Biết chứ, đại đầu nói. Biết rõ thì sao còn chưa thu súng lại. Văn nhân chăn cùng bị đám hai người Tần Lạc, đại đầu này làm cho tức giận đến váng đầu. Tại sao thằng này lại ngu đến vậy? Đây là trách nhiệm của tôi, thứ cho khó tòng mệnh, đại đầu nói. Mày dám rút súng trong nhà riêng người khác còn dám nói cái gì chức trách sao? Văn nhân không cười lạnh nói, người đâu, đi lên tước vũ khí, nếu như bọn hắn dám phản kháng thì cho nếm một chút đau khổ cũng được. Gã cầm đầu đội bảo vệ lập tức ra hiệu, sau đó có hai gã bảo vệ bên cạnh lao về phía đại đầu. Bịch, bịch, đại đầu vung tay ra đánh vào mặt một gã bảo vệ kia. Gã này kêu to lên rồi ngã xuống đất. Ba, thân thể của hắn không ngừng lại mà tiếp tục nghiêng người dùng cùi chỏ đánh vào ngực tên bảo vệ còn lại. Tên này cũng rên lên một tiếng rồi máu từ khóe miệng chảy ra. Diễn biến xác thực là có điểm hung ác bất quá kẻ gây ra lại là đại đầu. Đại đầu lúc này mới dùng súng chỉ vào gã đội trưởng bảo vệ nói, tao có thể nổ súng còn bọn mày thì không thể. Nổ súng bắn vào chân hắn. Văn nhân không thật sự nổi giận. Lửa giận ngập trời khiến hắn quyết định vô luận là có phải trả giá bao nhiêu cũng muốn giết chết tiểu tử này. Các người có biết nổ súng bắn bộ đội đặc chủng thì chịu tội gì không? Đại đầu lạnh như băng hỏi. Nói bậy, văn nhân chăn mắng, có bộ đội đặc chủng nào chạy tới đây làm hộ vệ cho người ta, nhất là còn làm hộ vệ cho một gã bác sĩ. Mày cho là chúng ta ngu ngốc sao? Ba, mặt văn nhân chăn bị một cái gì đó đập vào, bởi vì vật này bay đến rất nhanh nên nứt hắn đỏ ửng lên. Muốn chết hả? Hắn nắm chặt tay lại cực kỳ tức giận. Đại thiếu gia văn nhân gia tộc từ nhỏ đến giờ chưa từng bị người ta đánh. Các người trước khi động thủ tốt nhất là nên xem kỹ giấy chứng nhận dưới chân đi đã. Đại đầu nói. Tao không tin mày là bộ đội đặc chủng. Văn nhân tự tức chạy tới nhặt văn bản dưới đất lên nhưng lập tức hắn lại đưa cho văn nhân chăn nói. Đại ca, em xem không hiểu lắm, anh xem thử đi. Văn nhân chăn cầm lấy cái giấy chứng nhận này nhìn thoáng qua liền hiểu cái này không phải đồ giả. Người này đúng là bộ đội đặc chủng. Nói như vậy, việc này khó làm rồi. Để tao nhìn xem. Văn nhân không quát to, hắn cho rằng văn nhân chăn cùng nhìn không ra cái giấy chứng nhận này là thiệt hay giả. Văn nhân chăn cầm giấy chứng nhận trong tay đưa tới, văn nhân không vừa cầm lấy đã thấy tay nặng trịch. Sau đó lại nhìn vào hoa văn và con dấu thì hắn có cảm giác hoa cả mắt. Thằng nhãi này đúng là bộ đội đặc chủng, hơn nữa địa vị còn không nhỏ. Văn nhân không tuy kinh doanh không giỏi nhưng ánh mắt của hắn cũng rất được. Có đúng không? Văn nhân chăn hỏi. Văn nhân không gật đầu rồi nhìn sang đại đầu cũng không biết kế tiếp nên làm thế nào cho tốt. Người ta có miễn tử kim bài đấy, động vào hắn sao? Còn Tần Lạc sau khi gọi đại đầu bảo hộ thì toàn bộ tinh thần của hắn đều đặt lên tình hình bệnh tật của văn nhân Đình lão gia tử. Hắn lúc này đang cầm một cây ngân châm vốn có tác dụng thật lớn, có thể cứu người mà cũng có thể hại người. Muốn xem tác dụng của nó thế nào thì phải tùy vào hoàn cảnh, ít ra hiện tại nó được Tần Lạc cầm trong tay thì thành công cụ cứu người. Có cồn và bông khử trùng hay không? Tần Lạc hỏi. Văn nhân chiếu cơ linh chạy ra ngoài lấy sau đó mang vào một hộp y tế. Tần Lạc mở ra nhìn thoáng qua, bên trong có đầy đủ các loại dụng cụ chữa bệnh, ngoài ra còn có một hộp ngân châm và khá nhiều cồn lẩn băng bông. Tần Lạc lấy ngân châm ra vừa dùng cồn khử độc vừa nói, văn nhân chiếu, vén quần ông em lên. Hào, văn nhân chiếu thấy nó có thể làm trợ thủ cho Tần Lạc thì phi thường kích động. Nó cảm thấy rốt cuộc mình đã tìm được việc có thể làm hơn nữa có thể trở thành sự nghiệp phấn đấu cả đời rồi. Hắn nhanh nhẹn đem ống quần của văn nhân Đình vén lên rồi nói, tỷ phu, như thế này phải không? Em làm rất tốt, Tần Lạc gật đầu nói. Được Tần Lạc khích lệ, văn nhân chiếu kích động đến mức khó kiềm chế, nó vui vẻ hỏi, tỷ phu, còn có gì cần em làm nữa không?
Có, Tần Lạc nói. Làm cái gì nữa, em cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ, Văn Nhân Chiếu lập quân lệnh trạng nói. Im miệng. Quả nhiên, nhiệm vụ này Văn Nhân Chiếu hoàn thành vô cùng tốt. Văn Nhân Mục Nguyệt đứng tại đầu giường Văn Nhân Đình lão gia tử nhìn Tần Lạc và Văn Nhân Chiếu mà trong lòng thấy ôn hòa và an ổn. Cô biết mình đang gặp nguy cơ, nếu như gia gia mất đi hoặc là cử hôn mê bất tỉnh như vậy thì trong một thời gian rất dài cô sẽ rất gian nan. Văn Nhân gia tộc không phải của mình cô mà là cả Văn Nhân gia tộc đồng sở hữu. Tuy hiện tại do cô chấp trưởng điều hành nhưng đến lúc gia gia mất đi thì bọn họ hoàn toàn có quyền yêu cầu phân phối lại quyền lực và tài sản, những cái này đều khiến cho cô gặp rất nhiều phiền toái. Không phải Văn Nhân Mục Nguyệt tham luyến quyền lực mà cô phi thường hiểu những vị thúc bá này thân toàn tật xấu, nếu bọn họ chỉ muốn ăn uống hay mua xe xịn thì cũng không có vấn đề gì nhưng nếu để cho bọn họ đi kinh doanh, đi kiếm tiền thì không ổn vì bọn họ không có khả năng đưa ra phán đoán và quyết sách trọng yếu. Riêng cô lúc này lại không có khả năng thâu tóm cả gia tộc, ít nhất là lúc này. Văn Nhân gia tộc là một chỉnh thể, nếu để bị chia ra làm mấy cái khối thì bọn họ rất dễ dàng bị đối thủ cắn nuốt. Văn Nhân Đình đã đem trách nhiệm trấn hưng gia tộc giao lên vai mình, Văn Nhân Mục Nguyệt quyết không thể khiến cho nó trầm luân hoặc là đơn giản biến mất như vậy. Vì vậy mà khó khăn mấy cũng không dọa được cô, cùng không làm khó được cô. Ngay lúc cò vừa mới tiếp nhận vị trí gia chủ thì đã gặp cảnh loạn trong giặc ngoài, so với dự kiến thì khó khăn gấp 10, thậm chí gấp trăm lần. Tuy nhiên đây cũng là cơ hội để cô chứng minh năng lực của mình. Bình thường cô chỉ có một người còn nay cô có thêm Tần Lạc và Văn Nhân Chiếu. Văn Nhân Mục Nguyệt nhìn Vương Đào bên cạnh nói, Vương bác sĩ, ông đi làm xét nghiệm đi. Tôi hy vọng mau chóng có kết quả để đối chứng chẩn bệnh. Dạ dạ, tôi sẽ đi kiểm tra ngay, có kết quả tôi sẽ gọi thông báo cho cô. Vương Đào vội vàng gật đầu đáp ứng. Hắn đang sợ hãi vô cùng. Đây là đám người nào đây, sao thoáng cái đã dọa ả rút súng ra. Có chuyện gì mà không hảo hảo nói chuyện được cơ chứ? Vất vả cho ông rồi, Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Không cần khách sáo, Vương Đào vội bỏ đi như chạy trốn. Đây là việc nhà của người ta, hắn thực sự không muốn dính dáng tới. Bước đầu tiên, Tần Lạc muốn làm cho Văn Nhân Đình lão gia tử hạ sốt vì nếu để sốt lâu quá thì tim phổi dễ hỏng. Bước thứ hai là phải điều chỉnh công năng của lục phủ ngũ tạng của Văn Nhân Đình lão gia tử nhằm duy trì nhịp tim và huyết áp. Hai bước này đều thuộc về giai đoạn trúc cơ. Nó thuộc về kiến thức cơ bản và có thể sử dụng châm pháp bình thường là có thể hoàn thành và cũng không cần nhiều khí lực cho lắm. Bệnh viêm thần kinh bình thường hoàn toàn không giống bệnh này vì tiến triển của bệnh có thể rất nghiêm trọng đến mức người bệnh toàn thân vô lực và hô hấp suy kiệt, cuối cùng phải nhờ vào hô hấp nhân tạo mà sống. Bước thứ ba, Tần Lạc muốn tăng cường khả năng hô hấp và năng lực co bóp của tim cho Văn Nhân Đình lão gia tử cũng như gia tăng nguyên khí cho lão. Huyệt túc tam lý nằm ngay tại đầu gối tiếp giáp với bắp chân. Đây là bổ dưỡng đại huyệt của cơ thể. Lúc này Văn Nhân Chiếu đã vén ống quần ông hắn lên, Tần Lạc sau khi dùng rượu sát trùng thì liền châm kim vào. Vì lúc này thể lực của lão nhân gia còn yếu nên hắn đem một ít nguyên khí của mình rót vào thông qua châm pháp thái ất thần châm. Bất quá, lúc này hắn cùng không cần phải tiến vào nhập thần chi cảnh. Từ sau lần suýt bị nhập si, nếu như không phải tất yếu thì Tần Lạc bình thường sẽ không đơn giản sử dụng nhập thần chi cảnh. Sau khi Tần Lạc châm một kim vào huyệt tình minh trên đầu Văn Nhân Đình lão gia tử thì ông ta rốt cục đã mở mắt ra, tuy nhiên hai mắt vô thần, bộ dáng ngốc trệ giống như là bị trúng gió vậy. Thấy vậy cả một đám người lao tới vây kín lấy cái giường bệnh. Có kẻ hô, ra ra, ông không sao chớ, ông dọa cháu muốn chết đây, không có việc gì là tốt rồi. Còn có kẻ hô, cha, cha cảm thấy thế nào rồi? Có thấy không thoải mái ở đâu không? Nếu không thoải mái thì... nhất định phải cho chúng con biết. Cảm ơn trời đất, gia gia cuối cùng đã tỉnh lại, ô ô ô. Cả đám kích động dị thường, mừng rỡ như điên. Ngược lại người vốn quan tâm nhất đến an nguy của Văn Nhân Đình là Văn Nhân Mục Nguyệt thì vẽ mặt lại thản nhiên đứng đằng sau đám người thản nhiên nhìn cảnh xấu hổ trước mắt. Thế nhưng vô luận bọn họ kêu to như thế nào thì Văn Nhân Đình vẫn không để ý tới, giống như bị si ngốc vậy. Gia gia làm sao vậy? Văn Nhân Mục Nguyệt nhìn Tần Lạc hỏi. Chương 1344, chúng ta chia tay rồi. Văn Nhân Mục Nguyệt hỏi một cách bình thản, còn đám Văn Nhân Không và Văn Nhân Chăn thì ngữ khí sẽ không được thân mật như vậy rồi. Tần Lạc, mày rốt cuộc chữa trị như thế nào vậy? Vì sao bệnh tình của lão gia tử càng ngày càng nghiêm trọng vậy? Mày làm thầy thuốc như vậy sao? Trên đời lại có bác sĩ nào như vậy chứ? Mày nhanh chữa trị cho ông nội tao đi.
Cái này là sự cố khi chữa bệnh, chúng ta có thể đi tố cáo, khởi tố hắn. Tần Lạc thản nhiên cười cười nói, tùy ý, chỉ cần các người không sợ ngoại giới biết tin lão gia tử bệnh nặng thì xin mời. Quả nhiên Tần Lạc chỉ cần nói một câu đã đủ chặn họng cả đám. Đi tố cáo đòi khởi tố Tần Lạc tất nhiên là sẽ kinh động tới giới truyền thông. Đến lúc đó tin lão gia tử ngã bệnh truyền ra, giá cổ phiếu của các doanh nghiệp thuộc Văn Nhân gia tộc sẽ giảm mạnh. Mặc dù bọn hắn tham lam ngu xuẩn nhưng cũng biết đây là chuyện trăm hại không lợi. Bọn hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ thứ cho rằng vốn nên thuộc về mình. Tần Lạc không hề để ý tới bọn hắn mà chỉ nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt giải thích, đây là di chứng của bệnh Miller-Fisher. Căn cứ lâm sàng thì biến chứng Miller-Fisher đại khái có thể chia làm vài loại sau, hình thể mất cân đối bị bại liệt co cơ một bên nên hình thể mất cân đối thân hình co giật lắc lư đi lảo đảo, giảm phản xạ hoặc mất phản xạ toàn thân, rối loạn điện giải. Căn cứ chẩn đoán sơ bộ của tôi thì bệnh của lão gia tử thuộc về hình thể mất cân đối. Loại bệnh này biểu hiện chủ yếu là đi đường bất ổn, hai tay mất cảm giác, mất phản xạ, nếu như nghiêm trọng hơn thì sẽ xuất hiện tình trạng ý thức mơ hồ hoặc là mất đi ý thức. Lão gia tử tuy đã tỉnh nhưng tạm thời không thể nói chuyện cũng không thể suy nghĩ được. Có thể chữa trị được không? Văn Nhân Mục Nguyệt nhíu mày hỏi. Nếu như gia gia cô không tính lại thì thế cục rất không ổn. Có thể, Tần Lạc khẳng định nói, bất quá cần một chút thời gian. Cần thời gian bao lâu? Một năm hay là hai năm? Chữa không khỏi thì đừng có mạnh miệng. Hiện tại chữa trị thành như vậy lại còn dám nói. Chúng ta nên hy vọng vào Vương bác sĩ, còn trông cậy vào vị bác sĩ nửa mùa này thì không chừng ra ra bị y hại chết lúc nào không biết. Văn Nhân Mục Nguyệt chợt quay người lạnh giọng quát, câm miệng. Mục Nguyệt, mày đang nói chuyện với ai có biết không? Văn Nhân không thấp giọng quát, thật không biết lớn nhỏ, không ai dạy bảo mày hay sao? Lão Tam, con gái của cậu mà cậu cũng mặc kệ không quản giáo sao? Văn Nhân chăn bất âm bất dương mỉa mai nói, nếu là con gái tôi thì tôi đã sớm tát cho mấy cái rồi. Mục Vô Tôn trưởng, biết lão gia tử tạm thời vẫn chưa thể tính lại, lá gan của Văn Nhân không và Văn Nhân chăn thoáng cái lại to lên không ít. Bọn hắn không thèm đem tiểu bối Văn Nhân Mục Nguyệt này vào trong mắt. Hiện tại, Văn Nhân ra đến lượt bọn hắn đảm đương vai trò gia chủ rồi. Văn Nhân Tiệp vẽ mặt xấu hổ, một bên là huynh trưởng của mình, một bên là con gái mình. Hắn bị kẹp ở giữa thật đúng là không biết nên nói cái gì nữa. Văn Nhân Mục Nguyệt cho tới bây giờ cùng không trông cậy vào vị phụ thân này nhưng cô không hận ông ta cho dù ông ta không thể làm cho cô cường đại như ngày hôm nay. Tôi là gia chủ của Văn Nhân gia tộc, Tần Lạc là khách do tôi mời đến. Các người tốt nhất là nên lịch sự đối với khách nhân một chút. Văn Nhân Mục Nguyệt thanh âm lạnh như băng nói, tôn trọng là giúp nhau đấy. Các người không tôn trọng tôi thì cũng đừng mong tôi sẽ tôn trọng các người. Văn Nhân không xoay người nhìn quét qua toàn trường một cái rồi hắng giọng nói, hiện tại tôi có việc muốn tuyên bố với mọi người, bởi vì lão gia tử bệnh nặng hôn mê bất tỉnh, Văn Nhân gia tộc hiện tại nhất định phải có một người đứng ra làm chủ. Mọi người có thể tự do bỏ phiếu, chỉ cần là người Văn Nhân gia tộc thì mỗi người đều có một quyền. Hắn làm như vậy là trực tiếp gạt bỏ vai trò hạch tâm lãnh đạo của Văn Nhân Mục Nguyệt do Văn Nhân Đình lão gia chỉ định. Tôi chọn đại bá đức cao vọng trọng, hoàn toàn xứng đáng. Tôi cũng chọn cha tôi, ông ấy là con trai trưởng, ông ấy nên đứng ra xử lý công việc. Đại ca nên gánh vác trọng trách này, đợi đến lúc nào lão gia tử tỉnh lại thì thương lượng sau. Mặc dù Văn Nhân Chiếu hét lớn muốn đem lá phiếu của mình quăng cho tỷ tỷ Văn Nhân Mục Nguyệt nhưng thực lực song phương vẫn kém nhau quá xa. Văn Nhân không đã biết rõ cục diện sẽ là như vậy nên hắn đắc ý lườm Văn Nhân Mục Nguyệt rồi nói, cảm tạ mọi người đã đề cử. Thời kỳ phi thường nên tôi cũng cố gánh vác trọng trách thôi. Đợi đến lúc lão gia tử tỉnh lại thì người sẽ quyết định người kế nhiệm. Tôi xin nói một lời, tuy lão gia tử đã ngã xuống nhưng Văn Nhân gia tộc chúng ta vẫn là một chỉnh thể, chúng ta huyết mạch tương liên, cùng tiến cùng lui, cùng nhau vượt qua giai đoạn gian nan này. Ngu ngốc, Văn Nhân Mục Nguyệt nhếch miệng nói. Toàn bộ hệ thống doanh nghiệp của Văn Nhân gia tộc đều nằm trong tay mình, bọn họ tranh giành cái hư danh này làm gì cơ chứ? Tần Lạc cười to, đối với tính cách của Văn Nhân Mục Nguyệt thật sự là ưa thích không thôi. Hắn nói, trong phòng này không khí quá bức bối, kẻ ngu đần quá nhiều, chúng ta đi ra ngoài một chút đi. Tốt, Văn Nhân Mục Nguyệt đáp ứng rồi dẫn đầu đi ra ngoài. Văn Nhân Chiếu đứng tại chỗ ngẫm nghĩ lời anh rể nói kẻ đần quá nhiều rồi lại nghĩ thầm, nếu mình không đi ra thì chẳng phải mình cùng thành kẻ đần sao. Vì vậy hắn liền chạy nhanh ra ngoài. Tại hậu viên, Tần Lạc và Văn Nhân Mục Nguyệt sóng vai cùng đi còn Văn Nhân Chiếu như cái đuôi nhỏ chạy theo phía sau.
hắn kéo cánh tay Tần Lạc nói, anh rể, em đã nghĩ ra nghề em muốn rồi. Muốn làm cái gì? Tần Lạc qua loa ứng phó nói. Mỗi lần nói chuyện với Văn Nhân Chiếu hắn luôn luôn có một loại ảo giác giống như kẻ đứng trước mặt hắn không phải là một đại nam hài nhi gần 20 tuổi mà là bối bối, nhưng bối bối đôi khi so với hắn còn thành thục hơn. Bác sĩ, Văn Nhân Chiếu đắc ý nói rõ, nghề nghiệp này không tệ à. Em với anh cùng nghề, đều trở thành một bác sĩ vĩ đại. Tần Lạc cao thấp nhìn kỹ Văn Nhân Chiếu rồi nói, cậu dựa vào cái gì mà cho là mình có thể trở thành một bác sĩ vĩ đại? Bằng vào việc anh là anh rể em. Văn Nhân Chiếu đương nhiên nói, em sẽ không lười đâu, anh dạy em nhé. Vậy thì cậu chuẩn bị học tập 20 năm hay 30 năm gì đó? Văn Nhân Chiếu kinh hãi, nói, cần thời gian dài như vậy sao? Cậu cho rằng cậu đang ở đâu vậy? Tần Lạc tức giận nói, thằng nhãi này đến lúc nào mới có thể trưởng thành được đây? Đối với buôn bán kinh doanh nó hoàn toàn không có hứng thú, kéo đến công ty học tập thì chỉ tìm cách chạy trốn. Về sau lại nói muốn làm diễn viên điện ảnh liền bị Tần Lạc mắng cho một trận. Hôm nay chứng kiến Tần Lạc chữa bệnh, cho hắn hỗ trợ một chút thì cảm giác thích thú liền nghĩ muốn làm bác sĩ. Đầu thằng nhãi này rốt cuộc làm như thế nào mà lớn lên được. Tần Lạc thật muốn đánh cho hắn bất tỉnh sau đó dùng nhập thần chi cảnh tiến vào xem trong đầu hắn rốt cuộc là có cái gì nữa. Lý tưởng vĩ đại của Văn Nhân Chiếu chết từ trong trứng nước. Hắn ra vẻ đáng thương nhìn Tần Lạc nói, tỷ phu. Vậy anh cảm thấy em thích hợp làm cái gì? Tần Lạc rất muốn nói cho hắn biết mày thích hợp làm kẻ ngu ngốc nhưng Văn Nhân Mục Nguyệt ở bên cạnh, hắn vẫn muốn lưu cho tỷ tỷ Văn Nhân Chiếu một chút mặt mũi. Cậu thích hợp làm y tá? Tần Lạc nói. Thật vậy sao? Văn Nhân Chiếu hai mắt tỏa sáng, em thật sự thích hợp làm y tá ư? Đúng vậy à, cậu đủ cơ linh nên làm trợ thủ cho bác sĩ là có thể đấy. Tần Lạc nói, hơn nữa y tá cũng dễ học, có thể học cấp tốc được. Thật tốt quá, em liền đi làm y tá. Văn Nhân Chiếu cao hứng nói. Lại mua thêm một bộ đồng phục y tá mặc vào, vậy thì càng thêm tuyệt vời. Tần Lạc trong lòng thầm nghĩ, Văn Nhân Chiếu có bộ dáng như vậy, nếu mặc quần áo y tá vào thì nhất định là rất mê người. Phi phi phi, nghe ra có chút gì đó ám muội. Văn Nhân Chiếu, Văn Nhân Mục Nguyệt lạnh giọng quát. Tỷ tỷ, chị cũng cho rằng em thích hợp làm y tá sao? Văn Nhân Chiếu vui sướng mà không lưu ý đến ngữ khí của Văn Nhân Mục Nguyệt. Cái gì cùng không cần làm, Văn Nhân Mục Nguyệt nói, làm ra vẽ ngu ngốc là đủ rồi. Tần Lạc kém tí nữa thì vỗ tay, suy nghĩ của nữ nhân này rất giống mình. Nếu Văn Nhân Chiếu là em người khác thì Tần Lạc nhất định sẽ cảm thấy thiếu niên này thiên chân khả ái, vấn đề là, hắn lại là em trai Văn Nhân Mục Nguyệt nên Tần Lạc chỉ có cảm giác tiếc là rèn sắt lại không thành thép vậy. Hắn vỗ vỗ bờ vai Văn Nhân Chiếu nói, đừng suy nghĩ về nghề nghiệp gì vội mà trước tiên nên suy nghĩ như thế nào để trở thành một nam nhân chân chính. Làm một nam nhân chân chính, Văn Nhân Chiếu vẽ mặt mê hoặc suy nghĩ, hắn vốn là nam nhân rồi mà. Đi xuống dưới suy nghĩ thật kỹ đi, Tần Lạc nói, anh và chị em có chuyện cần nói. Tốt, hai người hảo hảo nói chuyện đi, em sẽ không quấy rầy nữa. Văn Nhân Chiếu lại cười hì hì mà bắt đầu chạy ra hậu viên. Đợi đến lúc Văn Nhân Chiếu đi xa, Tần Lạc vừa cười vừa nói, tình huống không phải rất lạc quan đâu. Bọn họ đã nhịn không được muốn động tay chân rồi. 5 năm trước bọn họ không động thủ, đó là sai lầm của bọn họ, còn hiện tại, tôi sẽ không cho bọn họ bất cứ cơ hội nào. Văn Nhân Mục Nguyệt vẻ mặt tự phụ nói. Sao cô tự tin như vậy? Là bọn họ quá ngu xuẩn. Tần Lạc nở nụ cười, hắn biết rõ Văn Nhân Mục Nguyệt sẽ không thua. Nhớ tới lúc vừa rồi trong phòng Văn Nhân Mục Nguyệt nói câu hắn là nam nhân của tôi thì trong lòng không khôi rung động. Hắn bèn giang hai tay nói, bạn gái, đến đây cho anh ôm một cái nào. Chúng ta đã chia tay rồi, Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Tần Lạc vẻ mặt kinh ngạc hỏi, lúc nào vậy? Bây giờ, chương 1345, xứng hay không xứng đáng mới trọng yếu. Sao lại như vậy, tình yêu là chuyện của hai người, còn chia tay lại là chuyện riêng của mỗi người. Thế nhưng mà chuyện Tần Lạc trở thành nam nhân của Văn Nhân Mục Nguyệt do Văn Nhân Mục Nguyệt một mình định đoạt, lúc Tần Lạc và Văn Nhân Mục Nguyệt chia tay cùng do một mình cô quyết định. Tần Lạc chỉ có quyền cảm kích mà không có quyền quyết định. Không được, Tần Lạc không đồng ý nói. Cái này quá mức khi dễ người rồi, cô biến ta trở thành yêu nhạc Mỹ rồi hả? Lúc nào khát thì uống hai ngụm, không khát thì vứt bỏ sao? Yêu nhạc Mỹ, cái tên này Văn Nhân Mục Nguyệt cũng không quen thuộc. Thậm chí cũng không biết nó là thương hiệu gì cho nên không nhận ra tâm tư của Tần Lạc.
Tuy nhiên cái này lại khiến cho Tần Lạc trong lòng phi thường tiếc nuối, hắn thật vất vả mới nói được một câu nói thú vị. Trà sữa, Tần Lạc nói, bối bối cũng biết. Anh đang nói là tôi ngu đần hả? Cô không ngu ngốc, Tần Lạc nói, chỉ là sinh hoạt của cô hoàn toàn khác biệt so với người bình thường. Văn nhân Mục Nguyệt nhẹ nhàng thở dài. Sao cô không biết điều này? Ra ngoài có xe xịn, vào nhà có nhà VIP, quần áo mặc đều là hàng hiệu do các chuyên gia thiết kế thời trang hãng nhất thiết kế, đồ trang sức cùng được gia công tinh chế nhưng cô lại không được tự do đi dạo phố, không có cơ hội ăn quán cơm bình dân ven đường, không hiểu giá cả, cũng không có thời gian và cơ hội nói chuyện với nhân viên cửa hàng hoặc là người quen. Cô giống như là một cái máy kiếm tiền, một cái máy in tiền xa xỉ. Bất quá cô còn trẻ, từ giờ trở đi cố gắng dung nhập cũng không muộn. Tần Lạc vừa cười vừa nói. Hắn nhìn ra Văn Nhân Mục Nguyệt đang phiền muộn, chúng ta không phải đã có hẹn sao? Đợi đến lúc cô có thời gian, chúng ta cùng đi du lịch. Đi Vân Điền, Nga Mi, Thái Sơn, Sania, cô đã hứa với ta rồi. Cô chưa quên chứ? Tôi nghĩ rất nhanh sẽ có cơ hội thôi. Văn Nhân Mục Nguyệt trên mặt chợt hiện chút mơ màng nói. Cô vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đây này. Tần Lạc cố chấp nói, lúc trước cô nói để cho tôi làm phụ tá của cô, cái gì cấp cho tôi điều kiện là phi thường hậu đãi, cô không nên quên nhanh như vậy nhá. Không có, Văn Nhân Mục Nguyệt chính diện trả lời vấn đề này, tôi nói chúng ta đã chia tay rồi, anh cũng đã biết rồi đó. Đã biết nhưng tôi không đồng ý, Tần Lạc nói. Tôi quyết định. Một mình cô không thể quyết định hạnh phúc của hai người chúng ta được. Anh kiên trì. Kiên trì. Nếu chẳng chia tay được thì tôi gả cho anh vậy. Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Tần Lạc một đầu mồ hôi. Hắn chỉ muốn trêu nghẹo cô nàng một chút. Nữ nhân này không ngờ lại khó chơi như vậy à. Nếu như là một nam nhân nào khác nghe Văn Nhân Mục Nguyệt nói trắng ra như thế thì chỉ sợ hưng phấn đến mức té xỉu. Cô không chỉ là phú khả địch quốc. Hơn nữa nhan sắc cũng vào hàng khuynh quốc khuynh thành. Khuyết điểm duy nhất của cô chính là quá thông minh, còn đâu cơ hồ là một nữ nhân hoàn mỹ. Nữ nhân như vậy nguyện ý gã cho ngươi chính là ngươi đã phúc phận tu luyện mấy đời rồi đó. Vấn đề là Tần Lạc lại không phải là bất cứ ai trong số những nam nhân kia, hắn là người duy nhất không thể tiếp nhận phần nhân tình này. Chỉ đùa một chút thôi, Văn Nhân Mục Nguyệt nói rồi quay người bỏ đi. Tỏi cũng thế, Tần Lạc cố gắng cười cười. Mặc dù không soi gương nhưng hắn biết cơ mặt mình cứng ngắc đến cỡ nào. Mãi đến lúc trời tối kịt thì Vương Đào mới quay lại đồng thời mang đến kết quả xét nghiệm. Vừa thấy hắn Văn Nhân không gấp gáp hỏi, Vương bác sĩ, tình huống như thế nào rồi? Lão gia tử rốt cuộc là bị bệnh gì? Hắn cho tới bây giờ cùng không muốn tin tưởng vào lời Tần Lạc nói bệnh kia là Miller Fisher gì đó, hắn hy vọng kết quả xét nghiệm của Vương Đào phá vỡ phán đoán của Tần Lạc. Vương Đào sử dụng dụng cụ khoa học đến tiến hành xét nghiệm, sao có thể sai được? Còn Tần Lạc chỉ dùng hai con mắt để nhìn, dùng ngón tay để sờ mà xem ra bệnh, vậy ngươi là thần tiên chắc. Trong chuyện này thì Văn Nhân không là fan hâm mộ của Vương Đào rồi. Tuy nhiên Vương Đào lại lộ vẻ xấu hổ nói, Văn Nhân tiên sinh, sau khi xét nghiệm máu của Văn Nhân lão gia tử, trong máu tôi phát hiện ra kháng thể tự miễn tấn công vỏ thần kinh. Thôi thôi, Văn Nhân không khoát tay nói, Vương bác sĩ. Ông trực tiếp nói ra xem đến cùng lão gia tử bị bệnh gì đi, ông nói chàng Giang Đại Hải cái gì đó tôi căn bản là không hiểu. Vương Đào nhìn Tần Lạc thẳng thắn nói, Tần bác sĩ phán đoán là chính xác. Văn Nhân lão gia tử xác thực là bị biến chứng Miller Fisher. Nếu như nói trước kia Vương Đào còn có chút thành kiến đối với Tần Lạc cũng như có chút khinh thị thì lúc này đây hắn thiệt tình bội phục Tần Lạc rồi. Không chỉ biến chứng Miller Fisher là loại bệnh hiếm gặp mà chỉ riêng là dựa vào vọng, văn, vấn. Thiết xem bệnh mà có thể phán đoán được chủng bệnh này thì phần bổn sự này hắn còn xa mới theo kịp. Hắn cũng đã học qua trung y nên biết rõ có thể đạt tới công năng này thì cần phải có kỹ thuật cao minh đến cỡ nào. Từ trước tới nay hắn vẫn chỉ một mực coi Gia Gia mình là thần tượng nhưng hôm nay cho dù Gia Gia hắn có mặt ở đây thì cũng không thể ngay lập tức phán định như vậy. Văn Nhân không vẽ mặt cứng đờ, cảm giác trên mặt nóng rát giống như là bị ai tát cho vài cái. Trong lồng ngực tích một ngụm oán khí không nhổ ra được. Khó chịu đến mức làm cho sắc mặt hắn đỏ tía, rất là khó chịu. Tần Lạc đắc ý lườm Văn Nhân Mục Nguyệt một cái, ý nói là xem ta có lợi hại không, ta chẩn đoán bệnh làm sao có thể nhầm được chứ. Chẩn đoán chính xác là tốt rồi, phiền Vương bác sĩ rồi. Văn Nhân Mục Nguyệt nhìn Vương Đào cảm kích nói vì hắn không có vì trước kia hoài nghi Tần Lạc mà sinh lòng oán hận. Không sao, thấy Văn Nhân Mục Nguyệt cảm tạ Vương Đào lại càng cảm thấy xấu hổ,
Tần bác sĩ y thuật cao minh, là tôi vẽ thêm chuyện ra thôi. Không thể nói như vậy được, Tần Lạc nói, việc xét nghiệm cũng rất quan trọng. Nói cách khác, nếu không Văn Nhân tiên sinh sẽ lo lắng cả đêm ngủ không yên, đúng không? Tần Lạc, cậu không nên quá kiêu ngạo. Văn Nhân không chịu không được sự khiêu khích của Tần Lạc lạnh giọng quát. Đây không phải là khiêu khích, Tần Lạc nói, tôi chỉ muốn nói lên một sự thật. Ông không tin mà nhưng tôi có nói sai đâu. Dù sao hắn và Văn Nhân không cũng đã bất hòa nên bây giờ cũng không ngại đắc tội thêm lần nữa. Hắn bây giờ không vui vẻ lắm nên cũng muốn cho kẻ hắn thấy ngứa mắt đau lòng một chút. Đó là tôi lo lắng cho an nguy của lão gia tử. Văn Nhân không nói. Tôi chưa nói là ông không lo lắng cho an nguy của lão gia tử cơ mà, ông nói vậy là thú nhận trong lòng có tà tâm đấy hả? Thấy cha mình liên tục bị Tần Lạc nói móc đã kích. Văn Nhân liệt không chịu được, hắn lên tiếng quát nói, Tần Lạc. Mày đến cùng muốn làm gì? Đây là Văn Nhân gia tộc, đâu đến lượt mày làm càn. Văn Nhân gia cùng là nhà của ta. Tần Lạc vươn tay ôm vai Văn Nhân Mục Nguyệt nói, chẳng lẽ các người bí mật mưu đồ đuổi gia chủ Mục Nguyệt này ra khỏi cửa sao? Mày, Văn Nhân liệt thật sự là tức giận đến thổ huyết. Nếu như không phải Tần Lạc có một nhãn hiệu bảo tiêu ở đây thì hắn thật muốn sai người lôi kẻ này ra ngoài dùng loạn côn đánh chết. Tuy nhiên Tần Lạc lại không hề để ý tới bọn hắn mà nhìn Vương Đào nói, Tây Y có phương pháp xử lý nào chữa trị liệu biến chứng Miller Fisher không? Có, Vương Đào nói. Sau khi dừng một chút hắn chần chờ nói, Tần bác sĩ không phải mới vừa rồi đã chữa trị cho Văn Nhân lão gia tử sao? Đây là tôi làm ra một tầng bảo hiểm mà thôi, Tần Lạc nói, nếu như ông có biện pháp nào tốt thì cũng có thể dùng tới. Loại bệnh này tại Hoa Hạ rất ít gặp nhưng y học trong nước cũng đã có nghiên cứu qua và cũng có thành quả nhất định. Tôi mặc dù học trung y nhưng cùng sẽ không bài xích khoa học kỹ thuật tiên tiến từ bên ngoài. Trước đây tôi đối với việc Tần bác sĩ tuổi còn trẻ mà danh khí lớn như thế vẫn có chút không phục, vẫn nghĩ cậu chỉ dựa vào Lăng Xê mà nổi danh. Vương Đào vẽ mặt chân thành tha thiết nói, sau khi tiếp xúc với cậu xong tôi mới biết được, y thuật và y đức của Tần bác sĩ đều là thượng phẩm, là người đáng cho tôi học tập. Tôi tuy rất thích nghe người khác ca ngợi, Tần Lạc nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt một cái vừa cười vừa nói, nhưng lúc này cũng không nên đưa tôi lên cao quá. Đây là lời tâm huyết mà, Vương Đào nói. Tần Lạc khoát tay áo nói, tôi dùng phương pháp của tôi chữa trị, ông dùng phương pháp của ông trị liệu. Không cần lo lắng việc bọn ta sẽ làm vướng chân nhau vì tôi chỉ dùng châm mà không cần dùng thuốc. Tốt, Vương Đào gật đầu nói. Hiện nay quốc tế có một phương pháp trị liệu khá hữu hiệu là tiêm tình mạch albumin và lọc huyết tương, tôi sẽ thử sử dụng phương pháp này. Vất vả rồi, Tần Lạc nói xong thì tựa như lão đại ca vỗ vỗ vai Vương Đào hai cái nói. Kỳ thật, Vương Đào so với hắn còn lớn hơn mười mấy tuổi. Tôi sẽ cố gắng, xin Tần bác sĩ chỉ giáo nhiều hơn. Vương Đào vừa cười vừa nói. Tình hình ở đây giao cho ông đó, Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Tốt. Trước tiên tôi sẽ tiêm cho lão gia tử một mũi miễn dịch. Vương Đào nói. Văn Nhân Mục Nguyệt nhẹ gật đầu rồi gọi, Thủy Bá. Tiểu thư, cô có gì phân phó? Thủy Bá từ trong đám người đi ra nói. Chăm sóc gia gia nhé. Văn Nhân Mục Nguyệt nói, đừng cho người có dụng tâm kín đáo tiếp cận. Dạ, tiểu thư, Thủy Bá cúi đầu đáp ứng. Văn Nhân Mục Nguyệt, mày nói cho rõ ràng xem sao. Ai là người có dụng tâm kín đáo? Văn Nhân không thở phì phì nói, mày là thân nhân của ông ấy, chúng ta không phải sao? Có phải hay không không trọng yếu, Văn Nhân Mục Nguyệt nói, mà phải xem có xứng đáng hay không mới được. Chương 1346, đồ cùng chủy kiến. Tiểu viện yên tĩnh. Một mỹ nữ mặc sườn xám ngồi ngay ngắn trước chiếc bàn. Trên bàn có một cây cầm dài, mười ngón tay nhẹ đung đưa, chuỗi âm thanh tuyệt vời bay lên. Chi âm chi kỷ gặp chi âm. Ám nhạc cổ điển này quả thật phải có duyên phận, không thích rõ ràng sẽ cảm thấy nó vô vị, chán ngắt, nghe chỉ khiến người ta mơ màng buồn ngủ. Thích, nghe không dằn lòng được, nghe khiến cho con người ta vui vẻ như đi lạc vào cõi thần tiên. Tần Tung Hoành chính là một người yêu thích âm nhạc cổ điển, đặc biệt thích cầm tranh nhị hồ. Tần Tung Hoành cho rằng âm sắc của nó có đủ sắc, là tuyệt phẩm trần gian. Trong con mắt Tần Tung Hoàng, ca kịch của người nước ngoài căn bản không đáng xem. Nhất cầm nhất tranh có thể thắng thiên quân vạn mã. Bởi vì thích nên Tần Túng Hoành nuôi trong thiên ba phủ nhất hào của mình mấy nhạc sĩ. Mỗi khi rảnh rỗi hắn đều tới thưởng thức. Tần Tung Hoành và nghệ sĩ đang ngồi đối lập với nhau. Nghệ sĩ đang ngồi ở hành lang, từ cao nhìn xuống. Tần Tung Hoành ngồi trong viện,
dáng vẻ ngưỡng mộ, giống như có thể thu hết nụ cười, ánh mắt, cau mày của người nghệ sĩ vào trong mắt mình. Ngắm mỹ nữ, nghe rượu âm, uống trà ngon, đây chính là ba thú vui bậc nhất của đời người. Nếu như tam mỹ đồng hành, đó chính là thần tiên. Hôm nay người ngồi đàn chính là cô gái Tần Tung Hoành thích, tốt nghiệp học viện nghệ thuật, không chút tiếng tăm trong giới giải trí, thật sự không chút suy xuyển, không nhiễm bụi trần. Hai chữ phong trần rất hại người. Đối với một vài người mà nói thì có hàm ý là huân chương, nhưng đối với một vài người khác thì đó chính là hư hỏng, là ô nhục. Ví dụ như cô gái đánh đàn cho Tần Tung Hoành, nhất định phải thuần khiết. Khúc thứ nhất chấm dứt, Tần Tung Hoành vỗ tay. Cô gái đi tới, cúi người chào Tần Tung Hoành, sau đó khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh gã, rót đầy chen trà cho gã. Đại thiếu gia, anh muốn nghe khúc nào nữa? Cô gái ôn nhu hỏi, ánh mắt nhìn Tần Tung Hoành si mê, điên dại. Tâm trạng hôm nay không tốt, nghe không vào, Tần Tung Hoành nói. Em hãy nghỉ ngơi đi. Tất cả những người quen biết Tần Tung Hoành đều cho rằng gã là một người rất tốt, cho dù đó là người thân hay thuộc hạ, người làm thuê trong công ty của gã. Đại thiếu gia có chuyện không vui sao? Em có thể làm gì để giúp đại thiếu gia không? Cô gái nhân cơ hội lên tiếng, cô lo lắng mình vượt quá bổn phận khiến người ta chán ghét nên sắc mặt nhìn Tần Tung Hoành rất e dè. Em đàn cho tôi nghe đã là sự quan tâm rất lớn tới tôi rồi, Tần Tung Hoành vỗ nhẹ vào cổ tay cô gái. Chúng mình ngồi uống trà, nói chuyện. Dạ, đại thiếu gia thích nghe chuyện gì? Cô gái kích động hỏi, giống như dưới chân cô đã phủ kín một con đường hoàng kim óng ả. Tần Tung Hoành suy nghĩ một lát rồi nói, hay em kể cho tôi nghe về chuyện khi em đi học đi. Dạ được, trường học của bọn em là học viện nghệ thuật, bên trong có nhiều. Đúng lúc đó cánh cửa bị đẩy ra. Một người đàn ông mặc vest đen nhưng dáng đi lạch bạch như vịt đi vào bên trong. Đại thiếu gia, đang tán gái hả? Điền Loa nhếch miệng cười để lộ hai hàm răng trắng. Có chuyện gì? Tần Tung Hoành hỏi, gã biết nếu như không có chuyện, Điền Loa tuyệt đối sẽ không bao giờ quấy rầy gã. Nếu như anh bận, tôi có thể hoãn nửa tiếng sau lại tới. Nửa tiếng có đủ không? Nếu như không đủ thì một tiếng vậy, Điền Loa cười hì hì nói. Tần Tung Hoành cười, vỗ vỗ bàn tay cô gái nói, em lui xuống trước đi. Dạ, đại thiếu gia, cô gái đứng dậy đi ra ngoài. Khi đi quang qua người Điền Loa, cô hung hăng trừng mắt nhìn y đầy vẻ oán hận. Điền Loa cười khi khi, khè huýt sáo với cô gái. Điền Loa ngồi đối diện với Tần Tung Hoành, sau khi tự mình rót một chén trà, y nói, đại thiếu gia, anh và Tần Lạc có một đặc điểm giống nhau, anh có biết là gì không? Cái gì? Tần Tung Hoành hỏi. Hai người đều thích các cô gái châm ngòi bể dục nhưng chính bản thân mình lại không chịu đi tới bước cuối cùng, Điền Loa nói. Bản thân cô gái khóc lóc kêu gào anh chơi cô ta nhưng anh lại liên tục đẩy người ta ra ngoài. Vậy là sao nhi, nếu như là tôi rơi vào giữa rừng hoa, vậy thì nát vụn, Điền Loa dừng lại một chút rồi nói tiếp, tôi nghĩ họ Bạch kia sẽ không đi. Bởi vì không hài lòng nên cơm tối do người làm mang tới tận phòng. Tần Lạc, Văn Nhân Mục Nguyệt. Văn Nhân Chiếu ba người giống như ba thể loại khác biệt của gia tộc Văn Nhân, bọn họ bị cô lập hoàn toàn. Sau khi ăn cơm xong, Tần Lạc cùng Văn Nhân Mục Nguyệt đi thăm Văn Nhân Đình. Thủy Bá chăm sóc Văn Nhân Đình lão gia, Thủy Bá là quản gia của gia tộc Văn Nhân, là người tin cẩn của Văn Nhân Đình chính, vì vậy có thể hoàn toàn yên tâm khi ông săn sóc Văn Nhân Đình. Sau khi căn dặn Thủy Bá mấy câu, Văn Nhân Mục Nguyệt định quay về phòng thì Văn Nhân Hữu Chí đi tới nói, Mục Nguyệt, ba người chúng ta ở bên dưới. Cháu hãy tới đó. Văn Nhân Mục Nguyệt gật đầu, nàng lập tức đi theo ông ta. Tần Lạc sợ xảy ra chuyện nên cũng đi theo nàng. Ba anh em Văn Nhân Không, Văn Nhân Chăn, Văn Nhân Tiệp và một đám con cháu đang tụ tập ở phòng khách, còn cả một số cô, cậu của Văn Nhân Mục Nguyệt cũng tới. Mấy người bọn họ có quan hệ xa hơn một chút. Khi Tần Lạc và Văn Nhân Mục Nguyệt đi vào phòng khách, tiếng nói chuyện sục sôi trong phòng khách đột nhiên dừng lại nhưng rồi lại nhanh chóng trở lại tình cảnh cũ. Giống như bản nhạc phát qua đài phát thanh gặp vấn đề, nếu như không chăm chú nghe tuyệt đối sẽ không phát hiện ra vấn đề. Mọi người châu đầu, ghé tai nhau nói chuyện, không một ai đứng lên, đi tới chào hỏi Văn Nhân Mục Nguyệt, cũng không ai quan tâm tới hai người bọn họ, ngoại trừ thỉnh thoảng lén liếc nhìn, còn bọn họ coi hai người Văn Nhân Mục Nguyệt giống như người vô hình. Không thể không nói nhân duyên của Văn Nhân Mục Nguyệt còn kém hơn cả Tần Lạc. Trẻ tuổi nhưng có thân phận, địa vị cao. Không phải là người thừa kế thứ nhất nhưng nắm trong tay một khối gia sản khổng lồ. Lãnh đạm, ngạo mạn, hẹp hòi, xấu tính, không tôn trọng người già, yêu trẻ nhỏ, không cười nói chào người khác.
Điều quan trọng nhất là Văn Nhân Mục Nguyệt ăn mảnh một mình, nàng từ chối sắp xếp người gia tộc vào những vị trí cao trong tập đoàn Văn Nhân. Một gia chủ như vậy sao có thể được người khác kính yêu? Người như vậy sao lại không khiến người ta thù hận? Bọn họ không thích Văn Nhân Mục Nguyệt, Văn Nhân Mục Nguyệt cũng không thích bọn họ. Tần Lạc vốn nghĩ Văn Nhân Mục Nguyệt sẽ dẫn hắn tới đứng đợi ở một nơi tĩnh mịch, ít nhất sẽ không ngồi cùng một chỗ với đám người kia. Không ngờ Văn Nhân Mục Nguyệt đi thẳng tới ghế salon ngồi xuống, Tần Lạc cùng chỉ còn cách ngồi xuống bên cạnh nàng. Cô gái này, nàng chuẩn bị cứng trọi cứng với bọn họ sao? Đại ca, bây giờ người đã tới đông đủ, có thể bắt đầu được rồi. Văn Nhân Chăn nghiêm mặt nhìn Văn Nhân Không Nói, giống như gia tộc sắp phải trải qua sự lựa chọn sinh tử. Văn Nhân Không gật đầu, ông ta đứng dậy nói to, mọi người yên lặng. Tôi có mấy câu muốn nói. Không hiểu do uy tín của Văn Nhân Không hay vì tất cả mọi người cực kỳ mong chờ những gì ông ta sắp nói, ngay khi Văn Nhân Không nói xong, bầu không khí trong phòng khách cực kỳ yên tĩnh. Không một ai nói nữa, tất cả ánh mắt đều tập trung lên người Văn Nhân Không. Văn Nhân Không rất hài lòng trước tình cảnh đó. Sau đó ông ta nói vẻ cực kỳ tự tin, mọi người đều đã biết rồi, lão gia bệnh nặng, bây giờ ý thức không rõ, không thể xử lý công việc. Chúng ta cũng không biết tới khi nào sẽ bình phục. Tục ngữ có câu, nhà không thể một ngày vô chủ. Gia tộc Văn Nhân chúng ta không phải là một gia tộc tầm thường. Mỗi một gia tộc đều cần một thủ lĩnh đi trước dẫn đường. Nếu không vậy mỗi người đều tự làm theo ý mình, như vậy không phải sẽ loạn hết sao? Chính vì vậy tôi mời mọi người tới đây chính là muốn cùng thương lượng một việc. Chúng ta tuyển gia chủ như thế nào? Sau này phải chịu trách nhiệm gì? Tất cả mọi người hãy nói đi. Mọi người đều là thành viên của gia tộc Văn Nhân, mỗi người đều có quyền bỏ phiếu. Gia chủ mới của gia tộc Văn Nhân sẽ quản lý tất cả công việc, kể cả công việc kinh doanh. Kể cả công việc kinh doanh, đây chính là đoạt quyền từ chính tay Văn Nhân Mục Nguyệt mà. Ngay khi mới lên tiếng, bọn họ đã lập tức bại lộ ý đồ của mình. Chương 1347, tắm rửa đi ngủ. Văn Nhân Không mới nói xong, lập tức có người gào lên, bác cả, cần gì mà phải bỏ phiếu? Không phải chưa hôm nay chúng ta đã thương lượng rồi sao? Hiện tại bác là gia chủ của gia tộc Văn Nhân, chúng cháu hoàn toàn phục tùng sự lãnh đạo của bác. Đúng vậy, anh cả đức cao vọng trọng, là người thích hợp làm gia chủ. Sức khỏe lão gia không tốt, đại ca phải chịu trách nhiệm gánh vác gia tộc. Anh là người đáng tin cậy của chúng tôi, cũng không thể trốn tránh trách nhiệm, nếu không gia tộc sẽ rơi vào cảnh hỗn loạn. Người ngoài biết được sẽ chê cười chúng ta, nói gia tộc Văn Nhân chúng ta không có quy củ. Anh cả, không cần bỏ phiếu nữa. Mọi người đồng lòng bầu anh làm gia chủ. Nếu như người khác là gia chủ, chúng tôi không phục. Văn Nhân Đình Lào Gia đột nhiên mắc bệnh, đám con cháu ngày thường bị sự uy nghiêm của ông trấn áp lập tức nhảy lên, giống như Tôn Ngộ Không chạy trốn khỏi năm ngón tay của Phật Tổ Như Lai. Đám người này lập tức coi trời bằng vung. Bọn họ biết bản thân mình không đủ uy tín, danh tiếng không đủ, đương nhiên sẽ không lãng phí phiếu bầu lên người mình. Văn Nhân Không là con trưởng của gia tộc Văn Nhân, là con trai trưởng của Văn Nhân Đình. Đương nhiên ông ta chính là người quản lý gia sản khổng lồ của gia tộc Văn Nhân. Thật ra nói Văn Nhân Mục Nguyệt cướp đoạt vị trí gia chủ của người trong gia tộc Văn Nhân, chính xác thì chỉ đoạt của Văn Nhân Không mà thôi. Gia chủ chỉ có một người, chẳng lẽ bất kỳ ai cũng có tư cách ngồi lên đó sao? Chính vì vậy bọn họ đang cố gắng tìm cách đẩy Văn Nhân Không đi tới. Cho dù ai làm gia chủ cũng tốt hơn nhiều so với ả Văn Nhân Mục Nguyệt keo kiệt kia. Văn Nhân Không hoàn toàn dựa vào sự ủng hộ của mọi người mà cướp đi vị trí gia chủ trong tay Văn Nhân Mục Nguyệt. Chẳng lẽ ông ta không biết báo đáp mọi người sao? Tới khi đó, mỗi người sẽ được chia tiền, hay phân chia quyền lợi. Tóm lại nhất định sẽ có lợi, phải không? Từ khi Văn Nhân Mục Nguyệt làm gia chủ, bọn họ ngoại trừ được chia tiền cổ phần hàng năm, hoàn toàn không kiếm được một xu nào khác từ gia tộc. Bọn họ muốn tới tập đoàn Văn Nhân nhậm chức cũng cần phải xin phép con quỷ cái đó. Hơn nữa đại đa số lời đề nghị của bọn họ đều bị Văn Nhân Mục Nguyệt bác bỏ. Không, không phải bác bỏ. Văn Nhân Mục Nguyệt hoàn toàn không cho người trả lời mà sau khi đọc xong, nàng liền quẳng vào sọt rác, từ đó về sau bặt vô âm tín. Điều này không thể trách Văn Nhân Mục Nguyệt kiêu ngạo, đó là do nàng quá hiểu năng lực thật sự của đám chú bác, cô, chị em của mình. Vì gia đình giàu có, đám người đó hoàn toàn bài xích học tập. Tiêu xài hưởng thụ là bản năng thiện nghệ của mỗi người. Thế nhưng nếu như bắt bọn họ làm một việc gì đó, bọn họ nhất định lúng ta lúng túng không biết bắt đầu thế nào. Thế nhưng những người này quả thật quá đầu heo,
hết lần này tới lần khác tự đánh giá mình rất cao, cảm giác bản thân mình rất tốt. Trong bản sơ yếu lý lịch thổi phồng mình tới tận trời, vô song hiếm có trên thế gian, có thể một mình quản lý công việc kinh doanh của một tập đoàn khổng lồ, có thể cam đoan hạng mục đầu tư giành được 300% tiền lãi, có thể phát huy được năng lực của nhân viên công ty, biết cách dùng người, động viên tính tích cực của tất cả nhân viên. Văn nhân Mục Nguyệt cảm thấy xấu hổ khi đọc những cái đó vì nàng cảm giác được mình đang đỏ mặt. Sao bọn họ lại không biết xấu hổ tự thổi phồng chính mình? Nếu như bọn họ thật sự muốn làm nên sự nghiệp từ tầng chót, văn nhân Mục Nguyệt sẽ không khiến bọn họ mất mặt như vậy. Làm một chủ nhiệm phòng ban nào đó, hay trợ lý một ngành nghề, dần dần học tập, từng bước đi lên. Hết lần này tới lần khác, bọn họ chỉ chăm chăm nhắm vào những vị trí có nhiều tiền, nhiều quyền lợi, muốn làm giám đốc một công ty, hay là thành viên ban điều hành công ty. Nếu như bạn đề xuất vị trí phó giám đốc kinh doanh, bọn họ cũng xấu hổ không thèm bắt lời. Khi thấy biểu hiện đó của bọn họ, văn nhân Mục Nguyệt hết hy vọng bồi dưỡng một tầng lớp nhân viên thuộc gia tộc văn nhân. Chỉ cần bọn họ gửi thư xin điều gì đó, nàng không bao giờ đọc, bảo thư ký của mình ném thẳng vào thùng rác. Vì vậy trong lòng đám người này nảy sinh sự thù hận văn nhân Mục Nguyệt, mối quan hệ hai bên lâm vào tình trạng bế tắc. Đương nhiên nếu như bây giờ văn nhân Mục Nguyệt tình nguyện giao cho bọn họ chức vụ cao, nói không chừng bọn họ sẽ làm phản ủng hộ nàng. Thế nhưng nếu như nàng làm vậy, nàng còn là văn nhân Mục Nguyệt. Nàng đã bao giờ lùi bước chưa? Chưa từng. Văn nhân không cực kỳ đắc ý, ông ta xua tay nói, lựa chọn gia chủ là đại sự hàng đầu của gia tộc văn nhân chúng ta. Buổi họp chiều hôm nay không chính thức, còn phần lớn thành viên không có mặt. Lúc này tất cả người nhà đều tụ tập ở nơi này, mỗi người một phiếu, trịnh trọng tuyển chọn một lần. Người được phiếu cao nhất chính là gia chủ của gia tộc văn nhân. Không một ai được chống chế. Đương nhiên cũng không thể chống chế. Ông ta cười nói, mỗi người chúng ta, mỗi người đều ít nhiều có một ít sản nghiệp thừa kế. Nhiều người cùng hợp lực với nhau còn sợ người khác nuốt lời sao. Hơn nữa nếu như thật sự có người đổi ý, cùng lắm thì chúng ta phân chia gia sản. Người nào lấy phần của người đó, bọn họ thích làm gì thì mặc bọn họ làm, không liên quan gì tới chúng ta. Đương nhiên tôi cũng nói trước, gia tộc văn nhân chúng ta là một chỉnh thể, bây giờ vậy, sau này mãi cũng thế. Tôi hy vọng chúng ta có thể đoàn kết, cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn này. Văn nhân không xua tay ý bảo mọi người yên tĩnh, ông ta nói tiếp, được rồi, bây giờ tất cả mọi người bắt đầu bỏ phiếu. Đều là người một nhà, cũng trà trộn phiếu giả vào. Chúng ta có thể thực hiện bằng cách gọi tên, ai chọn người nào thì đọc tên người đó, đương nhiên sẽ có người ghi chép. Văn nhân không cho bỏ phiếu kín chính là muốn dùng thanh thế trấn áp văn nhân Mục Nguyệt. Muốn để chính mắt văn nhân Mục Nguyệt thấy bản thân mình không được người khác ưa thích, trong khi đó ông ta có bao nhiêu người ủng hộ. Tôi bầu bác cả, mới rồi tôi đã nói, ngoại trừ bác cả, tôi không phục bất kỳ ai khác, văn nhân tự tức phá lên cười nói. Y đã sớm bí mật thương lượng với cha mình, cha con y sẽ không xung phong xuất trận trong việc này, để cho bác cả một mình tiến lên đỡ đòn. Thắng, bọn họ đương nhiên có lợi. Thua hay nói một cách chính xác là lão ra khỏi bệnh. Một mình nhà bác cả gánh chịu. Bọn họ không gặp chuyện gì hết. Tôi chọn cha mình, văn nhân liệt nói. Tôi chọn anh cả, anh ấy vốn phải là gia chủ. Ngoại trừ văn nhân Mục Nguyệt và văn nhân Chiếu cùng với Tần Lạc là người ngoài không có quyền bỏ phiếu, những người khác đều chọn lựa bỏ phiếu cho văn nhân không. Sắc mặt văn nhân Mục Nguyệt lạnh lùng, nàng chỉ cúi đầu uống trà, không hiểu đang nghĩ gì nữa. Văn nhân Chiếu cũng không nhẫn nại như chị. Khi hắn nhìn thấy có nhiều người bỏ phiếu cho bác cả văn nhân không, nhất định chị sẽ bị bọn họ hất khỏi vị trí gia chủ, hắn vừa nôn nóng vừa tức giận, ngồi ở trên ghế mà thái độ như kiến bò trên chảo nóng. Chị hãy nói đi, hãy ngăn cản bọn họ đều bỏ phiếu cho bác cả, chị thì sao? Văn nhân Chiếu lôi tay văn nhân Mục Nguyệt. Văn nhân Mục Nguyệt trừng mắt nhìn, lập tức văn nhân Chiếu rẻ rặt thu tay về. Anh rể, anh hãy nghĩ cách đi. Bọn họ đang ức hiếp chị, anh hãy nghĩ hộ chị một cách đi. Được rồi, không phải anh biết dùng độc sao? Hay anh dùng độc khiến bọn họ hôn mê hết đi? Đợi khi ông tỉnh lại mới cho bọn họ tỉnh, bọn họ sẽ không thể bỏ phiếu được nữa. Tần Lạc thầm nghĩ, hay trước tiên đánh thuốc mẻ cho thằng nhóc này? Thằng nhóc này quả nhiên không phải người thường, nghĩ ra được cách rất độc. Sao người như vậy mà chỉ nghĩ ra cách đánh người nhỉ? Ngay sau khi văn nhân không cùng vợ, con cũng bỏ phiếu cho chính ông ta. Văn nhân không thu được số phiếu cao nhất. Đương nhiên ngoại trừ ông ta ra, không một ai lựa chọn người khác.
Bởi vì Văn Nhân Chiếu chưa kịp bỏ phiếu cho Văn Nhân Mục Nguyệt. Văn Nhân Mục Nguyệt lại không tự đề cử chính mình, nàng lập tức trở thành một viên tư lệnh không quân. Bây giờ đã có kết quả bỏ phiếu, Văn Nhân Không tươi cười nhìn lướt qua tất cả mọi người, nói, cảm ơn tất cả mọi người đã tin tưởng. Một khi tất cả mọi người đã tin tưởng tôi, tình nguyện bỏ phiếu cho tôi cùng sẽ không đùn đẩy nữa. Tôi có thể cam đoan với tất cả mọi người ở đây rằng gia tộc Văn Nhân là gia tộc Văn Nhân của mọi người chứ không phải là gia tộc Văn Nhân của một người. Sau khi tôi làm gia chủ sẽ tận lực bảo vệ lợi ích của mọi người. Gia tộc Văn Nhân là của mọi người, tất cả lợi ích thu được cũng của mọi người. Rầm rầm. Mọi người nhiệt liệt vỗ tay. Bọn họ đang chờ câu nói đó. Văn Nhân Không vội vàng xua tay ý bảo mọi người yên lặng. Ông ta nói, lão gia đang nghỉ ngơi. Mọi người hãy yên lặng, không nên làm ầm ảnh hưởng tới lão gia. Vẫn là anh cả nghĩ chu đáo. Bác cả rất có hiếu. Người như vậy mới xứng là thủ lĩnh dẫn dắt nhà chúng ta. Mọi người định tiếp tục vỗ tay đã bị Văn Nhân Không ngăn cản tiếp. Cuối cùng Văn Nhân Mục Nguyệt cũng bỏ chén trà trên tay xuống, nàng lên tiếng hỏi, ồn ào xong chưa? Hả, cô nói cái gì hả? Cái gì là ồn ào? Chúng ta đang làm ồn sao? Chúng ta đang tuyển chọn gia chủ. Văn Nhân Liệt lập tức đứng dậy phản đối. Cha y mới thành gia chủ, lập tức y trở thành người có thực lực cạnh tranh vị trí gia chủ tiếp theo, cảm giác lúc này của y rất tốt. Tắm rửa đi ngủ, Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Nói xong nàng đứng dậy đi lên lầu. Chương 1348, tiếp theo tới phiên ông.